thật không hiểu nổi cái đám người này, không mua được thịt thì không biết nhịn à, thời buổi này có ai sống dễ dàng đâu. Lại vô trách nhiệm tới mức tự sát, loại người này chết có gì đáng tiếc, sống chỉ tốn tài nguyên xã hội. Bên cạnh có người dè bỉu. Thang Kiến Phong quay đầu lại nhìn, người nói là quan viên cục dân chính, mặt đỏ gay, chắc là đang uống rượu say sưa bị người ta gọi tới đây, trong lòng có chút oán khí, Thanh Kiến Phong định phụ họa vài câu, dù sao muốn tỏ thái độ chính trị thì là với người trong phòng, còn với những người này than vãn vài câu chả sao, định hùa theo vài câu cho bớt căng thẳng thì cửa phòng quan sát bật mở. Câm mồm, Lý Viễn Hồ mặt âm trầm đi tới chỉ quan viên đó, bất chấp cả nghi thái tỉnh trưởng lớn tiếng quát, đồng chí ở ngành nào, tôi không cần đồng chí có giác ngộ cao, tôi chỉ muốn hỏi đồng chí còn chút lương tri con người nào không. Trương Khắc đứng sau lưng Lý Viễn Hồ, lạnh lùng nhìn quan viên nồng nặc hơi rượu kia, khi hắn nói những lời mỉa mai thì đúng lúc bọn họ đi ra, nên đứng sau cửa nghe hắn nói hết. Chỉ e trong lòng đại đa số những người ở đây đều có suy nghĩ như thế. Nếu để bọn họ cả gia đình mỗi tháng có 200 đồng tiền sinh hoạt, con cái 3 tháng trời không được ăn thịt, lấy dũng khí bỏ 1 đồng đi mua thịt bị người ta sỉ nhục, bọn chúng mới cảm nhận được đôi khi cuộc sống rất thê lương. Người tự sát có lẽ không đủ kiên cường, nhưng những kẻ sống sung sướng ở đây không có tư cách gì chỉ trích bọn họ. Hành lang truyền tới tiếng bước chân rầm rập, Trương Khắc quay đầu lại, thấy Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh rảo bước đi tới. Tiêu Minh Kiến nói với Lý Viễn Hồ, thưa tỉnh trưởng, để xảy ra chuyện này trong lòng tôi rất đau khổ, đây là do công tác chính phủ chưa làm tới nơi tới chốn, là do tôi làm việc chưa tới nơi tới chốn, tôi sẽ gánh hết trách nhiệm. Tiêu Minh Kiến vừa mới tới nơi đã chủ động gánh lấy trách nhiệm làm Lý Viễn Hồ không thể nói gì hơn, kết cấu sản nghiệp phải điều chỉnh, những công nhân kia là kẻ hy sinh trong cuộc điều chỉnh, chế độ phúc lợi xã hội không theo kịp, nói tới trách nhiệm, Lý Viễn Hồ cũng có trách nhiệm, hiện quan trọng là phải cố gắng bù đắp, hiện không phải lúc nói tới trách nhiệm. Trước tiên kiến nghiệp còn tổng cộng bao nhiêu gia đình vợ chồng đều mất việc, phải dựa vào phí sinh hoạt mỗi tháng 240 đồng sống qua ngày. Có bao nhiêu gia đình liên tục 3 tháng không có thịt ăn, không có tiền nộp học phí, rồi ngay cả đảm bảo y tế cũng không có. Đây không phải chuyện của kiến nghiệp mà mỗi khu vực của tỉnh Đông Hải phải nhanh chóng làm rõ, bi kịch này đã đủ làm người ta kinh hãi rồi, không thể để xảy ra lần thứ hai được nữa. La Quân giờ mới nói, tuyệt đối không thể phát sinh bi kịch này nữa. Chính phủ thành ủy phải lập tức tập hợp các ban ngành nghiên cứu đối sách, sáng mai truyền quyết định của chính phủ thành ủy tới mỗi một con đường, mỗi một ban ngành liên quan. Tới đó giọng trở nên nghiêm khắc, ngoài ra đồng chí Dương Hoa Đông cục dân chính thân là cán bộ đảng viên, nhưng giác ngộ đảng cực thấp, tôi kiến nghị phòng tổ chức ngừng ngay mọi chức vụ của đồng chí này, thậm chí phải thảo luận xem có cần khai trừ đảng hay không, tôi thấy đồng chí này không còn thích hợp làm đảng viên nữa. Dương Hoa Đông quan viên cục dân chính lúc nãy bị Lý Viễn Hồ chỉ mặt giáo huấn đã sợ tới tái mào rồi, nghe La Quân bồi thêm câu này, người không đứng vững được nữa ngã lăn ra đất, hắn nếu mà biết tới than vãn một câu lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế, chỉ sợ lấy kéo cắt lưỡi mình trước. Hồ Tôn Khánh cũng tỏ thái độ một phen, cũng hùng hồn muốn gánh trách nhiệm, giải quyết khốn khó của những gia đình công nhân mất việc, nhìn thấy Trương Khắc có mặt, trong lòng chửi bới chuyện chó má gì y cũng dính vào, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra. Tiếp đó Hồ Tôn Khánh và Tiêu Minh Kiến vào phòng quan sát thăm vợ chồng công nhân uống thuốc sâu tự sát, nói rất nhiều lời an ủi, lấy ra 200 đồng đưa cho người chồng, ông ta không hy vọng cảnh này được phóng viên chụp lại, có điều y tá bác sĩ bệnh viện và đống quan viên đang nhìn, cần phải làm như thế. Chương 1103, tin đồn. Rời phòng quan sát, không chỉ thành phố kiến nghiệp, ngay cả Lý Viễn Hồ cũng yêu cầu người có trách nhiệm của ban ngành dân chính, vệ sinh về họp ngay trong đêm. Hồ Tôn Khánh bảo Thang Kiến Phong lên xe mình, hỏi, sao cậu lại ở đây, ai thông báo cho cậu tới? Thang Kiến Phong không ngờ nửa ngày trời không ai nhắc tới việc, xe gian, chỉ có La Quân và Lý Viễn Hồ nổi trận lôi đình vì chuyện người nữ công nhân kia tự sát, liền đem chuyện đội chấp pháp bắt giữ chiếc xe Maserati ở cổng bệnh viện phạt tiền kể ra. Các người không biết chữ, chết, viết như thế nào à? Hồ Tôn Khánh điên tiết chửi, chẳng trách Trương Khắc và Trần Tĩnh có mặt ở hiện trường. Y không nhắc tới việc xe bị phạt tiền vô cớ là vì ở trường hợp đó không thích hợp chứ không phải y quên, xử lý trách nhiệm của người trực tiếp quản lý việc này, không được nương tay, phải nhanh chóng kết liễu việc này, không để đối phương có thể nói gì. Đội liên hợp chấp pháp phải chú ý hơn, đừng có hơi một chút đổ cả chậu phân lên đầu tôi và thị trưởng Tiêu. Thang Kiến Phong thấy Hồ Tôn Khánh cũng sợ người ta như sợ rắn độc, thầm nghĩ đành để Khương Chí Minh chịu bi kịch thôi, hắn chưa được trực tiếp nhìn thấy Trương Khắc. Dù sao Cẩm Hồ rất ít liên hệ với chính phủ kiến nghiệp,
nhưng từ khí thế vừa nãy, cũng lờ mờ đoán ra được đó là người đứng đằng sau Cẩm Hồ trong truyền thuyết. Đám quan viên La Quân, Lý Viễn Hồ đi rồi, Trương Khắc và Trần Tĩnh còn ở lại với vợ chồng người công nhân trong phòng quan sát một lúc nữa, khi rời đi bảo Phó Tuấn ở lại chiếu cố. Lúc đi ra khỏi lầu khám bệnh, Trương Khắc nhớ ra một việc dặn Phó Tuấn, anh liên hệ với Điền Lực Sơn, khó khăn của bọn họ, để ông ấy giải quyết thích hợp hơn. Điền Lực Sơn không phải là cái người dẫn đầu công nhân mất việc tới chặn cổng vườn sồi, tống tiền, năm ngoái à? Nghe có vẻ nhua qua hệ giữa anh và ông ta không tệ. Gió đêm thổi tới, không khí hơi lạnh, Trần Tĩnh khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Trương Khắc. Ồ, Trương Khắc bật cười dặn thêm, đừng quên bảo Điền Lực Sơn đi tống tiền lần nữa. Người của đội chấp pháp liên hợp đả kích xe tư vận hành phi pháp vẫn còn run lẩy bẩy đứng ở cổng bệnh viện nhìn về phía bên này. Thấy Trương Khắc và Trần Tĩnh đứng nói cười, muốn đi tới, nhưng lại sợ một lần nữa làm hỏng việc, đa phần muốn đùn đẩy trách nhiệm, không muốn mình đi trước thành chỗ xả hận cho đối phương. Trương Khắc nhìn thấy những kẻ đó, nhưng không thèm bận tâm, có một số chuyện đã định sẵn do những tên tiểu lâu la gánh tội, mà cũng chẳng oan uổng cho bọn chúng, vì cái thời đó có hiện tượng, làm giàu bằng vé phạt, bọn chúng lúc nào cũng mang tâm tư đi bắt chẹt vùng ngoài, liền cười bảo Trần Tĩnh. Cô đi xe Maserati làm gì, thời này trong nước chẳng ai nhận ra nó, nếu cô đi Mercedes thì đã chẳng xảy ra loại chuyện này rồi. Lát nữa tôi lái Mercedes chở cô về. Vậy anh cho tôi mượn xe đi, ở kiến nghiệp tôi chỉ có chiếc Maserati này, lần trước cái Mercedes bị xước, tôi ném ở Hải Châu rồi. Trần Tĩnh nói xong cảm thấy giọng điệu hơi giống làm nũng, xấu hổ quay mặt đi. Cô muốn tôi làm lái xe cho cô cũng được, Trương Khắc lấy chìa khóa từ tay Phó Tuấn. Suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi thấy để tôi gặp Điền Lực Sơn một chuyến thì hơn. Hai năm qua kiến nghiệp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thông qua nhiều phương thức đóng cửa, ngừng sản xuất, sát nhập, chuyển đổi, cải cách, lấy đất cho các cơ sở công nghiệp điện tử, sinh ra rất nhiều công nhân mất việc, lên tới gần 20 vạn người, cho dù kiến nghiệp phát triển cao tốc cũng khó mà ngay lập tức tiêu hóa được số công nhân này. Với những công nhân này mà nói, ngoại trừ đảm bảo sinh hoạt cơ bản ra, xúc tiến tái nghiệp mới là quan trọng nhất. Điền Lực Sơn năm 97 bắt đầu lấy danh nghĩa tư nhân lập phòng phục vụ lao động mất việc, đám quan viên sợ ông ta làm ra được thành tựu thì chẳng khác gì nhạo báng ban ngành chính phủ vô dụng, Trương Khắc tính không bằng lần này để chính phủ chiêu an văn phòng này của ông ta cho xong, có cái danh nghĩa nửa chính quyền, triển khai công tác thuận lợi hơn. Lầu khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nói chính xác là lầu tổng họp mặc dù đã qua 11 giờ nhưng ở khu phòng bệnh vẫn có người chưa ngủ, đặc biệt là gia đình người bệnh, có người ngủ càng muộn. Tin tức tỉnh trưởng và bí thư thành ủy vì chuyện một nữ công nhân tự sát mà chạy tới bệnh viện ngay trong đêm đã truyền tới khu phòng bệnh, Cố Hiểu Mai còn nghe nói đội chấp pháp liên hợp bắt một chiếc Maserati ở cổng bệnh viện. Cố Hiểu Mai chẳng biết Maserati là loại xe gì, nghe người có kiến thức nói, loại xe này ít nhất cũng 200 vạn, nói một cái xe xoa hoa như thế vận hành phi pháp, không phải là đùa à. Cố Hiểu Mai nghĩ chiếc Mercedes lần trước lái về Tân Vu cũng phải tới giá đó. Người nhà bệnh nhân mất ngủ rảnh rỗi liền chạy ra xem chiếc xe 200 vạn trông nói như thế nào, trở về nói người của đối chấp pháp bị tiền làm mù mắt, thấy xe đeo biển Hải Châu tưởng xe vùng ngoài có thể chém cho thỏa thuê, nghe nói lãnh đạo đội chấp pháp tới xin lỗi rồi, nhưng đứng ở cổng bệnh viện nửa tiếng không ai chú ý, lại có người khác chạy về nói người lái chiếc Maserati đắt tiền đó chở nữ công nhân tự sát kia tới bệnh viện cấp cứu, bị người đội chấp pháp chặn ở cổng bệnh viện. Không ngờ người lái xe Maserati gọi thẳng bí thư thành ủy và tỉnh trưởng tới giải quyết vấn đề. Tin đồn đúng là khủng bố. Trần Dục vỗ vai vợ, nói với Cố Hiểu Mai ngồi phía đối diện, chúng tôi đưa cô về nhà khách nhé, sáng mai Tiểu Ninh mới kiểm tra, không thể để mọi người ở đây qua đêm được, có tôi và Tiểu Cầm ở với nó là được. Bí thư thành ủy và tỉnh trưởng vừa đi, nhưng người lái xe Maserati còn chưa đi, cô gái đó cũng đẹp kinh khủng. Người ra xem náo nhiệt thấy Trần Dục không tin lời mình. Không nhịn được nói, anh không tin thì tự đi mà xem. Maserati thì tôi nghe nói rồi, xe rất tốt, rất đắt, nhưng người lái loại xe đó chẳng thể liên quan gì tới một công nhân mất việc. Trần Dục cười, cho dù có vô cớ bị đội chấp pháp liên hợp bắt, cũng chẳng thể gọi tỉnh trưởng tới, anh tưởng đó là con trai tổng bí thư hay là chủ tịch nước thế. Vương Cầm, vợ Trần Dục kéo tay áo chồng, người ta tin thì kệ người ta, cần gì cãi nhau với họ. Cố Hiểu Mai thì mẫn cảm nhớ tới Trương Khắc. Xe sang, gái đẹp, gọi tỉnh trưởng tới giải quyết vấn đề, những đặc trưng này rất phù hợp với tên hoàn khố, nhưng không rõ làm sao y lại quen một công nhân mất việc, loại hoàn khố này bao giờ thèm bận lòng tới cuộc sống nhân gian. Cố Hiểu Mai đứng dậy,
nhìn Trần Ninh đang ngủ say, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, kéo tay Vương Cầm nói, cô tới nhà khách ngủ với tôi đi, tôi thấy mọi người cũng không cần lo gì đâu, ngày mai chỉ kiểm tra thêm thôi mà, mai chúng ta còn phải chuyển ký túc xá cho Tiểu Ninh nữa đấy. Phòng bệnh chỉ có một cái giường đơn giản cho người nhà bệnh nhân, nếu cả hai vợ chồng Trần Dục ở lại sẽ có một người phải ngồi thức qua đêm, không dễ chịu chút nào. Cố Hiểu Mai chỉ để Trần Dục tiến chân tới đại sảnh, nhà khách nằm bên cạnh bệnh viện, đi bộ vài ba phút là tới, đến đại sảnh liền nhìn thấy Trương Khác đứng một bên lối vào, bên cạnh có một cô gái cao giáo, thành thục, xinh đẹp. Không ngờ là Trương Khác thật, Cố Hiểu Mai kéo Vương Cầm lùi lại, tránh để Trương Khác nhìn thấy. Làm sao thế? Vương Cầm ngạc nhiên hỏi. Đó là con trai của thị trưởng Trương. Cố Hiểu Mai chẳng muốn phải chạy tới trước mặt Trương Khác bày ra vẻ mặt tươi cười ân cần, thà trốn không gặp còn hơn. Chương 1104, mặt có hoa. Trần Dục thấy Cố Hiểu Mai và vợ lùi vào đại sảnh, lấy làm lạ thò đầu ra nhìn, nói, con trai Trương Chi Hành đấy à, cậu nhóc này trông đẹp trai thật đấy, nói một câu cô đừng giận nhé, người ta dựa vào tướng mạo này đã ăn đứt phu trúc nhà cô rồi. Cô gái bên cạnh cậu ta có phải là bạn gái thứ ba của cậu ta không? Nam nhân các anh chẳng ai chịu an phận. Vương Cầm mắng một câu, nói với Cố Hiểu Mai, chị ở chính phủ làm việc cho Trương Chi Hành mà, nếu để người khác biết chị trốn con ông ấy, ảnh hưởng không tốt đâu. Không để cậu ta biết là được. Bọn họ đứng ở sau cửa kính nhìn Trương Khác và Trần Tĩnh chui vào chiếc Mercedes 600, còn Phó Tuấn và nhân viên tùy tùng chui vào chiếc Buick màu đen. Đợi khi xe đi ra ngoài mới để ý tới những người ngồi trong xe buýt mặt mày nghiêm nghị, mặc đồng phục vest đen, ngạc nhiên hỏi, những người ngồi xe đằng sau có phải là vệ sĩ của cậu ta không? Thấy Cố Hiểu Mai tỏ cái vẻ, đúng là như thế, thì há mồm nói, Trương gia có lợi hại tới đâu chẳng qua cũng là một thổ hào ở Hải Châu thôi, cậu ta đi học mà có 4, 5 vệ sĩ đi theo, có phải là hơi quá không? Người có quyền có thế nghĩ gì chúng ta sao hiểu được? Nghe nói tháng 10 năm ngoái cậu ta vì tranh giành nữ nhân mà bị đâm, chắc vì thế mà khẩn trương một chút. Cố Hiểu Mai suy đoán, lần trước bà ta gặp Trương Khác thì Phó Tuấn không ra mặt, thấy Trương Khác phô trương như vậy, thực sự là giật mình. Cố Hiểu Mai nhìn Trần Dục, nói không chừng Lý Viễn Hồ, La Quân vừa rồi tới bệnh viện là do Trương Khác gọi tới thật, sức mạnh của Trương gia đúng là những nhân vật nhỏ như bọn họ không thể tưởng tượng được. Vừa rồi nói tới Maserati hơn 200 vạn là xe gì? Sao em không thấy? Vương Cầm thắc mắc. Kia kìa, cái xe mang tiêu chí hình ba cái cành cây ấy. Trần Dục chỉ cái xe có cả đống người đứng quanh ở cổng, xa xa nhìn đúng là không có gì đáng chú ý, một số người không thích khoe khoang, mua những cái xe trong nước không ai biết này. Sao bọn họ không lái xe đi? Lái đi, Trần Dục cười mỉa, bọn họ bị đắc tội, không phải là nói một câu xin lỗi có thể qua, người đứng bên cạnh xe hẳn là của đội chấp pháp liên hợp. Con trai Trương Chi Hành muốn cái xe thành củ khoai nóng, ôm cũng không được, ném cũng không được. Cậu ta không thèm đánh, không thèm chửi, chỉ ném xe lại cho bọn họ xử lý, có điều nói đi cũng phải nói lại, đám người kia cũng chẳng đáng thương hại, một lũ chó cắn nhau mà thôi. Cố Hiểu Mai không nói gì, bà ta chẳng thể thuận theo giọng điệu Trần Dục công kích con trai Trương Chi Hành, Trương Khác đã đi, bọn họ cũng không cần nấp nữa, rời bệnh viện về nhà khách. Người của đội chấp pháp liên hợp thấy Trương Khác và Trần Tĩnh vào chiếc Mercedes 600 đi qua cổng, không thèm nhìn bọn họ cái nào, làm mây đen bao phủ trong lòng bọn họ càng dày thêm. Trương Khác không hề biết Cố Kiến Mai và cha mẹ Trần Ninh đứng ở sau cửa kính đại sảnh bàn luận mình, y lái xe đưa Trần Tĩnh về chỗ ở trước. Trần Tĩnh phụ trách bộ phận nghiên cứu và thiết kế của Cao Khoa KV, không cùng Tạ Tử Gia ở trong chung cư thanh niên nữa, có điều mua một biệt thự trong Yến Viên, cách biệt thự của Đỗ Phi có 2 nhà. Yến Viên là khu nhà ở cao cấp nhất của kiến nghiệp, nếu muốn có nhà cao cấp hơn chỉ có cách bỏ tiền ra tự mua đất xây nhà mà thôi. Trương Khác lái xe vào Yến Viên, đám Phó Tuấn tất nhiên chẳng theo vào để bị xua đuổi, Trần Tĩnh nhìn bên mặt Trương Khác một lúc nói, tôi nghĩ nếu hôm nay chỉ có một mình ở kiến nghiệp, thế nào cũng không xử lý được toàn diện như anh. Nghĩ không ra đầu óc anh làm bằng cái gì, có thể bổ ra cho tôi xem không? Vậy cô cứ bổ ra xem đi, Trương Khác ngoẹo đầu sang. Trần Tĩnh khao khát ôm lấy đầu Trương Khác, nghĩ nếu như hôm nay không có Trương Khác có lẽ cô chỉ biết giao tiền nhờ hàng xóm chuyển cho nữ công nhân kia, mà không nghĩ tới khó khăn bọn họ có thể gặp phải ở bệnh viện, cho dù có cũng không nghĩ tới chuyện này là thời cơ cực tốt có thể khiến tỉnh trưởng và bí thư thành ủy chú ý tới công nhân mất việc, từ đó đưa ra biện pháp đảm bảo cuộc sống bọn họ. Trương Khác dừng xe lại trước biệt thự, nghiêng đầu qua thấy hai mắt Trần Tĩnh sáng như anh sao nhìn mình chăm chú, cười hỏi, mặt tôi có gì à?
Mặt anh có hoa, Trần Tĩnh đưa tay ra vuốt má Trương Khắc. Bị ngón tay mềm mại mát lạnh của Trần Tĩnh khe khẽ chạm vào, cảm giác thật khó diễn tả, Trương Khắc nhìn Trần Tĩnh, thấy cô tựa cười như không nhìn mình, ngón tay vẫn đặt trên má mình. U hương thoang thoảng tỏa ra, đèn trong xe đã tắt, chỉ có ánh đèn tường tờ mở trước biệt thự, Trần Tĩnh vừa rồi lên xe đã xóa tóc ra, mái tóc đen rợn sóng xóa xuống vai, khuôn mặt ửng hồng như thiếu nữ mới yêu hết sức quyến rũ, ánh mắt mỗi lúc một ôn nhu say đắm, Trương Khắc đưa tay ra, chạm lên gò má của cô. Trần Tĩnh hơi ngả đầu kẹp tay Trương Khắc vào vai, như cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của y. Trương Khắc cảm thấy tay chạm vào làn da mịn như ngọc, không kìm được ý nghĩ muốn hôn lên cánh môi hồng hào ướt mọng đầy cảm dỗ kia, đưa tay luồn ra sau đầu cô, kéo về phía mình. Đúng lúc này chiếc xe sáng lên, tầng 2 biệt thự lúc nãy còn tối đèn có ánh sáng từ cửa sổ hắt ra. Trần Tĩnh giật nảy mình, nhìn lên cửa sổ, thấy bóng dáng Tạ Tử Gia đứng ở đó, không rõ cô bé đó đang nhìn cái gì, có nhìn thấy cảnh vừa rồi trong xe không, nhưng Trần Tĩnh không còn dũng khí tiếp tục nữa, quay lại nói một câu thừa thãi với Trương Khắc, tôi tới rồi. Có chuyện gọi điện thoại cho tôi nhé. Trương Khắc nhoài người ra mở cửa cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cảm thụ được rõ ràng cơ thể của Trương Khắc chạm vào mình, hít sâu một hơi, xuống xe rồi vẫn thấy lòng bối rồi, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà mới thở hắt ra một hơi, nhớ lại lúc chờ đợi được hôn vừa sợ sệt vừa ngọt ngào, vào nhà rồi không bật đèn, quay đầu nhìn Trương Khắc thật lâu, cho tới tận khi Tạ Tử Gia ở tầng trên hỏi, sao bây giờ chị mới về, xe chị đâu? Sao bên ngoài lại là xe của tên tiểu tử Trương Khắc, y đưa chị về à? Trần Tĩnh lúc này mới bật đèn phòng khách, quay đầu nhìn lại, thấy Trương Khắc hướng về phía mình vẫy tay, nhìn y lái xe đi mới ném chìa khóa vào tủ, cầm túi sách đi lên, nhìn Tạ Tử Gia mặc váy ngủ, đi chân đất đứng trong phòng ngủ, hỏi, sao tối nay lại tới chỗ chị? Bọn chị có phải trốn trong xe làm gì đó không? Tạ Tử Gia nhìn Trần Tĩnh chằm chằm, em nghe thấy xe tắt máy rất lâu mà chị không vào, đi ra cửa sổ mới thấy không phải là xe của chị. Bọn chị làm gì được chứ? Cả Trần Tĩnh cũng hoài nghi không biết có phải mặt mình đỏ rồi không, ném túi xách lên ghế sofa, buổi tối xảy ra ít chuyện nên mới về trễ thế này. Rồi đem chuyện xảy ra kể cho Tạ Tử Gia, miệng nói không ngừng để che giấu, còn cố tình đi ra cửa sổ xem, xác định là không thể nhìn thấy tình hình trong xe mới nhất quyết không để hở ra. Tạ Tử Gia cũng không để ý lắm, thường ngày cô và Úc Bình trêu ghẹo Trần Tĩnh quen rồi, nghe Trần Tĩnh kể xong chuyện, chỉ theo thói quen bĩu cặp môi phấn hồng, không bình luận. Với nữ công nhân tự sát kia, cô không có nhận thức sâu sắc, cau mày nghĩ một lúc nói, Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật chip cơ bản, nếu chúng ta dùng nó sản xuất di động thì thị trường ở đâu? Đây là vấn đề phải suy nghĩ kỹ càng về nhu cầu điện thoại thông tin của người tầng dưới xã hội. Mặc dù lúc này di động với một công nhân mất việc là đồ xa xỉ, có điều em nghĩ cùng với thời gian trôi đi, linh kiện phần cứng và phí thông tấn di động sẽ giảm mạnh, công nhân mất việc cũng sẽ thành thị trường chúng ta suy nghĩ tới. Chương 1105, hạnh phúc và lo lắng của cô gái nhỏ. Em nhíu mày bao lâu để nghĩ cái này đó hả? Trần Tĩnh béo má Tạ Tử Gia, đầu em đúng là chứa băng, ngay cả tư duy cũng lạnh như băng. Chuyện thông cảm thì để Trương Khắc biểu diễn trước mặt chị là được rồi, nếu y không đang nghiên cứu thị trường tầm trung và thấp, chị nghĩ vì sao y có thể hiểu rõ vấn đề công nhân thất nghiệp thấu triệt như thế? Em chỉ một lòng muốn dẫm nát đám nam nhân thối dưới lòng bàn chân thôi. Được rồi, tóm lại chị biết không có ai dám áp bách em. Trần Tĩnh cắt ngang lời tuyên ngôn của Tạ Tử Gia, chị chạy bên ngoài suốt cả ngày rồi, phải đi tắm đây, chẳng ai muốn nghe luận điệu của em đâu. Trần Tĩnh đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, cô cởi bộ trang phục chính thống thường mặc trong công việc, nửa khỏa thân đứng trong bồn tắm, nhớ lại cảm giác chạm tay vào má Trương Khắc, nhớ lại mấy giây sợ hãi và ngọt ngào chờ đợi được hôn, ngây cả ra. Không biết lần sau gặp lại phải làm sao, tiếp tục hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm thụ tuyệt vời lúc chạm vào nhau đó, dù muốn tiếp tục thì phải làm sao mới thích hợp, dù sao đây là vụng trộm, không thể cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố như những cặp đôi bình thường nghĩ. Trần Tĩnh ôm đầu suy nghĩ, lúc thì nhớ lại cảm giác mỹ diệu kia, lúc thì nghĩ tới làm sao để quan hệ hai người tiếp tục không có vẻ trông quá xấu hổ. Đợi nước xả nửa bồn tắm, Trần Tĩnh cởi hết đồ lót, chân chuống nằm xuống. Nhìn cơ thể đầy đặn và da thịt như châu ngọc của mình, nói với không khí, Trương Khắc, người ta giảm giá bán cho anh rồi đấy, anh phải đối xử với người ta tốt một chút, biết không hả? Chị đang nói với ai thế? Tạ Tử Gia ở bên ngoài hỏi. Hả, à, Trần Tĩnh không nhịn được phì cười, xấu hổ đem cả người chìm vào trong nước, nói vọng ra,
mai phải họp còn gì, chị đang luyện tập trước. Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh lại lấy cơ thể thư thái, sáng khoái dễ chịu, Trần Tĩnh chẳng còn nhớ từ khi nào mới ngủ thích như thế, xem đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mới ngủ được 6 tiếng thôi, soi gương thấy da mình trắng như trứng gà bóc vỏ vậy, Trần Tĩnh rất hài lòng với là da của mình hôm nay, thầm nghĩ thật là lạ, chỉ khẽ chạm vào thôi lại có thể làm tâm cảnh con người sinh ra biến hóa lớn như thế. Đứng trước cửa sổ, để sắc trời nước núi non nuôi dưỡng đôi mắt, đột nhiên thấy dưới lầu có một chiếc Porsche màu lam bảo thạch, trong xe không giống có người, nhớ lại hôm qua nói đùa với Trương Khác mượn xe, đi chân đất xuống lầu, có một bức thư được người ta nhé qua khe cửa, Trần Tĩnh cười chạy tới, nhặt bức thư lên, lấy ra chìa khóa và một tờ giấy. Trương Khác viết, tài xe gọi là sẵn sàng, xe đỗ trước nhà. Trần Tĩnh nhìn mấy chữ ngắn ngủ đó rất nhiều lần, nghe thấy tiếng Tạ Tử Gia đi lại trên lầu, vội nhét thư vào phong bì, lại nhét phong bì vào khe tủ, nhìn Tạ Tử Gia đang đi xuống, cười hỏi, sao dậy sớm thế? Chị chạy rầm rầm xuống lầu, chị tưởng biệt thự cách âm tốt lắm à? Tự Tử Gia nhìn chiếc Porsche, thắc mắc, ai đỗ xe ở đó thế? Mượn của Trương Khác đấy. Trần Tĩnh giơ chìa khó trong tay lên, chẳng biết cậu ta phái ai đưa xe tới, nhét chìa khóa vào trong khe cửa. Trương Khác bao nhiêu tuổi thế, sao gu thẩm mỹ y như ba em ấy? Tạ Tử Gia nhíu mày nhìn thân xe thuôn dài của chiếc Porsche, trong những chiếc Porsche thì cái này xấu nhất. Chị nói xem di động cao cấp của Cẩm Hồ do Trương Khác tự thiết kế đấy à? Gu thẩm mỹ của y làm người ta phải hoài nghi. Trần Tĩnh cười không đáp, nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, lên lầu rửa mặt, trong lòng muốn gọi điện cho Trương Khác, nhưng lại không muốn giống như cô gái mới được yêu, kiên nhẫn không gọi. Đợi rửa ráy, trang điểm xong xuôi, nhìn mặt trời từ phía hồ mọc lên, Trần Tĩnh mới cầm di động bấm số cho Trương Khác, điện thoại còn chưa thông thì thình lình Tạ Tử Gia đẩy cửa đi vào. Cho em mượn kem dưỡng da của chị. Tạ Tử Gia đi thẳng tới bàn trang điểm tìm kem dưỡng da, thấy nét mặt Trần Tĩnh hơi khác thường, quay đầu hỏi, chị gọi điện cho ai thế? Chẳng ai cả, Trương Khác, người ta cho chị mượn xe, thế nào cũng phải gọi điện cảm ơn một tiếng, chẳng biết đã ngủ dậy chưa? Trần Tĩnh còn định nói dối vài câu lấp liếm thì giọng Trương Khác truyền ra, thích xe đó không? Chiếc Porsche đó là chiếc tôi thích nhất đấy, bình thường chẳng có cơ hội lái, sáng nay tôi bận mất rồi, buổi chiều lúc nào cô cần tài xế cứ gọi tôi một tiếng. Cảm ơn anh hôm qua chở tôi về, hôm nay lại còn cho tôi mượn xe. Tôi mượn dùng vài ngày, đợi họ làm rõ vấn đề, tôi lấy xe lại đổi. Trước mặt Tạ Tử Gia, Trần Tĩnh chỉ có thể lấy giọng điệu công chuyện để nói, tỏ ra bình tĩnh khách khí một chút, không muốn biểu lộ tình cảm với Trương Khác, nói qua loa vài câu thì cúp máy. Đợi đến khi Tạ Tử Gia xoa kem xong đi ra, Trần Tĩnh hối hận vô cùng, nếu Trương Khác hiểu lầm cú điện thoại này là mình có ý cực tuyệt thì sao, nghĩ tới đó Trần Tĩnh vào đầu, giọng điệu khách khí đó, hiểu lầm là cái chắc rồi, nhưng cô không có dũng khí gọi điện lại nói với Trương Khác vì có Tạ Tử Gia ở đó cho nên mới nói như vậy, trong lòng rối rắm vô cùng. Nhận được điện thoại của Phó Tuấn, Điền Lực Sơn dẫn Trương Văn Lệ theo tìm Trương Khác. Khu chung cư thanh niên trong ngõ học phủ có tổng cộng 12 tòa nhà. Cứ 4 tòa nhà lại thành một khu độc lập, về sau qua sửa chữa, tách 4 tòa nhà ở giữa ra, đem tòa nhà ở gần cổng đợi ít Đông Hải thành một khu riêng biệt, 3 cái còn lại thành nhà ở giá rẻ cho nhân viên sáng nghiệp thuê. Tòa nhà tự thành một khu riêng rẽ kia tất nhiên trong mắt một số người mang sắc thái thần bí. Điền Lực Sơn lần đầu tiên đi vào tòa nhà đó, chỉ thấy một số thanh niên nam nữ dáng vẻ giống sinh viên ra vào, Điền Lực Sơn nói rõ mục đích với nhân viên an ninh. Một lúc sau Phó Tuấn đích thân đi xuống đón bọn họ. Vào trong thang máy, Điền Lực Sơn chi thấy biển hiển thị 11 tầng, nghi hoặc hỏi, đứng bên ngoài nhìn thấy tòa nhà này có 12 tầng, hay là tôi nhìn nhầm? Chỉ có 11 tầng, tầng 12 không phải nơi ở. Phó Tuấn ấn vào máy nhận dạng vân tay, giải thích, năm ngoái xảy ra vài chuyện, một số biện pháp an ninh trở nên nghiêm ngặt, chỉ có dùng dấu vân tay phù hợp mới có thể lên tầng 11. Điền Lực Sơn cười. Sống thế thì buồn nhỉ, khác gì là bị nhốt trong lòng. Phó Tuấn chưa bao giờ thấy cuộc sống của Trương Khác buồn chán, nửa đêm còn phải cùng y lén lút lái xe Porsche tới cửa nhà người ta, tất nhiên hắn không thể đem chuyện thú vị đó kể lung tung, nói với Điền Lực Sơn một số việc xảy ra tối qua, vấn đề tái nghiệp của đôi vợ chồng đó, Khác thiếu gia mong xưởng trưởng Điền ra mặt giải quyết hộ họ. Điền Lực Sơn trầm mặc một lúc thở dài, trong 20 vạn công nhân mất việc, có bao nhiêu gia đình công nhân mất việc cả vợ chồng còn chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc không ít, văn phòng chúng tôi tiếp xúc rất nhiều gia đình đặc biệt khó khăn, chính phủ thành phố phải ưu tiên giải quyết vấn đề này mới có thể cải thiện được một chút.
khi tôi đi đón mọi người thì Khác thiếu gia vừa mới nhận được điện thoại của Bí thư La, chắc là có kế luận rồi. Chương 1106, phát hiện lớn của Cố Hiểu Mai 1. Phó Tuấn đưa bọn họ tới thẳng vườn hoa không trung, tháng 9, sau khi mặt trời mọc không khí còn có chút nóng bức, nhưng trong vườn hoa trên không, gió mát lồng lộng, Trương Khác ngồi ở bàn trà đọc tài liệu, thấy bọn họ vào, đứng dậy nói với Điền Lực Sơn, thành phố vì vấn đề đảm bảo phí sinh hoạt cho công nhân mất việc họp thâu đêm, kết quả thảo luận là tăng thêm 60 đồng so với ban đầu, tháng sau sẽ phát theo cơ sở này. Về phương diện con cái đi học, cứu chữa y tế, cũng có trợ cấp. Phương pháp cụ thể còn mất thêm thời gian mới đưa ra, tiêu chuẩn mỗi nơi cũng khác nhau, phải căn cứ vào tình hình thu nhập tài chính địa phương. Tôi tìm ông tới đây, là vì thấy văn phòng tái nghiệp có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Vừa rồi nói chuyện với Bí Thư La tôi cũng nhắc tới ông, Bí Thư La có ấn tượng rất sâu với ông, hoan nghênh ông tới tìm Bí Thư La gây rắc rối. Xem ra lần này xưởng trưởng Điền phải tới báo cáo công tác với Bí Thư La trước, sau đó mới tới các xí nghiệp xin, tài trợ. Điền Lực Sơn thầm nghĩ ấn tượng sâu sắc nhất của La Quân với mình chắc là lần dẫn công nhân nhà máy nhuộm chặn cổng lãnh đạo không cho bán nhà máy rồi, đi tìm La Quân gây phiền toái có nghĩa là văn phòng tái nghiệp ông ta lập ra 2 năm qua được chính quyền thừa nhận, không cần ban ngành liên quan tới gây phiền phức, nhưng thành tích làm ra được tính vào chính phủ. Điền Lực Sơn chẳng phản cảm chuyện, Triệu An, này, có thể làm được thêm nhiều việc hơn nữa cho công nhân mất việc mới là chủ yếu, giới thiệu Trương Văn Lệ cho Trương Khác. Trương Khác bắt tay Trương Văn Lệ, cười, Triệu Bằng chẳng nhắc về chị với tôi. À phải, khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiếp mời cho tôi. Trương Văn Lên không biết sao Trương Khác biết mình và Triệu Bằng yêu nhau, bị y nói ra có chút xấu hổ. 2 năm trước cô được Điền Lực Sơn giới thiệu vào vườn rồi làm thư ký hành chính, tất nhiên khó thoát khỏi lòng bàn tay Triệu Bằng. Sau khi yêu nhau, hai người cùng làm việc một nơi không thích hợp, Trương Văn Lệ liều điều chuyển sang văn phòng tái nghiệp của Điền Lực Sơn. Ngày kết hôn của hai người đã tới gần, chỉ có điều Triệu Bằng là người phụ trách thương vụ Cẩm Hồ Chú ở Tân Đình, nên chuẩn bị hôn lễ ở kiến nghiệp chỉ đơn giản. Thấy Trương Khác quan tâm tới hôn lễ của Trương Văn Lệ, Điền Lực Sơn cười nói, vậy Cẩm Hồ phải đảm bảo cho Triệu Bằng có thời gian về kiến nghiệp kết hôn mới được, mỗi lần Văn Lệ phải vất vả chạy tới Tân Đình hẹn hò. Chuyện này à, xưởng trưởng Điền để Văn Lệ tới Tân Đình nghỉ một tháng trăng mật cũng được mà. Trương Khác đùa. Phong cảnh Tân Đình vào thời điểm này khá được đấy, đến khi khu công nghiệp gần cảng xây lên, dù chú trọng môi trường đến đâu cũng phải trả một cái giá nhất định. Di động trên bàn reo lên, Trương Khác cầm lấy xem, điện thoại của Trần Tĩnh, nhận điện hỏi, chuyện gì thế, còn tưởng cô đang họp. Tôi vẫn đang trong phòng họp, tôi nhớ buổi sáng anh sẽ gặp Điền Lực Sơn, tôi đã thảo luận qua với Úc Bình và Tử Gia, Cao Khoa KV có thể góp một phần sức cho công nhân mất việc, nhưng mà tôi chẳng có nhiều mỡ như anh đâu. Thịt muối cũng là thịt, xưởng trưởng Điền đang ở cạnh tôi đây này, hay là cô nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Trương Khác biết Trần Tĩnh đang ở một chỗ với cao tầng Cao Khoa KV, vẫn hỏi một câu, buổi sáng gọi điện thoại, bên cạnh cô cũng có người phải không? Trần Tĩnh lo lắng suốt nửa buổi sáng, khó khăn lắm mới có cớ gọi điện cho Trương Khác lần nữa chính là vì tiếng, này, thở phào nói, chuyện cụ thể tôi bảo Lưu Minh Huy liên hệ với ông ấy nhé, tôi phải họp tiếp đây. Trương Khác cúp điện thoại, nói với Điền Lực Sơn, tôi vừa kiếm được một đối tượng có thể tài trợ cho mọi người, Tổng Giám sát thị trường Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV sẽ liên hệ với mọi người. Khi ngồi xe đi qua cổng đợi S Đông Hải, Cố Hiểu Mai đặc biệt nhìn tòa nhà tách riêng trong chung cư thanh niên, nói với Vương Cầm, con trai thị trưởng Trương ở tầng thượng tòa nhà đó. Bà ta và Vương Cầm tới trường giúp Trần Tĩnh chuyển ký túc xá, còn Trần Dục và Vu Trúc ở lại bệnh viện cùng Trần Ninh kiểm tra. Tình hình sơ bộ khá lạc quan, trong lòng bọn họ bớt đi không ít áp lực. Nhìn qua đâu rộng tới nửa mẫu nhỉ, Vương Cầm cũng ghé mặt vào cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy ngoài lan can tầng thượng còn có cành cây chìa ra, đúng là một khu vườn trên không. Chuông điện thoại vang lên, Cố Hiểu Mai lấy di động trong túi sách, là điện thoại do chính phủ Tân Vu gọi tới, Cố Hiểu Mai không dám chậm trễ nhận điện ngay, Vương Cầm nghe thấy bà ta nói chuyện, nhắc tới công nhân mất việc, đợi bà ta cúp điện thoại hỏi, có chuyện gì thế? Văn phòng gọi điện tới, chính phủ tỉnh vừa sáng sớm đã thông báo khẩn cấp cho các nơi phải nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ sinh hoạt cho các công nhân mất việc. Chính phủ thành phố quyết định chấp hành theo tiêu chuẩn cao nhất chính phủ tỉnh, buổi chiều tôi phải về Tân Vu rồi. Có phải liên quan tới việc nữ công nhân tự sát đêm qua không? Chính phủ đưa ra quyết sách nhanh thế từ khi nào vậy? Vương Cầm ngạc nhiên hỏi. Cố Hiểu Mai cũng thấy hơi kỳ quái, đêm qua mới xảy ra chuyện kia, sáng nay đã có nghị quyết hữu quan rồi.
cho dù biết giữa hai chuyện này ắt phải có liên hệ, nhưng cũng thấy ở Trung Quốc có hiệu suất thế này thì quá quỷ dị, huống hồ con trai Trương Chi Hành còn có quan hệ khó nói rõ với sự kiện này. Việc giao tiếp giữa chính phủ và bên dân chính lại đúng trách nhiệm của Cố Hiểu Mai, theo lịch trình ngày mai bà ta mới về Tân Vu, nhưng đột nhiên có chuyện lớn này, Cố Hiểu Mai tất nhiên không thể đợi tới ngày mai mới lên đường. Trần Tĩnh Kiếm tra xong, mọi người cùng tới ngõ học phủ ăn cơm, rồi ngồi xe về Tân Vu. Trương Chi Hành sau khi lên làm thị trưởng việc đầu tiên là nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ cuộc sống của công nhân mất việc lên tới 170 đồng, thế nào cũng phải kém kiến nghiệp một chút, nếu không làm chính phủ kiến nghiệp bẽ mặt, vật giá Tân Vu thấp hơn kiến nghiệp nhiều, nên số tiền đó miễn cưỡng duy trì được mức độ sinh hoạt cơ bản nhất. Trương Chi Hành tới Tân Vu làm rất nhiều việc thực chất, đặc biệt là khiến ngành rượu và du lịch quật khởi, khai nguồn thu nhập trọng yếu cho chính phủ. Từ hai sản nghiệp này được nhận ân huệ thì đám người ăn không ngồi rồi ở cục tài chính cũng được hưởng lợi trực tiếp, ít nhất không còn phải nợ nần ai nữa, không cần phải hễ có chuyện lớn chuyện nhỏ gì là phải móc túi quyên góp, cho nên Trương Chi Hành lên làm thị trưởng, các cán bộ cơ sở đều ủng hộ. Thời buổi này là thế, ai đem lại lợi ích cho người ta thì người ta mới ủng hộ anh. Trừ ngành rượu và du lịch quật khởi ra, những sản nghiệp khác của Tân Vu vẫn rất yếu kém, thành phố có 20 vạn nhân khẩu. Hai năm qua có gần 3 vạn công nhân mất việc, đấy là còn nhờ ngành rượu và du lịch tạo ra vô số công ăn việc làm rồi, nếu không người thất nghiệp ở Tân Vu đã đầy đường. Lần này dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của chính phủ tỉnh chấp hành phương án hỗ trợ công nhân mất việc, Cố Hiểu Mai tính toán sơ bộ, mỗi năm phải chi thêm ra 40 triệu nữa. Thu nhập tài chính của Tân Vu năm nay dự đoán hơn 1 tỷ, đó là thành tích không tệ, 1 tỷ trông có vẻ không ít. Nhưng miếng bánh sớm bị các ban ngành phân chia hết trong dự toán cuối năm ngoá rồi, tài chính linh hoạt trong tay chính phủ không tới 100 triệu. Chính phủ thành phố còn biết bao việc phải làm, bỏ ra thêm ngay tức thì 20 triệu, đúng là hơi giật gấu vá vai. Chương 1107, phát hiện lớn của Cố Hiểu Mai 2. 2 giờ chiều Cố Hiểu Mai tới được chính phủ thành phố, đúng lúc chính phủ thành phố triệu tập ban ngành thảo luận chuyện nâng cao tiêu chuẩn hỗ trợ công nhân mất việc. Cố Hiểu Mai cầm sổ ghi chép đi vào phòng họp, đúng như dự liệu toàn là tiếng than vãn. Trương Chi Hành vỗ bàn, thà làm chính phủ eo hẹp một chút, chứ không thể để công nhân sống khó khăn. Mọi người thảo luận đi thảo luận lại chẳng đói chết ai, thêm 22 đồng, để công nhân mất việc mỗi tháng có thêm vài bữa thịt, cũng không phải là đòi hỏi quá đáng chứ. Hơn nữa, chính phủ có eo hẹp, không phải ép mọi người bỏ tiền túi ra, vì sao ai cũng xị mặt ra như thế. Thị trưởng đại nhân nói thế. Mọi người chỉ biết cười phụ họa, không vội tỏ thái độ. Được, tôi tỏ thái độ trước, văn phòng chính phủ thu hẹp 20% chi tiêu, các ban ngành không cần phải lập tiêu chuẩn cứng nào hết, kiếm được bao tiền thì kiếm, thiếu bao nhiêu tôi đi ăn xin. Trương Chi Hành nói tiếp, tôi vẫn muốn nhắc mọi người một chút, quan trọng vẫn là làm kinh tế phát triển, mới có thể giúp công nhân mất việc được tái nghiệp, giải quyết hết công ăn việc làm cho 3 vạn công nhân mất việc này. Tới khi đó mọi người không cần phải nhăn nhó mặt mày nữa. Cố Hiểu Mai nghe nói giảm 20% chi tiêu của văn phòng chính phủ mà run, có điều 30 vạn cư dân Tân Vu có được một thị trưởng thế này đúng là hạnh phúc, đáng tiếc thị trưởng như thế, trong nước quá hiếm có. Nếu nói Trương Chi Hành có điều gì làm người ta không hài lòng hoặc bới móc, đó là con trai ông quá không ra gì, chuyện về Trương khác lan truyền đi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của Trương Chi Hành. Mọi người đều tin vào khả năng phát triển kinh tế của Trương Chi Hành, lòng nghĩ thôi thì đành tạm thời chắt bóp một chút. Qua một thời gian sẽ đỡ hơn, kêu ca thì cũng kêu ca rồi, không cần mặt dày tiếp tục than nghèo gào khó nó, mọi người cười hì hì tôi đảm bảo 5%, anh đảm bảo 6%. Chi phí các văn phòng có hạn, thắt chặn chi tiêu chẳng bù vào được khoảng trống 20 triệu, có điều đây không phải là con số khủng khiếp gì, mọi người sẵn lòng giải quyết là có thể giải quyết được. Họp xong Cố Hiểu Mai liên hệ với bên dân chính soạn thảo chi tiết tiêu chuẩn hỗ trợ, Trương Chi Hành cũng bảo thư ký Thành Dư Đông theo sát việc này. Hy vọng nhanh chóng soạn xong chi tiết, làm việc nhanh chóng một chút, tháng sau có thể làm công nhân mất việc được hưởng phúc lợi. Trong văn phòng Cố Hiểu Mai, Thành Dư Đông đùa, chẳng biết khi nào Tân Vu mới được giống Hải Châu nhỉ. Ở đó cư dân gần 100 vạn, công nhân mất việc không quá 1 vạn, chúng ta thì sức đầu mẻ chán vì việc này, thị trưởng Hải Châu gọi điện bảo cục trưởng dân chính xem lấy tự giải quyết là xong. Ai, thế này xem ra tối nay lại phải tăng ca rồi. Cố Hiểu Mai cười. Nếu không có chút trình độ, Đường Học Khiêm có thể tới Giang Nam làm phó tỉnh trưởng được không? Đừng kêu ca nữa, chịu đựng qua một thời gian là được. Thị trưởng Trương cũng nên tổ chức người tới Hải Châu học tập kinh nghiệm. Thành Dư Đông thở dài,
tốt xấu gì thì Hải Châu cũng là đất phát tích của Trương gia mà. Có mà muốn tới Hải Châu làm tiền ấy. Trương Chi Hành đẩy cửa đi vào, nghe thấy Thành Dư Đông và Cố Hiểu Mai nói chuyện, cũng xen vào đùa một câu, rồi hỏi Cố Hiểu Mai chuyện trao đổi với cục dân chính. Cố Hiểu Mai báo cáo xong, Trương Chi Hành rời đi, Thành Dư Đông hỏi, gom góp mãi vẫn thiếu 4, 5 triệu, thị trưởng Trương cũng nói ra ngoài ăn xin, chỉ nói có phải là tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ ăn xin không? Cậu suốt ngày theo thị trưởng phải biết thị trưởng đi ăn xin ở đâu chứ? Tôi thì làm sao mà biết được? Thành Dư Đông chợt nhớ ra một chuyện, lần này chị đưa Vu Trúc tới trường có thuận tiện tới căn nhà xa hoa của Trương Khác bái phỏng không? Vốn cũng định đi, Cố Hiểu Mai đương nhiên không thể nói chuyện hôm qua cố ý trốn tránh Trương Khác, đột nhiên nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng ăn cơm trưa xong rồi về, quên mất chuyện này. Lần sau có cơ hội chị nhớ tới xem rồi sẽ biết không phải em gạt chị. Cố Hiểu Mai chỉ cười, ở chỗ riêng tư mọi người hay thảo luận chuyện bối cảnh Trương gia ở Hải Châu, nhưng nguồn tin tức rất hữu hạn, bà ta cứ thắc mắc Trương gia ở Hải Châu là loại thổ hào như thế nào. Trong tin tức công khai, nhà Triều đãi chính phủ 3 năm trước cải cách bán cho tư nhân, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, nắm cổ phần đằng sau là tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ Cẩm Hồ, một tập đoàn giải trí lớn nhất Hải Châu. Cán bộ trung tầng ở Tân Vu mấy năm qua đều cho rằng chủ nhân của Thế Kỷ Cẩm Hồ chính là Trương gia. Suy đoán này không phải vô căn cứ, trước tiên là Trương Chi Phi anh em con bác với Trương Chi Hành là cổ đông chủ yếu của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tiếp đó chưa nói bỏ tiền mua nhà chiêu đãi chính phủ, bỏ tiền thiếu tu sửa đê bao, sau đó hai lần Thế Kỷ Cẩm Hồ quyên vật tư phòng lũ tới 5 triệu đồng, v.v.v. Cho nên gần như có thể khẳng định đằng sau Thế Kỷ Cẩm Hồ chính là Trương gia, ngoài ra Trương Chi Phi còn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng dân doanh lớn nhất Hải Châu, đứng sau Hoành Viễn cũng là Trương gia. Từ tư liệu công khai có thể thấy Trương gia bước vào ba sản nghiệp lớn là xây dựng, địa ốc, giải trí, ba tập đoàn dưới tay đều đứng đầu Hải Châu. Như thế vẫn chưa cho người ta ấn tượng trực quan, Cố Kiến Mai lần này tới kiến nghiệp, ngồi xe đi vòng quanh khu thương nghiệp Đông Hồ, quy mô bằng quá nửa trung tâm Tân Vu, từ đó có thể thấy được thực lực tư bản của tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, mấy công ty địa ốc lớn nhất Tân Vu, bất kể dân doanh hay là quốc hữu, tư cách sách xếp cho người ta cũng không có. Cố Hiểu Mai vốn không nghĩ nhiều, nhưng nhìn cái cách ăn ở của Trương Khác, mới không kìm được suy nghĩ có lẽ suy đoán của mọi người về Trương gia chỉ là một góc tảng băng trồi lên mặt nước, bà ta trùng hợp biết lần trước đôi thanh niên nam nữ tới bái phỏng vợ chồng Trương Chi Hành là Lương Văn Giang cháu Lương Cách Chân và vị hôn phu. Nghĩ tới đây Cố Hiểu Mai tới bên bàn máy vi tỉnh, vào trang web có giới thiệu người sáng lập Côn Đằng Online, chỉ Lương Văn Giang cho Thành Dư Đông, nhìn có thấy quen không? Thành Dư Đông mắt trợn tròn. Hít sâu một hơi nói, đấy chẳng phải Lương Văn Giang sao? Lần trước gặp, hắn nói là hắn công tác kỹ thuật bình thường. Bà nội tôi ơi, thủ tịch kỹ thuật của Côn Đằng Online mà là công tác kỹ thuật bình thường. Lần trước em đã nghe tên hắn quen quen rồi, sao chị nhìn ra? Đề tài về Côn Đằng Online có sức nóng rất cao trên báo chí, có điều lộ diện nhiều nhất là Mã Hướng Đông, có một người quá trọi lọi những người khác bị ảm đảm đi nhiều, và lại Lương Văn Giang mộc mạc ít nói, cứ ngồi im một chỗ. Dễ bị người ta bỏ quên. Hôm qua chị nghe Vu Trúc nói chuyện về mạng Internet, thấy cái tên Lương Văn Giang, quả nhiên. Nếu chẳng phải hôm qua Vu Trúc và Trần Ninh ở trong phòng bệnh buồn chán tán gẫu, Cố Hiểu Mai còn chẳng biết điều này. Khoan khoan, cho em mượn máy một chút. Thành Dư Đông trực tiếp vào Côn Đằng Online tìm kiếm tin tức về Lương Văn Giang, tra được tin tức cần tìm, click vào bảo Cố Hiểu Mai, trời ơi, Lương Văn Giang thế nào cũng phải là tỷ phú. Không phải cơ hơn 1 triệu đô la Mỹ sao, cách tỷ phú còn xa. Cố Hiểu Mai nhớ lần trước gặp Lương Văn Giang thì hắn sắn tay áo ngồi dưới đất giúp thím vệ nhặt rau, từ vẻ bề ngoài thật không nhìn ra đó là triệu phú USD, đem so bề ngoài thật kém Trương Khác 108.000 dặm. Có người tưởng rằng đã truy ra tận gốc Trương gia rồi, Cố Hiểu Mai thì qua một góc nho nhỏ này nhìn ra Trương gia tài lực hùng hậu, lai lịch thần bí hơn những người đó nghĩ nhiều. Chương 1108 Phát hiện lớn của Cố Hiểu Mai, 3. Có lẽ điều mà người ta nhìn thấy, cái mà người ta nghe thấy, chỉ là bề ngoài, giống như quan viên trung tầng sùng bái Trương Chi Hành như thế cũng phải thừa nhận Trương Khác là tên hoàn khố, Cố Hiểu Mai nghĩ, đó liệu có phải cũng chỉ là bề ngoài. Nhớ lại hôm qua trong Bệnh viện Nhân dân tỉnh vừa truyền ra tin tức công nhân mất việc tự sát, sáng sớm nay chính phủ tỉnh đã quyết đoán nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt của công nhân mất việc, Trương Khác lại dính vào trong đó, tựa hồ quá trùng hợp. Song chuyện trùng hợp không chỉ có thế, mà cũng không phải đó là điều kinh tâm động phách nhất.
Ba năm trước Trương Khác và La Văn vì cô phục vụ xinh đẹp Vệ Lan mà đánh nhau tới cả bữa tiệc của thành ủy, nhớ tới việc này Cố Hiểu Mai rơi vào trầm tư. Bà ta nghe nói Trương Khác cầm chai bia trên bàn tiệc ném cho La Văn đổ gục xuống đất, La Quy Nguyên và Trương Chi Hành thiếu chút nữa ra tay đánh nhau, kết quả làm bữa tiệc vừa bắt đầu đã kết thúc không vui vẻ gì. Chính bởi vì thế Trương Chi Hành mới tới Tân Vu đã kết thù riêng với La Quy Nguyên. La Quy Nguyên là phái thực quyền địa phương mọi người còn đang đợi xem trò hay, ai ngờ mâu thuẫn vừa lên đã kết thúc không hề cần có bước đệm, Trương Chi Hành ngay trong đêm về Hải Châu, mọi người đều tin ông ta đi gọi viện binh, nhưng không ai ngờ sáng hôm sau tỉnh trưởng Từ Học Bình xuất hiện ở Tân Vu, đứng trên đê ép Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước Phá đê ra kiểm tra, đẩy thẳng cha con La Quy Nguyên vào nhà giam đợi tử hình. Chính nhờ thái độ cứng rắn đó mới làm Trương Chi Hành đứng vững chân ngay ở Tân Vu. Nhưng rất nhiều quan viên cơ quan lời ra tiếng vào, cho rằng Trương Chi Hành và La Quy Nguyên chẳng qua là chó cắn chó mà thôi. Mặc dù đã tống con chó giữ La Quy Nguyên vào nhà giam, nhưng bọn họ rất kiêng kỵ cảnh giác với Trương Chi Hành. Thế nên khi Trương Chi Hành chỉnh đốn ngành rượu Tân Vu, Trần Dục luôn tự cho mình thanh cao mới né tránh. Đợi ngành rượu Tân Vu quật khởi, Trương Chi Hành có được đánh giá, tài ba có điều đánh giá xấu không ít. Bọn họ thực sự thay đổi suy nghĩ về Trương Chi Hành đại khái là từ trận lũ trăm năm khó gặp kia. Nếu chẳng phải năm 96 kịp thời phá vụ án La Quy Nguyên, năm 97 xây lại đê bao chống lũ, năm 98 cả Tân Vu sẽ phải đối diện với thảm họa. Hồ Kim Sơn vỡ đê làm hơn 1.000 người chết, tổn thất kinh tế hơn 10 tỷ, mà Hồ Kim Sơn cách thành phố Kim Sơn mấy chục km, còn sau con đê bao thành phố chính là Tân Vu rồi. Có thể nó đê vỡ không phải chỉ có 1.000 người chết mà gặp 10 lần cũng có khả năng. Nếu suy nghĩ phân tích kỹ càng, Trương Khác và La Văn giành gái chính là đốm lửa trực tiếp kích nổ vụ án La Quy Nguyên, ngay sau khi mâu thuẫn hai bên bùng phát, Từ Học Bình tới chỉ thị phá đê, cho thấy phía Trương Chi Hành nắm chắc 10 phần đê bao Tân Vu có vấn đề, rồi Từ Học Bình mượn vụ án La Quy Nguyên chỉnh đốn toàn bộ hệ thống thủy lợi tỉnh. Đây chắc chắn phải là một kế hoạch tỉ mỉ được sắp xếp từ trước, Cố Hiểu Mai đột nhiên nghĩ thông điều này. Chị Cố nghĩ ra chuyện gì mà hưng phấn thế, mắt sáng hơn cả màn hình vi tính rồi. Thành Dư Đông thắc mắc. Lúc này máy fax báo hiệu, Cố Hiểu Mai nói, chắc là fax của cục dân chính, thị trưởng đang đợi cái này. Dù sao suy đoán không thể nói ra, hơn nữa bí mật ẩn đằng sau quá kinh người, nói như thế biểu hiện của Trương Khác 3 năm trước ở Tân Vu đều được dày công sắp đặt. Cố Hiểu Mai gõ cửa đi vào, Trương Chi Hành đang ngồi trong văn phòng nói chuyện điện thoại. Ra hiệu cho bà ta và Thành Dư Đông đợi một chút, nghe ngữ khí của Trương Chi Hành, Cố Hiểu Mai đoán ra ông đang nói chuyện với Trương Khác, chính là chuyện hỗ trợ công nhân mất việc, thầm nghĩ chuyện ở bệnh viện hôm qua đúng là ngòi nổ. Có chi tiết rồi à? Trương Chi Hành đặt điện thoại xuống, cầm lấy tờ fax xem thật kỹ, bảo, chỉ phải hiệp trợ cục dân chính làm việc này thật chu đáo, đừng nghĩ đưa ra kế hoạch chi tiết là xong hết, chỉ còn đợi công nhân tới lĩnh tiền. Những công nhân kia một số còn chưa biết trừ trợ cấp sinh hoạt còn có hỗ trợ tiền học, và chi phí bệnh viện, bọn họ không biết, làm sao hưởng thụ được phần hỗ trợ này. Công tác tuyên truyền của Cục Giáo dục, Y tế, Dân chính cần phải theo kịp. Cố Hiểu Mai do Lưu Tước đề bạt lên, nhưng bà ta đem so hai vị thị trưởng, Lưu Tước mặc dù là người chính trực, nhưng nhìn vấn đề không thấu triệt như Trương Chi Hành, dễ bị người ta dắt mũi đi, may mà Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Trương Chi Hành tin tưởng nhau. Đó không phải là vẻ hòa thuận đối phó bề ngoài, ít nhất Cố Hiểu Mai không cảm nhận được chuyện ngáng gạt âm thầm đấu đá nhau. Vâng, tôi và Thư ký Thành sẽ phối hợp với Cục Dân Chính. Cố Hiểu Mai cầm lấy lời phê của Trương Chi Hành, đợi tới lúc sắp đi mới nói, hôm qua tôi cũng tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm con gái bạn, ban đêm thấy Trương Khác ở đó, định chào hỏi thì cậu ấy lái xe đi mất rồi. Cái thằng nhóc đó lúc nào cũng bận rộn, Trương Chi Hành cười, lần sau chỉ tới kiến nghiệp, tôi sẽ nói với nó. Khách của Tân Vu phải tiếp đãi chu đáo. Cố Hiểu Mai nghe thế thầm nghĩ ít nhất Trương Chi Hành cũng đối đãi với Trương Khác như người trưởng thành. Trên đường đi, Thành Dư Đông hỏi, chị Cố có gặp Trương Khác, vừa rồi sao lại nói với em là không gặp? À, là hôm qua nhìn thấy từ xa, muốn tới nhận, thì cậu ta lái xe đi rồi, vừa xong nghe thị trưởng nói chuyện với cậu ấy mới biết hôm qua gặp cậu ấy thật. Cố Hiểu Mai đáp cho có. Càng tiếp xúc nhiều với Trương Chi Hành, Cố Hiểu Mai không tin Trương Chi Hành nho nhã đức độ như thế lại có đứa con hoàn khố không ra gì, giống như Trương gia ẩn dưới mặt biển, ấn tượng của Trương Khác đem lại cho người khác chỉ là vẻ bề ngoài, nhớ lại những lời Trương Khác nói với mình lần trước, chỉ có người trưởng thành mới nói ra được. Cố Hiểu Mai gọi điện cho Trần Dục, hỏi chuyện Trần Ninh chuyển ký túc xá ra sao,
khi nào có kết quả kiểm tra ở bệnh viện, bảo con trai ở trường chiếu cố cho Trần Ninh. KTX nữ thường không có nam giới vào, đặc biệt là mùa hè nóng bức, các nữ sinh ăn mặc rất mát mẻ, cho dù ở hành lang nhìn thấy các cô nữ sinh mặc đồ lót cũng chẳng có gì lạ. Tình hình hôm nay đặc thù hơn một chút, nới lỏng hơn một chút, các cô gái trong ký túc xá đều ăn mặc kín đáo, chuyển ký túc xá vất vả tốn sức, nếu không để nam giới vào giúp, có thể làm đám Oanh Yến ngón tay chưa bao giờ nhuốm bụi mệt tới xỉu luôn. Trong ký túc xá còn có phụ huynh học sinh, không gian vốn chật hẹp làm xoay người cũng khó khăn, Trần Dục đứng nép sát vào cửa sổ, chẳng giúp được gì, còn gây cản trở, bảo vợ giúp con gái dọn giường. Cúp điện thoại của Cố Hiểu Mai, Trần Dục nhìn mười mấy quả bóng treo trên lưới sắt bảo vệ của sân tennis đang tung bay trước cửa sổ, bên trên đó viết đủ thứ, còn có lời tỏ tình với một cô gái, muốn nhìn kỹ thì bóng bị gió thổi quay tít, chẳng nhìn rõ viết cái gì, thầm nghĩ đây đã thành một truyền thống của The S Đông Hải rồi. Thấy sắp 5 giờ, quản lý ký túc xá đi lên thông báo cho những nam giới giúp chuyển ký túc xá rời đi, Trần Dục nhìn đồng hồ, thấy cũng tới giờ ăn, vợ và con gái đã chỉnh đốn gần xong, khoác vai Vu Trúc nói, được rồi, chuyện còn lại để Tiểu Ninh tự làm, giờ đi ăn cơm thôi. Rời ký túc xá, có một cô gái đi tới, Trần Dục thấy quen quen, còn cô gái kia vui vẻ reo lên, à, em là Vu Trúc, còn em là Trần Ninh. Tôi vừa rồi còn định tìm người hỏi thăm chỗ ở của hai đứa. Hôm qua tôi nói chuyện điện thoại với mẹ mới biết chuyện. Trần Dục đột nhiên nhớ ra đây chính là cô gái làm việc nhà chiêu đãi chính phủ 3 năm trước, mặc dù ở cùng một tiểu khu, nhưng chỉ gặp vài lần. Trần Ninh và Vu Trúc rất vui mừng, sinh viên thích lập đội đồng hương, giống như ba bọn họ, ở trong cùng một thành phố, sống cùng một tiểu khu, tốt nghiệp cao trung cùng trường, lại vào cùng trường đại học, càng thân thiết hơn với bạn học đồng hương khác nhiều. Vu Trúc khá bẽn lẽn, nghe Vệ Lan gọi hồi lâu không nói gì. Trần Ninh thì hết sức mừng rỡ, trước kia cô từng gặp Vệ Lan, khi Vệ Lan ôn thi cũng gặp trong trường, nhưng không biết Vệ Lan thi đó đợi ít Đông Hải, lại còn cùng tầng ký túc xá, chị cũng ở đây à, thế thì quá tốt, Vu Trúc ù lì như cái xe lu ấy, sau này có chuyện gì có thể tìm chị nói chuyện rồi. À phải, bọn em đi ăn cơm, chị đi cùng nhé. Trần Dục tuy không thích cô gái có bối cảnh phức tạp như Vệ Lan, nhưng trong lòng cũng bội phục cô gái dựa vào nghị lực bản thân thi đỗ được vào đợi ít Đông Hải. Hơn nữa Trần Ninh trong trường có người chiếu cố cũng tốt, nên không tỏ ý từ chối, Vương Cầm thì đơn thuần hơn nhiều, nhiệt tình nắm tay Vệ Lan, cùng đi ăn cơm đi. Trước kia ở tiểu khu hay thấy cháu, nhưng chẳng có cơ hội nói chuyện, hè này cháu không về Tân Vu à? Hè cháu thực tập, nên không về. Vệ Lan chỉ nói tới đó, cô ra xã hội 2 năm, lại theo địch đan thanh, nên tâm tư kín đáo, nói chuyện nắm được chừng mực, à phải rồi, cháu có một người muốn giới thiệu cho mọi người. Nhất định mọi người sẽ giật mình. Trần Dục đoán Vệ Lan chắc là muốn giới thiệu con trai Trương Chi Hành, thầm lo lắng, nghĩ con gái mình nên tránh cái thằng hỗn thế ma vương đó ra thì tốt hơn, nhưng tò mò vì sao Vệ Lan lại nói Trần Ninh và Vu Trúc gặp Trương khác sẽ giật mình. Nhìn Vệ Lan cầm chiếc di động nhỏ nhắn bấm số, vừa rồi Vệ Lan cũng cầm nó trong tay, nhưng ông ta cũng không chú ý, cũng không đoán ra nó là một cái điện thoại di động, nói chung là đủ khiến ông ta xấu hổ không dám lấy di động to ịch của mình ra. Này, cậu bảo chị về trường sẽ mời chị ăn cơm mà. Ngay hôm nay đi, bây giờ. Được rồi, chị chọn quán ăn Tân Vu trong ngõ học phủ, chị tới trước đợi nhé. Teng 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 tèng. Mai tiếp nhé. Chương 1109, vì sao gặp nhau khó như vậy? Vệ Lan cúp điện thoại giải thích, cậu ấy có thể tính là một nửa người Tân Vu rồi, gì cố biết đấy. Chị nói Trương khác à? Trần Ninh hỏi. Sao, em biết cậu ấy à? Vệ Lan nghi hoặc hỏi, vậy mà cậu ta chẳng nói với chị. Không ạ, em chỉ nghe nói tới câu chuyện quả bong bóng ngoài ký túc xá nữ thôi, em và Vu Trúc hè vừa rồi còn gặp Trần Phi Dung, chắc chị cũng quen Trần Phi Dung phải không? Trần Ninh có chút xấu hổ, vừa rồi vụt miệng tựa hồ hơi quá đà, như cô bé không hiểu chuyện vậy. Vệ Lan có ấn tượng cực kỳ sâu sắc chuyện 3 năm trước Trương Khác buộc dép cho Trần Ninh, có điều cô chỉ coi đó là hành động có tính cách tự do tùy hứng thôi. Khi ở Perth, cô còn nói với Địch Đan Thanh về Trần Ninh, Địch Đan Thanh còn đùa bảo cô ngàn vạn lần đừng để Trần Ninh và Trương Khác gặp nhau, khả năng bị họa có thể rất cao. Nhìn vẻ mặt của Trần Ninh, Vệ Lan thầm nghĩ có lẽ giới thiệu cô bé cho Trương Khác là một sai lầm, mấy cô gái ở ký túc xá cũng suốt ngày ao ước được gặp Trương Khác, tên khốn kiếp đó ở Đại học Đông Hải đã thành một truyền kỳ rồi. Vệ Lan mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, tôi giới thiệu cho mọi người một quán ăn phong cách Tân Vu rất đặc sắc. Trương Khác vừa về chung cư thì nhận được điện thoại của Vệ Lan mời ăn cơm,
từ lúc Vệ Lan từ Perth về luôn né tránh mình, sao đột nhiên lại hẹn đi ăn cơm. Nhưng Vệ Lan đã mới, Trương Khắc không thể từ chối, ai cùng hẹn y đi ăn cơm thì cùng lắm mọi người ăn với nhau, Trương Khắc ở trong phòng tính toán chuyện phải làm hôm nay, thấy không bỏ sót gì nữa mới cầm di động lên, còn mang theo cái ví đã rất lâu không dùng tới, chuẩn bị đi tìm Vệ Lan, vừa ra khỏi phòng thì Đỗ Phi gọi điện tới. Vương Hải Thúc có chuyện muốn gặp riêng mày, Đỗ Phi còn nhấn mạnh, tao và hắn đang ở khách sạn Hilton, mày có thời gian tới đây một chuyến không? Đỗ Phi muốn bán nghiệp vụ chuỗi quán net cho Hải Thúc, tiếp xúc đã gần 2 tháng, đã tới giai đoạn cuối cùng, Trương Khắc thầm nghĩ Vương Hải Thúc muốn gặp riêng Minh Trác vì chuyện này. Trương Khắc gọi điện cho Vệ Lan, máy bận, không biết cô đang nói chuyện với ai, nghĩ đưa cô ấy tới khách sạn Hilton ăn cơm là được, gọi điện thoại cho Phó Tuấn chuẩn bị xe. Trương Khắc cầm một bản tài liệu tối nay phải xem xuống lầu, Phó Tuấn và lái xe đã đợi y ở dưới, Trương Khắc chui vào xe, nói với lái xe đợi ở ngoài quán ăn Tân Vu một lúc, rồi ngồi ở ghế sau đọc tài liệu. Xe đi ra ngoài tiểu khu, tốc độ vừa mới tăng lên một chút thì đột nhiên lái xe phanh gấp, Trương Khắc không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên thấy một bóng hình xinh đẹp yểu điệu mặc váy hồng diềm trắng bất ngờ đập vào mắt y. Mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng trừ bóng lưng đó ra, trong mắt y trời đất không còn gì khác tồn tại nữa. Phó Tuấn nhìn thấy Vệ Lan, bảo lái xe đi chậm lại, xem Trương Khắc có muốn nói gì với Vệ Lan không, chỉ thấy mặt Trương Khắc như hồ nước đóng băng giữa mùa đông lạnh giá. Vệ Lan cũng vừa vặn thấy chiếc Mercedes từ tiểu khu đi ra, có điều cô đã hẹn Trương Khắc ăn cơm ở ngõ học phủ, còn tưởng người khác đang dùng xe, đợi khi xe giảm tốc độ nhìn vào, cửa xe dán kính mờ, qua kính chắn gió phía trước chỉ thấy lái xe và Phó Tuấn. Phó Tuấn đang quay đầu về phía sau, nhìn không rõ người ngồi sau có phải là Trương Khắc hay không. Trần Ninh đi phía trước xe, đang tung tăng hớn hở nói chuyện với Vệ Lan, đột nhiên một cỗ xe dừng ngay phía sau, giật nảy mình, lúc nhảy tránh, quay đầu lại nhìn vừa vặn thấy khuôn mặt kinh ngạc cứng đờ của Trương Khắc, cảm thấy khuôn mặt đó hết sức quen thuộc. Trong xe không gian cũng như đóng băng. Lái đi, bị đôi mắt trong vắt như dòng suối nhìn qua, hô hấp của Trương Khắc đột nhiên thông suốt trở lại. Mặc dù rất muốn nhìn đôi mắt đó thêm mấy lần nữa, nhưng y hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, bảo lái xe đi tiếp. Miễn cưỡng lắm Trương Khắc mới khống chế được cảm xúc, mấy ngày qua đã nghĩ sẽ tình cờ gặp phải cô ấy trong trường. Không phải thế này, nó không đúng như thế này. Chẳng nghe thấy tiếng than trong lòng Trương Khắc, Phó Tuấn quay lại, lái xe đạp ga, tăng tốc đi tới quán ăn Tân Vu trong ngõ học phủ. Trương Khắc mắt vẫn nhìn tài liệu, hồn thì đã không biết đi đâu. Một lúc sau mới nhận ra Vệ Lan có lẽ gặp Trần Ninh và Vu Trúc ở ký túc xá nên mới hẹn mình đi ăn cơm, liền phất tay nói, đi tiếp, anh bảo với chị Vệ Lan, tối nay tôi có chuyện, không ăn cơm với chị ấy được. Vệ Lan và nhóm Trần Ninh, Vũ Trúc vừa tới ngõ học phủ, thấy chiếc xe Mercedes đỗ trước mắt rồi lại khởi động, di động trong tay rung lên, nhìn thấy số điện thoại Phó Tuấn, cảm thấy lạ lắm, vừa rồi ở trong xe có chuyện gì sao không nói mà phải gọi điện. Khác thiếu gia có chuyện không thể đi ăn tối với cô được, hiện chúng tôi đi tới khách sạn Hilton. Tôi biết, Vệ Lan tin chắc vừa rồi Trương Khác ở trong xe, chẳng lẽ vì những người ở bên cạnh này nên không dừng lại nói chuyện với mình mà bảo Phó Tuấn gọi điện thông báo. Cảm giác y đang trốn tránh cái gì đó, nhưng rốt cuộc Trương Khác phải trốn tránh cái gì. Giang tay tiếc nuối nói với Trần Ninh, Phu Trúc, Trương Khác có chuyện đột xuất, không thể giới thiệu cậu ấy cho mọi người rồi. Trần Ninh vô tâm. Chỉ cười tiếc nuối, nụ cười rạng ngời dưới ánh tịch dương, cảm thấy người trong xe kia quen khác thường, chỉ là không nghĩ ra gặp nhau ở đâu rồi. Trần Dục thì đoán ra Trương Khác ở trong cỗ xe vừa rồi, ông ta được nghe Cố Hiểu Mai kể về nó, dù ở kiến nghiệp, chiếc xe đó cũng hiếm có, vừa rồi rõ ràng nghe Vệ Lan hẹn Trương Khác ăn cơm với nhau rồi, hiện lại lặng lẽ phóng xe qua bên cạnh. Ban đầu Trần Dục lo lắng con gái gặp mặt tên hỗn thế ma vương trong truyền thuyết này. Hiện trong thâm tâm cảm thấy phẫn nộ vì bị đối phương khinh thường tránh mặt, thầm nghĩ đám hoàn khố này lúc nào cũng ngồi trên đầu người khác, đâu thèm coi ai ra gì. Mặc dù mọi người đều biết sáng vực của Đỗ Phi và Cẩm Hồ dính líu tới nhau, nhưng dù sao sáng vực cũng không phải là Cẩm Hồ, Hải Túc cấp thiết muốn mua tài sản có chất lượng kỹ thuật đưa vào công ty trên TTCK, Vương Hải Túc tiếp xúc với Đỗ Phi, tất nhiên được kẻ thao túng đằng sau là Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết ngầm cho phép. Trước lợi ích thương nghiệp lớn, giới hạn ân oán rất mơ hồ, nhưng Vương Hải Túc không nghĩ mình tiếp xúc với Trương Khắc sẽ được Lâm Tuyết khen ngợi. Nghe thấy Đỗ Phi nhận điện thoại nói Trương Khắc tới rồi hắn hơi cuống, muốn xuống lầu đón nhưng lại sợ người ta bắt gặp tiếp xúc với Trương Khắc, ngồi đợi trong phòng càng thấp thỏm lo Trương Khắc không vừa lòng,
chỉ có điều Đỗ Phi ngồi im không nhúc nhích, Lệnh Tiểu Yến và Tần Cương nhìn thò đầu nhìn phía cửa, mới nghĩ ra đi cùng đám Đỗ Phi không cần quá câu nệ. Mặc dù nghĩ như thế Vương Hải Túc vẫn không thể thả lỏng được, làm sao hắn có thể quên Trương Khác, vô tình, để quên tài liệu trên xe mới khiến hắn có được tài phú và địa vị như hiện nay. Hắn có ngu tới đâu sau khi biết thân phận Trương Khác cũng không thể cho rằng Trương Khác quên tài liệu trên xe thật. Nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn đi vào, Vương Hải Thúc đứng bật dậy muốn bắt tay với Trương Khác. Ồ, không cần khách khí, ngồi xuống đi. Trương Khác không bắt tay với hắn, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Phi, đàm phán ra sao rồi. Vương Hải Thúc hơi xấu hổ, biết những vầng hào quang bao phủ trên người mình không tư cách trách móc trước mặt Trương Khác, cười khan mấy tiếng, nhiệt tình mới Phó Tuấn ngồi xuống. Chương 1110, một đời yêu thương. Đỗ Phi đưa phương án sơ thảo thu mua do Hải Thúc đưa ra cho Trương Khác xem, dùng ngón tay khoanh lên chỗ báo giá, ý nói hai bên còn tranh cãi lớn, chưa đàm phán xong. Trương Khác lật xem, lấy bút gạch con số ban đầu đi, viết một con số mới vào, không đưa cho Đỗ Phi, mà ném thẳng cho Vương Hải Thúc, 30% cổ phần, 100 triệu, 51% cổ phần 200 triệu, nếu như muốn bao hết, 300 triệu. Anh về nói với Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới, giá là do Trương Khác tôi đưa ra, các anh có thể dùng tiền mặt hoặc cổ phiếu của Hải Thúc giao dịch. Vương Hải Thúc cứng người tại chỗ. Mục tiêu của bọn chúng là dùng 200 triệu mua toàn bộ nghiệp vụ quán net của Sáng Vực. Nghiệp vụ này của Sáng Vực năm nay có thể tạo ra lợi nhuận 25 triệu, có giá trị cực cao trên thị trường phi công khai. Đương nhiên rằng có lâu như vậy vì ban đầu Vương Hải Thúc ra giá 160 triệu làm Đỗ Phi không hài lòng, nhưng sau nhiều ngày đàm phán. Vương Hải Thúc cũng ít nhiều đoán ra, giá trong lòng Đỗ Phi tuyệt đối không quá 200 triệu, nên hắn nắm chắc 10 phần hoàn thành việc này. Vương Hải Thúc muốn gặp riêng Trương Khác trước khi ký kết hiệp nghị cuối cùng, ai ngờ khiến Trương Khác trực tiếp đem giá đẩy lên 300 triệu, nếu Hải Thúc chỉ bỏ ra 200 triệu theo kế hoạch chỉ có được vẻn vẹn 51% cổ phần. Đỗ Phi, Lệnh Tiểu Yến, Tần Cường đều bất ngờ, vì trước đó Trương Khác chưa từng tham gia việc này, vừa mới tới đã đình đoạt. Lại còn dùng ngữ khí không cho chất vấn. Vương Hải Túc ngớ ra hồi lâu mới nhớ ra phải nhìn Đỗ Phi, nhưng Đỗ Phi chỉ biết nhún vai với hắn. Vương Hải Túc không dám tranh luận với Trương Khác, vừa rồi Trương Khác cũng đã nói rõ, cái giá này là ra với Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới, dù là bắt chẹt cũng là Trương Khác bắt chẹt hai người kia, hắn có tư cách gì đứng ra mặc cả. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tao đi trước đây. Trương Khác ấn vai Đỗ Phi đứng dậy. Chỉ có một chốc. Tới ghế còn chưa ngồi nóng chỗ nhưng Trương Khác đột nhiên tung ra một chiêu, làm Vương Hải Thúc miệng đầy ý trái đắng muốn chút ra, nhưng đây không phải thời cơ tốt, chỉ biết trơ mắt nhìn Trương Khác và Phó Tuấn đẩy cửa rời khỏi phòng bao. Ngồi xe về ngõ học phủ, đi qua phố bên ngoài ngõ, ánh hoàng hôn màu đỏ vừa chút vào cửa ngõ, đằng sau chiếc ghế dài đặt ở giữa đường có một chiếc xe đạp chở hộp giấy, trong hộp toàn là đĩa lậu, người bán đĩa là chàng thanh niên lùn béo quen thuộc. Trương Khác xuống xe. Móc ra 10 đồng đưa cho chàng béo, có đại thoại Tây Du không? Nhận lấy hai chiếc đĩa VCD, chui vào xe vẫn không kìm được quay đầu nhìn chàng béo lần nữa. Kiếp trước, anh chàng béo này cũng bắt đầu bán đĩa lậu dưới bóng cây ngô đầu vào buổi chiều sau mùa thu, Trương Khác khi tốt nghiệp rời trường nghe bạn học kể chàng béo vẫn bán đĩa lậu ở đó, rồi đĩa lậu bị đả kích, chàng béo bị bắt 2 lần, rồi. Không biết về sau chàng béo đi đâu. Trương Khác thở dài. Một số chuyện cứ ương ngạnh diễn ra theo quỹ tích lịch sử. Trở về phòng ngồi trên bệ cửa sổ, Trương Khác đặt laptop lên đùi, cho đĩa vào ổ, nhìn bóng lưng quạnh quẽ cuối đĩa, vẫn không kìm chế được muốn khóc. Kiếp này, mình chẳng cùng Đỗ Phi tổ chức câu lạc bộ cờ vây, cũng chẳng tổ chức thành viên câu lạc bộ tới phòng hoạt động xem đại thoại Tây Du, Vu Trúc không còn là hội viên mới nữa, Trần Ninh cũng không giả mạo hội viên theo Vu Trúc đến xem. Đó là lần đầu tiên Trương Khác gặp Trần Ninh. Một vài chuyện không đổi, nhưng vài chuyện đã cảnh còn người mất, lần đầu gặp nhau đó không còn nữa, nghe bài hát một đời yêu thương vang lên, cuối cùng nước mắt chảy xuống. Giờ đây quá khứ xưa đâu còn nữa, chỉ còn lá rụng vẫn phủ đầy lối đi, bắt đầu kết thúc chẳng thay đổi, em như áng mây trắng phiêu bạt phía chân trời, biển khổ khơi lên cơn sóng tình, thế gian ai tránh nổi vận mệnh, ở gần mà chẳng thể gặp có lẽ anh nên tin đó là duyên phận. Tạm biệt rồi vĩnh viễn không quay lại. Một mình lặng lẽ nhìn trần thế, hoa tươi rồi sẽ tàn, nhưng anh chỉ mong sẽ nở lần nữa vì em, tình yêu, ẩn trong mây trắng chân trời. Sau mùa thu, đêm Hải Châu mát lạnh, mở cửa sổ đón gió thổi vào, tắm rửa sống ngồi xem TV, còn gì sướng bằng, di động vang lên, Hứa Hải Sơn quay đầu lại nhìn,
thấy di động của Hứa Tư rơi bên bàn cơm, bảo vợ đưa di động qua cho con gái. Đừng nói là điện thoại của Tiểu Duy đấy. Bà Hứa đứng dậy, nhìn cửa phòng làm việc của Hứa Tư ở nhà đóng kín, bóng dáng yểu điệu thấp thoáng sau cửa kính, quá chuyên tâm vào công việc, không chú ý tới tiếng chuông điện thoại bên ngoài. Bà Hứa nghĩ nếu là điện thoại của Hứa Duy nói chuyện trước cũng được, con bé đó đi đâu không đi, lại đi Hong Kong làm việc, cả năm chẳng gặp được mấy lần, bà đi tới cầm lấy di động, màn hình phát tán ánh huỳnh quang nhu hòa, nhưng không hiện số, hỏi chồng, di động của đại nha đầu có phải hỏng rồi không, kêu mãi mà chẳng thấy hiện số. Hứa Hải Sơn đang định bảo vợ đưa di động cho mình xem thì Hứa Tư nghe thấy tiếng chuông điện thoại đi ra, cầm lấy di động xem rồi nói, chắc là điện thoại Trương khác gọi tới, hiện giờ trong nước có thể gọi điện ẩn số. Nhận điện thoại, đi vào phòng làm việc, còn thuận tay đóng cửa lại. Hứa Hải Sơn nhún vai với vợ, ông cũng chẳng hiểu vì sao Trương khác gọi điện tới lại phải ẩn số. Hứa Tư thu lại đống bản vẽ trên bàn, nhặt gối trên mặt đất lên, cuộn mình ngồi trên cửa sổ nói chuyện với Trương khác. Mặc dù phòng thiết kế của cô không thiết kế được kiến trúc siêu cao tầng, nhưng kiến trúc mang tính tiêu chí của khu thương nghiệp Đông Hồ, nên gần đây Hứa Tư vẫn đặt chủ yếu tinh lực vào đó. Cô còn tưởng Trương Khác gọi điện tới vì việc này, nhưng nghe giọng Trương Khác trầm hơn, khàn hơn thường ngày, Hứa Tư bỗng thấy tim như có ai cầm dao cứa một cái, làm sao thế? Không sao cả, đột nhiên nhớ chị, muốn nói chuyện với chị. Hứa Tư nghe thấy giai điệu bi thương bài Một đời yêu thương của Lư Quan Đình truyền ra. Hỏi, có cần tôi tới kiến nghiệp nói chuyện với cậu không? Em đang trên đường tới Hải Châu rồi, một lát nữa có thể thấy chị. Hứa Tư kẹp di động vào cổ, tới dùng khẩu ngữ nói với cha mẹ có vài chuyện gấp cần xử lý, đêm không về, rồi lấy chìa khóa xuống lầu. Hai người nói chuyện thì có vô số chuyện vụn vặn không hết, 5 năm qua, ký ức tích lũy cả hai người quá nhiều, Hứa Tư tới ngõ Đan Tỉnh, còn nói chuyện với Trương Khác thêm hơn một tiếng, tới khi Trương Khác cúp điện thoại thoại. Rồi Phó Tuấn gọi điện tới. Hứa Tư còn tưởng Trương Khác dùng điện thoại của Phó Tuấn gọi, nhận điện mới biết Trương Khác tự lái xe về Hải Châu, Phó Tuấn chỉ xác nhận có phải Trương Khác về Hải Châu để gặp cô hay không rồi cúp điện thoại, không hỏi gì nhiều. Trương Khác có đôi khi giống như một đứa trẻ vậy, cần được ôm ấp vỗ về, Hứa Tư liền lái xe tới cửa đường cao tốc đợi Trương Khác. Xem đại thoại Tây Du mà hai người cùng nhau xem vô số lần, quá nhiều thương cảm không sao vứt bỏ được cứ dồn dập ập tới. Dọc đường nghe đi nghe lại bài Một đời yêu thương, Trương Khác cảm thấy đúng như lời bài hát tạm biệt rồi vĩnh viễn không gặp lại. Đó căn bản là một tình chưa bao giờ tồn tại. Nhìn thấy khuôn mặt quan tâm lo lắng của Hứa Tư, Trương Khác cảm thấy có một hơi ấm chút vào trái tim đã lạnh giá tới cực điểm. Hứa Tư là bến cảng bình yên của y, bên ngoài gặp phong ba sóng gió gì, chỉ cần trở về trong lòng cô, trái tim y sẽ được tìm được chỗ gửi gắm, dựa dẫm. Trương Khác đỗ xe vào bãi, đi tới siết chặt Hứa Tư trong lòng. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đây mới là người kiếp này mình cần yêu thương che chở, đây mới là tình yêu trong đời của y, còn Trần Tĩnh chỉ là người không quen, không nên tình cờ đi sượt qua nhau như thế. Sao vậy? Hứa Tư cảm nhận được tình cảm qua vòng tay mạnh mẽ của Trương Khác, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của y, tràn ngập nhu tình ấm áp, chẳng hề có sự xa xút bi thương vừa nãy, cô rút tay ra, ôm lấy khuôn mặt lởm chởm râu của y. Áp lực hơi lớn, muốn nhìn thấy chị quả nhiên tốt hơn nhiều. Trương Khác chỉ có thể đem hết tất cả mọi thứ đẩy lên áp lực, nhưng câu cuối cùng là chân tình. Hứa Tư mỉm cười dịu dàng chấp nhận câu trả lời của y, cùng Trương Khác chuyển hết hành lý lên xe mình, còn xe của y vứt ở đó, tự có nhân viên công tác xử lý. Thế này nên tính là yêu ai hơn nhỉ? Chương 1111, đói khát 1. Cứ coi như thả lòng tâm tình đi nghỉ, Trương Khác lén lút ở Hải Châu 3 ngày, đừng nói đám người Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn. Cho dù là trong nội bộ Cẩm Hồ cũng không mấy ai biết được Trương Khác về Hải Châu, cho tới tận ngày 6 tháng 9 Trương Khác mới về kiến nghiệp. Thừa lúc trời chiều ngả bóng, Trương Khác tới thẳng chỗ ở, bảo Phó Tuấn tùy tiện chuẩn bị cho chút thức ăn nhanh. Mấy ngày qua từ liên hệ với người ngoài thông qua email cá nhân, thì ngay cả điện thoại Trương Khác cũng không nhận, hưởng thụ cuộc sống êm đềm bên Hứa Tư, cảm giác vô cùng tốt, nhưng vừa tới kiến nghiệp, nghĩ tới email công tác chắc chắn chật ních thư rồi. Chẳng còn mấy tâm tình ung dung hưởng thụ thức ăn nữa, xe vừa vào tiểu khu thì thấy Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm từ trong tòa nhà đi ra. Hai người về từ bao giờ thế? Trương Khác xuống xe ngạc nhiên hỏi, chẳng ai nói với y là hai bọn họ về. Có liên hệ được với cậu đâu, mọi người đều nói cậu trốn mất không biết Tiêu Dao khoái hoạt ở nơi nào mất rồi. Mông Nhạc thân thiết đi tới đấm một cái vào vai Trương Khác, chúng tôi vừa xuống máy bay hơn một tiếng, hiệp nghị với Hải Thúc cần đích thân tôi ký.
nên nhân tiện về nước nghỉ ngơi. À, Trương Khắc vuốt mũi nói lẳng đi, Hải Thúc chấp nhận giá tôi đưa ra chứ. Đỗ Phi gọi điện cho tôi nói cậu đột nhiên thay đổi giá, khi đó tôi nghĩ, có phải cậu điên không? Hôm sau Đỗ Phi gọi điện tới nói Hải Thúc chấp nhận giá đó, tôi lại nghĩ rốt cuộc là ai điên đây? Hải Thúc hôm nay ngừng giao dịch chuẩn bị phát công bố. Mông Nhạc cảm khái, sau đó tôi và Đỗ Phi nhìn lại mới hiểu ra, cậu thì ngay từ đầu ăn chắc bọn chúng rồi. Đúng là chênh lệch, cậu không làm lão đại thì không còn lẽ trời nữa. Khoác vai Trương Khắc muốn đi ra ngoài. Đi đâu thế? Hả, cậu không biết à? Mông Nhạc dừng lại, nói là tẩy trần cho cậu cũng được, chúc mừng thành công cũng được, bọn Đỗ Phi đang đợi ở Tiền Nguyên rồi. Nghe Mông Nhạc nói như thế, Trương Khắc tức thì đánh tàn ý nghĩ định xử lý công việc, cùng hai bọn họ tới nhà hàng Đồ Tây Tiền Nguyên phía bắc ngõ học phủ. Đám Đỗ Phi bảo cả một góc nhà hàng, bọn họ ghép những chiếc bàn nhỏ thành một hàng dài, hơn 10 người ngồi vây xung quanh, từ Đỗ Phi, Lệnh Tiểu Yến, Chu Tiểu Quân, vợ chồng Tần Cương, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Thời Học Bân, Thi Tân Phi, Đồng Dược Hoa còn có đám Mã Lực những người trác phực. Mọi người nhiệt tình chào hỏi Trương Khắc, ba tên Thời Học Bân, Thi Tân Phi, Đồng Dược Hoa càng khoa trương thấy Trương Khắc xuất hiện ở cửa một cái là từ ghế nhảy dựng lên, từ xa đã vẫy tay với y, lão đại, hai ngày qua lão Tần thổi anh lên tới bậc thần thánh rồi, lát nữa nhất định phải truyền thụ một ít cho anh em chúng tôi mở rộng tầm mắt. Trương Khắc cười giơ tay làm động tác muốn tát bay bọn họ quay về, trong chuyện này rất nhiều nội tình chỉ có thể để Đỗ Phi và Mông Nhạc được tiếp xúc, còn người khác như xem hoa trong sương mù. Nhìn thấy Lâm Băng cũng có mặt, ngồi ở bên cạnh Mã Lực, Trương Khắc không nghĩ nhiều, vì mọi người ngồi lộn xộn cả, thấy giữa Đỗ Phi và Tần Cương có chỗ trốn liền ngồi xuống, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc cũng chia nhau ra ngồi. Còn tưởng mày hôm nay không về, Đỗ Phi rót rượu cho Trương Khắc. Hà, may mà gặp Mông Nhạc. Nếu không tao đã mua thức ăn nhanh về ăn rồi. Trương Khắc không giải thích nguyên nhân y rời kiến nghiệp, ra nước ngoài là điện thoại không liên hệ được, y thường xuyên biến mất, cho nên bọn họ cũng quen rồi, đều nói không biết Trương Khắc lôi cô bé nào đi tiêu diêu khoái hoạt. Trần Phi Dung và Hà Huyền ngồi ở phía đối diện, Trương Khắc kéo đĩa hoa quả trước mặt hai cô tới phía mình, hỏi, sao hai bạn cũng tới đây? Bọn họ còn định mời cả giám đốc Triệu tới ăn cơm, nhưng giám đốc Triệu không rảnh, nên bọn mình đi thay. Trần Phi Dung và Hà Huyền thời gian qua làm việc ở phòng hành chính thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, thực tập dưới tay Diệp Tiểu Đồng, cô nhận ra hành vi của Trương Khắc mấy ngày qua có chút bất thường, hiện thấy Trương Khắc tinh thần sáng láng xuất hiện trước mắt, cũng chỉ mỉm cười không hỏi gì. Vườn Sồi nắm cổ phần của Sáng Vực không nhiều nữa, có điều tiệc mừng vẫn phải mời Triệu Tử Lâm. Đám Đỗ Phi đều đã gọi món, phục vụ đưa menu tới cho Trương Khắc, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc, y gọi món thịt bò bít tết, rồi bảo Đỗ Phi Hải Thúc còn phải mở cuộc họp cổ đông xét duyệt hiệp nghị thu mua này mới có hiệu quả, bọn mày mở tiệc bây giờ không sợ sôi hỏng bỏng không à? Hỏng thì hỏng, bất kể thế nào hôm nay cũng phải ăn một bữa thật vui. Đỗ Phi sảng khoái nói, vặt một quả nho cho vào mồm, không thèm bóc vỏ, chẳng thèm nhả hột, nhai nuốt hết luôn, tao hiểu ra rồi, dã tâm của bọn chúng lớn hơn chúng ta rất nhiều không lo bọn chúng tiếc số tiền nhỏ này. Với Nghiêm gia bỏ ra thêm 100 triệu tài sản mà bọn chúng nhìn chúng không là cái gì, tài lực của Nghiêm gia còn lớn hơn trong tưởng tượng, bọn chúng đương nhiên không thỏa mãn với món lợi vài 300 triệu, sản nghiệp Internet chẳng qua chỉ là một cái đòn bẩy trong mắt bọn chúng mà thôi, nhưng bọn chúng lại không có đủ thời gian và kiên nhẫn tự tạo nên một cái đòn bẩy. Đám Đỗ Phi thì không cần quá quan tâm tới dã tâm của Nghiêm gia, Hải Thúc sẵn lòng bỏ tiền mặt ra mua nghiệp vụ quán net của Sáng Vực, bọn họ cầm được tiền trong tay là thành công lớn rồi. Trương Khắc nhìn thấy bọn họ ai nấy hưng phấn kích động, cười nói, thế này xem ra đợi Hải Thúc đưa ra thông báo, tao phải tránh bọn mày xa xa một chút, khi đó bọn mấy ai ai cũng là phần tử sáng nghiệp tinh anh, ai ai cũng là người có tiền rồi, tao đứng cạnh bọn mày, chả khác gì bôi nhọ bọn mà y. Vợ Tần Cương rót lý rượu đưa tới, còn Thời Học Bân nghiện thuốc lá, bất kể đây là nhà hàng Tây cũng lấy thuốc ra hút, nói với Thời Học Bân, hồi xưa tôi có một ước mơ, đợi khi nào có tiền rồi, tôi uống rượu cho thỏa. Mẹ nó, muốn rượu trắng có rượu trắng, muốn rượu vang có rượu vang. Có thuốc lá phì phèo thoải mái. Lão Thời, giờ anh có tiền rồi, phải chia cho tôi hai điếu. Trần Phi Dung vừa ngồi uống nước ngọt vừa hứng thú nghe Trương Khắc trò chuyện mọi người, cảm giác nghe y nói chuyện lúc nào cũng dễ chịu, không ngờ Trương Khắc đột nhiên cài vào một câu nói đùa, bị sặc nước, đúng là tức không được, cười cũng không được, lại không muốn có hành động quá thân mật với Trương Khắc trước mặt mọi người. Hai năm qua,
Sản nghiệp quán net kiến nghiệp có bước phát triển dài, tổng số máy của chuỗi quán net dưới cờ Sáng Vực có hơn 1 vạn chiếc, dự kiến lợi nhuận năm nay sẽ tới 25 triệu. Đám Đỗ Phi, Trần Phi Dung còn ở trong trường, đám Mông Nhạc mới tốt nghiệp chẳng được bao lâu, ngay cả Lệnh Tiểu Yến cũng mới chỉ tốt nghiệp 2 năm, một đám người trẻ tuổi làm nên sự nghiệp lớn như thế, cho dù giới truyền thông tuyên truyền thành kỳ tinh sáng nghiệp sinh viên cũng không phải là quá. Huống hồ nghiệp vụ chính của Sáng Vực hiện nay trừ kinh doanh quán net, còn có bồi dưỡng nghiệp vụ Internet. Năm 99, tiêu điểm và đặc trưng dễ thấy của làn sóng công nghệ là tư bản hóa, chứng khoán hóa, sự thành công của Côn Đằng Online ở sàn giao dịch Nasdaq có ý nghĩa điển hình, Hải Túc mượn xác lên TTCK chẳng qua là hình ảnh thu nhỏ của bối cảnh đó mà thôi. Mặc dù ở Sáng Vực đám sáng lập như Đỗ Phi, Mông Nhạc cùng quỹ sáng nghiệp vườn rồi năm 90% cổ phần, còn đám Lệnh Tiểu Yến, Thời Học Bân, Tần Cương chỉ nắm 10%, hơn nữa khi bán nghiệp vụ quán net đi, tuyệt đại bộ phận tài chính vẫn giữ lại để phục vụ sự phát triển sau này chứ không chia tiền, nhưng mọi người nghĩ thôi cũng thấy vui, ít nhất có thể tính toán tương đối chuẩn xác tài sản của mình là bao nhiêu rồi. Chương 1112, Đói Khát 2. Như Tần Cương, 2 năm trước còn cùng vợ chen lấn trong một căn phòng đơn, còn lo sốt vó về vấn đề sau khi sinh con, mẹ vợ tới trông giúp sẽ ở đâu, hắn có 1% cổ phần của Sáng Vực, tính ra đã có 300 vạn, là người có tiền rồi. Ở nhà hàng náo nhiệt ăn uống cười đùa mà đám Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa vẫn chê chưa đủ, kiến nghị đi hát, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm hiếm khi về được, trường khác cũng bỏ thời gian ra tiếp bọn họ, theo cùng tới Thịnh Thế Niên Hoa. Thịnh Thanh gần đây bám sát ở Thượng Hải, muốn mở cùng lúc 2 KTV ở đó, rất ít khi về kiến nghiệp, đám trường khác tới Thịnh Thế Niên Hoa, đại sảnh còn có nhóm thanh niên xếp hàng đợi phòng bao, Đỗ Phi gọi giám đốc ra, bảo ông ta lén lút an bài cho phòng bao xa hoa. Mọi người đều quây quần ca hát, Trương Khác và Đỗ Phi, Mông Nhạc chui vào góc nói chuyện. Đỗ Phi mở đầu trước, cổ phiếu của Hải Thúc tăng lên gấp 5 lần vẫn chưa thỏa mãn dã tâm của bọn chúng, tao đặc biệt nghe ngóng tình hình ở Văn Chu, Hoành Tín cũng đang mua chuỗi quán net, chỉ có điều mấy chuỗi quán net ở Văn Chu cả quy mô lẫn doanh lợi đều kém hơn chúng ta rất nhiều. Tài lực của Nghiêm gia 2 năm qua mới dần dần lộ ra ngoài, nếu nói quy mô tài sản, chỉ e bọn chúng không kém gì Cẩm Hồ. Năm nay TW đề phòng kinh tế sa sút, mở cửa rất nhiều lĩnh vực cho vốn dân doanh, làm vốn dân doanh nhìn thấy cơ hội trọng hình hóa, chính vì thế mà móng vuốt của Nghiêm gia mới lộ ra ngoài. Trương Khác phân tích, nhưng đi theo đường lối trọng hình hóa không đơn giản, đặc trưng chủ yếu của nó là mật độ vốn lớn, dù Nghiêm gia có ngân hàng Tín Thông hỗ trợ thì Tín Thông cũng không thể cung cấp khoản vay một cách vô hạn chế cho Nghiêm gia được. Nghiêm gia gấp rút trọng hình hóa lúc này khá giống Cẩm Hồ, đó là khát vốn, không phải vài 300 triệu là đủ được. Trọng hình hóa, chuyển sang ngành công nghiệp nặng. Hả, nhiều tiền vậy sao? Mông Nhạc há mồm. Anh nói xem, Trương Khắc cười, trọng hình hóa rất tốn tiền, như sắt thép Liên Hợp Đông Hải mục tiêu bước đầu là 14 triệu tấn, vì mục tiêu này anh bảo đầu tư bao nhiêu tiền mới đủ. Trương Khắc chú ý thấy cả buổi tối Lâm Băng tựa hồ rất thân với Mã Lực, đánh miệng qua bên đó hỏi, bọn họ dính lấy nhau từ bao giờ thế? Có gì hay ho từ miệng cậu nói ra đều trở thành khó nhịn hết. Lệnh Tiểu Yến nói, tình huống ra sao thì tôi không biết, chỉ biết là Lâm Băng định tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong sẽ tới Trác Vực làm việc, vì công việc gần gũi với ông chủ đâu có xấu xa như cậu nghĩ. Quan trọng là ai tiếp cận ai. Trương Khắc cười, Ngụy Đông Cường để lại một tờ giấy tuyệt tình rồi bỏ đi nơi khác, với Lâm Băng mà nói là quá bất công, cô có thể thoát khỏi ám ảnh của Ngụy Đông Cường, mở rộng trái tim với nam nhân khác là một chuyện tốt. Lâm Băng nhìn thấy Trương Khác và Lệnh Tiểu Yến nói chuyện nhìn về phía bên mình rất gian, có chút xấu hổ, không thể bỏ Mã Lực ở đó, chỉ hơi nghiêng người qua, giả bộ nhìn người khác chọn bài. Mã Lực thấy thái độ của Lâm Băng hơi lạ, quay sang nhìn thấy Trương Khác nhìn về phía này cười, liền tới nói chuyện. Ở đợi ít Đông Hải, Trương Khác là nhân vật truyền kỳ rồi, Mã Lực sớm đã nghe thấy, đến sau khi Sáng Vực quyết định đầu tư cho bọn họ lập trang web thương mại điện tử Trác Vực thì hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Trương Khác. Sau một thời gian tiếp xúc, chẳng những thấy sương mù bao quanh Trương Khác mỏng đi, mà thấy y càng thần bí. Người trong Sáng Vực hiểu khá rõ bối cảnh của Đỗ Phi, mẹ là giáo viên trung học bình thường, cha là phó bí thư thành ủy Hải Châu, trước kia Đỗ Phi và Mông Nhạc có được 10 triệu đầu tư từ vườn rồi, nhiều người tự nhiên liên hệ với gia thế của y, chỉ có điều sổ sách tính toán rất rõ ràng, một số kẻ ghen ăn tức ở chỉ có thể oán trách con ông cháu cha dễ dàng tận dụng nguồn lực xã hội mà thôi. Sự thực chứng minh vườn sồi đầu tư cho Đỗ Phi và Mông Nhạc rất thành công,
trừ thu hồi được vốn đầu tư còn có thêm 15% cổ phần của Sáng Vực, đầu tư trước kia không thể coi là giao dịch quyền tiền. Bán đi nghiệp vụ chuối quán nét, với 60% cổ phần của Sáng Vực, Đỗ Phi thực tế đã bước vào hàng ngũ phú ông trăm triệu. Trong đời S Đông Hải, Tạ Kiếm Nam và Vương Hải Thúc đều có danh vọng rất cao, sự tích của họ thường được truyền miệng cho nhau tới thế hệ sau này. Mã Lực không biết rõ lắm về Tạ Kiếm Nam, nhưng khá hiểu Vương Hải Thúc. Từ khi Vương Hải Thúc lập công ty Rỗng Ruột đã tiếp xúc với hắn vài lần rồi, thêm vào hiện 8818 do Hải Thúc đầu tư là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Trác Vực ở mảng thương mại điện tử, nên càng hiểu hắn hơn. Vương Hải Thúc nắm 6% cổ phần pháp nhân của City Hải Thúc, lấy giá trên TTCK mà tính thì cũng có hơn trăm triệu rồi, nhưng cổ phần pháp nhân cấm chỉ giao dịch công khai khác hẳn với tiền thật. Trong mắt Mã Lực 100 triệu cổ phiếu pháp nhân phi lưu thông chẳng bằng 30 triệu tiền mặt, ít nhất Mông Nhạc năm 15% đủ tự tin ưỡn ngực lên hơn Vương Hải Thúc nhiều. Theo Mã Lực thấy dù là Tạ Kiếm Nam, Vương Hải Thúc được mọi người dì tai truyền tụng, hay Đỗ Phi, Mông Nhạc danh tiếng như cồn, đều kém xa Trương Khác. Bất kể là Trương Khác tham gia hoạch định kế hoạch thương mại điện tử cho Trác Vực hay 3 ngày trước đột ngột đề cao giá đàm phán ép Hải Thúc phải chấp nhận đủ cho người ta phải chấn động rồi. Mã Lực còn chú ý tới một thực tế, Trương Khắc không nắm chút cổ phần nào ở Sáng Vực mà đột nhiên thay Đỗ Phi ra quyết định làm không ai hiểu nổi, Đỗ Phi cũng không hề tỏ ý phản đối chút nào. Mã Lực có thể kiến lập lên mạng lưới tiêu thụ sách phủ kín các trường đại học, sau đó đem âm nhạc, sách truyện liên hệ với trang web thương mại điện tử, năng lực lẫn tầm nhìn đều hơn người một bậc, tất nhiên nhìn ra Trương Khắc thần bí hơn người ta tưởng tượng rất nhiều, nhìn ra thân phận Trương Khắc trừ người cha ở Tân Vu gia, kỳ thực có liên hệ chặt chẽ với Ái Đạt. Trong 12 tòa nhà của chung cư thanh niên, 4 tòa đầu tiên cho nhân viên nghiên cứu của vườn sồi ở, 2 tòa nhà sau bồi thường cho Đỡ Ết Đông Hải, 5 tòa nhà ở giữa cho xí nghiệp Sáng Nghiệp vườn sồi, còn Trương Khác gần như chiếm riêng một tòa nhà, những người có thể vào đó ở đều có liên quan trực tiếp với Trương Khác. Mã Lực cũng thường xuyên theo Đỗ Phi, thời học bân vào tòa nhà đó, trong bãi đỗ xe ngầm có liền mấy chiếc xe đắt tiền, tùy tiện chọn một cái Mã Lực cũng thấy đó là mục tiêu phấn đấu cả đời của mình rồi. Thời gian qua tiếp xúc với Lâm Băng khá nhiều, biết thêm được không ít chuyện liên quan tới Trương Khác, không ngờ Trương Khác và Lâm Băng quen nhau rất lâu rồi, càng không ngờ người được coi là hoa khôi vĩnh viễn của Đỡ Ết Đông Hải là Giang Đại Nhi có được thành công cũng quan hệ rất lớn với Trương Khác. Mã Lực cũng thấy đám thời học bân và Đồng Dược Hoa không phải mù mắt không nhìn ra điều gì, chẳng qua người ta không nói ra là tự có dụng ý của người ta, nghĩ nhiều cũng vô ích, cũng học theo bọn họ coi như không thấy gì, tùy ý quan hệ là được. Sáng Vực có tiền, Trác Vực không lo thiếu tiền nữa rồi nhỉ. Trương Khác trò chuyện với Mã Lực, trong hiệp nghị với Hải Túc, hạn chế Sáng Vực không tiến vào nghiệp vụ quán nét, nhưng không cấm đầu tư vào Trác Vực. Có điều theo ý tôi, dù có tài chính dư giả, tạm thời không nên tranh cái hư danh số 1 số 2 với 8818 làm gì. Xếp hạng trang web thương mại điện tử số 1 với bọn chúng càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Ừ, Trương Khác gật đầu. Bọn chúng đói khát muốn lấy cái danh đó nâng cao giá trị cổ phiếu mà, bọn chúng thích chơi thế thì tùy bọn chúng thôi. Chương 1113, Trương Khác có bao nhiêu tiền? 1. Đối với đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết mà nói, hiện phải tận dụng mọi khả năng có thể nâng cao giá cổ phiếu của Hải Thúc, cho dù có khái niệm thương mại điện tử, nhưng trang web 8818 trong thời gian ngắn chẳng có năng lực lợi nhuận gì, không giống như nghiệp vụ quán nét của Sáng Vực. Có hào quang của khái niệm công nghệ mới lại có năng lực lợi nhuận cực cao, tuyệt đối là vũ khí lợi hại tăng giá trị cổ phiếu. Trong giai đoạn hiện nay, Hải Túc khó tìm thấy chất liệu nào hoàn mỹ hơn thế nữa. Chỉ cần Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết không mất lòng tham, Trương Khác không sợ bọn chúng không đớp cái mồi này. Đương nhiên, bản thân công ty Hải Túc chẳng có 300 triệu để thực hiện vụ thu mua này, không có điều kiện công khai phát hành cổ phiếu mới. Chỉ có thể phát hành cổ phiếu cho đối tượng chỉ định đặc biệt kiếm 300 triệu này, cho dù Hải Thúc không đưa ra công bố, Trương Khác cũng chẳng khó tưởng tượng ra đối tượng đặc biệt kia là Địa Ốc Hoành Thín, Địa Ốc Tinh Điển. Đó là trò chơi của bọn chúng, người khác vì tránh bị bọn chúng nuốt cả xương nên không tùy tiện tham gia, hơn nữa hiện cổ phiếu mới phát hành định hướng hạn chế lưu thông, phải qua 12, 24 tháng mới có thể công khai giao dịch. Bọn chúng sẽ tiếp tục tìm cách đẩy cao giá trị của Hải Thúc. Đợi qua thời hạn sẽ tung bộ phận cổ phiếu này ra bán kiếm lợi. Đó là kế hoạch tham lam, Trương Khác chẳng có lý nào không đẩy bọn chúng một cái, để bọn chúng càng tham lam càng điên cuồng hơn. Tạ Kiếm Nam thì học khôn rồi không tham gia. Hồ Thế Thịnh, Nghiêm Văn Giới lần này tới kiến nghiệp trong lòng không thoải mái lắm, tới nơi gặp mặt Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh trước,
sau đó mới tới khu sản nghiệp phần mềm bàn bạc bí mật với Lâm Tuyết, Phương Hải Túc. Ba ngày trước Trương Khác đột ngột xen vào cuộc đàm phán đẩy giá lên cao, còn nhờ Vương Hải Túc về chuyển lời, Nghiêm Văn Giới ý thức được Trương Khác đã nhìn thấu ý đồ của mình, đương nhiên mọi người đều đang lợi dụng quy tắc cuộc chơi, Nghiêm Văn Giới cũng chẳng sợ Trương Khác bẫy mình. Đứng sau Cẩm Hồ là Diệp Gia, Cố Gia, Từ Học Bình và quan viên địa phương tỉnh Đông Hải, chỗ dựa của Hoành Tín chẳng kém gì Cẩm Hồ, ở kiến nghiệp có Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh theo dõi hộ, chẳng sợ Cẩm Hồ giớ thủ đoạn. Bị nhìn thấu ý đồ với Nghiêm Văn Giới mà nói chỉ có một cái bất lợi là phải tiếp nhận cái giá cao quá mức Trương Khác đưa ra mà thôi, nhưng trong mắt hắn 300 triệu vẫn chấp nhận được. Nghiêm Văn Giới luôn cho rằng TTCK là bãi săn tốt, quan trọng là có tư cách có thực lực tham gia thao túng quy tắc cuộc chơi, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn khách sạn Kim Hải trước biệt thự. Khách sạn 4 sao Kim Hải là một hạng mục thương nghiệp phụ trợ của khu sản nghiệp phần mềm. Biệt thự Nghiêm Văn Giới đang ở được xây với danh nghĩa nơi làm việc tổng hợp của khu sản nghiệp phần mềm, chỉ có điều mấy chục tòa biệt thự gần hồ đều mang danh nghĩa công ty phần mềm tư nhân mua dùng làm chỗ ở riêng, bố cục của khu biệt thự hoàn toàn là kiểu nhà ở, biệt thự của Nghiêm Văn Giới hơn một mẫu. Nghiệp vụ chính của khu sản nghiệp Vườn Sổi là phát triển phần mềm, nhưng cái nghiệp vụ này chẳng ra làm sao, treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh nghĩa xây dựng khu công tác, khu hội nghị để bán biệt thự cao cấp thì lại kiếm lớn. Dù sao trước kia chính phủ gần như cấp miễn phí mảnh đất chất lượng cao này cho Hải Túc để phát triển phần mềm, khách sạn Kim Hải cũng thế, tiếng là hạng mục phụ trợ khu phần mềm, nhưng lại kinh doanh như khách sạn thương nghiệp. Nghiêm Văn Giới qua người lại ngồi vắt chân trên ghế sofa, nói với Lâm Tuyết, lần này định hướng phát hành cổ phiếu chỉ là 500 triệu, nhưng thực sự chấp hành phương án này số tiền thực tế cần dùng nhiều hơn hẳn, ngoài tầm tài chính chúng ta có thể cung cấp, cố bỏ ra 200 triệu muốn chiếm tới 40%, tôi về cũng khó ăn nói. Có gì mà khó ăn nói. Lâm Tuyết mặc chiếc váy xanh hở lưng, mép váy cách gối hơn 10 phân, lúc ngồi lộ ra cả nửa cặp đùi trắng như tuyết, thi thoảng chuyển chân theo thói quen khéo léo để lộ ra chiếc quần lót màu đỏ bắt mắt gợi cảm, phối hợp cùng sống lưng đẹp tuyệt trần. Không biết bao nhiêu nam nhân phải quỳ gối trước cô ta, nhưng cô ta chẳng hy vọng xa vời có thể dùng mỹ sắc mê hoặc Nghiêm Văn Giới, cùng lắm chỉ thêm vốn liếng khi giao thiệp, khi các anh ở Văn Chu cũng bắt đầu làm sản nghiệp quán nét. Các anh có thể để Hải Túc mua sản nghiệp đó với giá cao. Lúc đó tôi có thể kêu ca với Nghiêm gia không? Hơn nữa các anh đẩy giá cổ phiếu lên, tôi không tin không thu được lợi ích gì thêm vào. Ngày 18 tháng 9, Hải Túc phát công bố mở cuộc họp cổ đông đột xuất, thẩm duyệt thông qua phương án phát hành cổ phiếu trị giá 500 triệu cho địa ốc Tinh Điển và địa ốc Hoành Tín, lấy tài chính mua nghiệp vụ quán nét của Sáng Vực. Hải Túc đợi tới khi mở cuộc họp cổ đông mới giao dịch lại. Công bố này lại làm ánh mắt của công chúng và giới truyền thông tập trung hết vào Sáng Vực. Do tin tức Hải Túc công bố rất mơ hồ, đại đa số mọi người đều nghĩ Hải Túc dùng 500 triệu mua quán nét của Sáng Vực, trong đó ít Đông Hải cũng bàn tán xôn xao, sinh viên bình thường không quan tâm lắm tới TTCK, còn giáo viên cơ bản đã biết hết rồi, nhất là giáo viên của Học viện Ngoại thương đều nhớ ra dáng vẻ lúc lên lớp học tập của Đỗ Phi, Mông Nhạc. Bọn họ không tìm được hai sinh viên này, nhưng có thể tóm lấy Tần Cương hỏi chi tiết. Lúc này không cần phải giấu giếm với bên ngoài nữa, Tần Cương giải thích giá thu mua là 300 triệu, Hải Túc huy động thêm 200 triệu là để phát triển nghiệp vụ sau này. Cho dù chỉ có 300 triệu cũng đủ làm đám giáo viên trẻ há hốc mồm rồi, cứ nghĩ mà xem, năm nay bọn họ được điều chỉnh lương, mỗi tháng lương thưởng phụ phí chỉ có 1.000 đồng, mặc dù hơn năm ngoái nhiều, nhưng nhìn sáng người khác đúng là thèm muốn cắn lưỡi, hai năm trước thôi Tần Cương thảm hại thế nào, vậy mà giờ bay cao rồi. Mặc dù Tần Cương vẫn đeo danh nghĩa giáo viên Học viện Ngoại thương, nhưng không còn làm bất kỳ việc gì trong trường nữa, chẳng so đo với giọng điệu ghen tị của đồng nghiệp. Nếu nói tới cơ hội, trước kia Ngụy Đông Cường có cơ hội tốt hơn hắn nhiều, hiện chẳng còn ai biết hành tung nữa, chẳng biết sống tốt xấu thế nào. Mấy ngày qua Tần Cương chạy về trường liên tục. Căn cứ vào hiệp nghị với Hải Túc, một phần tài sản vô hình bao gồm cả thương hiệu, Sáng Vực, phải tách ra, trong 2 năm. Cao tầng quản lý bên này không được bước vào sản nghiệp quán nét, ngoài ra công ty đầu tư cũng không thể dùng, Sáng Vực nữa, phải đổi tên. Mọi người đều cho rằng cái tên City đầu tư Sáng Vực Đông Đại không tệ, công ty này trước kia lấy danh nghĩa mở lớp bồi dưỡng mạng Internet thành lập, vì thế đợi ít Đông Hải năm 30% cổ phần, muốn sang tên, cần phải trao đổi với trường. Sáng Vực Đông Đại trước kia thuê chỗ của trường làm cơ sở bồi dưỡng, giờ nghiệp vụ làm lớn. Cần đợi ít Đông Hải cung cấp nhiều diện tích hơn, chuyện này cũng cần trao đổi với trường. Những chuyện này đều do Tần Cương phụ trách, việc phải làm rất nhiều, còn bị giáo viên trong trường giữ lấy hỏi này hỏi nọ,
Trong lòng Tần Cương rất khó chịu, nhưng chẳng thể để lộ ra, nếu không thế nào cũng bị người ta rỉa rói sau lưng, thói đời là vậy, người ghen ăn tức ở không bao giờ thiếu. Di động trong túi vang lên, Tần Cương lấy máy ra, là Đỗ Phi gọi tới. Anh đến tòa nhà Thế Cẩm một chút, có chuyện cần thương lượng với anh. Tòa nhà Thế Cẩm là tổng bộ của Thế Kỷ Cẩm Hồ đặt phía đông khu sáng nghiệp, trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ cũng đặt ở đó. Tần Cương chẳng hiểu Đỗ Phi tìm mình có việc gì, tức tốc đạp xe tới cổng Nam Trường. Sáng vực đông đại có hai chiếc xe khá mới, một là chiếc Passat nhập khẩu, một là Santana sản xuất trong nước, nhưng làm việc trong trường đi xe đạp thuận tiện hơn. Chương 1114, chương khác có bao nhiêu tiền? 2. Tần Cương tới tòa nhà Thế Cẩm, đi thang máy lên tầng 12, phát hiện Lệnh Tiểu Yến, Tịch Nhược Lâm, Thời Học Bân Thi Tân Phi đều ở đó, còn Đỗ Phi và Mông Nhạc không thấy tăm hơi đâu, Đỗ Phi đâu rồi, cậu ta bảo chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta đâu thiếu chỗ họp. Lệnh Tiểu Yến mặc dù đoán được phần nào, cũng chỉ biết giang tay ra, muốn Tần Cương kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Đỗ Phi và Mông Nhạc chẳng biết từ đâu chui ra, ôm cả một đống văn kiện. Diệp Tiểu Đồng vác cái bụng tướng vừa đi vừa nói chuyện với Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng nhận lấy tài liệu, ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, lấy chồng tài liệu trên cùng giao cho Đỗ Phi, cậu bảo bọn họ ký hiệp nghị bảo mật trước, chuyện khác nói sau. Tần Cương xem hiệp nghị bảo mật, yêu cầu có nghĩa vụ bảo mật với văn kiện công khai hôm nay. Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con và tổng công ty giấy Tân Quang. Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con và tập đoàn Ái Đạt. Điện khí Thịnh Hâm, tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ Cẩm Hồ, tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tập đoàn xây dựng Hoành Viễn, thương vụ Cẩm Hồ. Trên danh sách toàn là cái tên làm người ta kinh động, những cái tên này viết cùng với nhau càng làm người ta khiếp vía. Tần Cương kinh ngạc nhìn Trương Khác, Đỗ Phi thấy Mông Nhạc mặt thản nhiên vắt chân chữ ngũ, chắc là xem văn kiện này rồi, Tịch Nhược Lâm và Lệnh Tiểu Yến chăm chú xem tư liệu, mặt rất bình tĩnh, hẳn đoán ra một số việc. Chỉ có ba tên Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi mồm không khép lại được. Thời Học Bân nuốt nước bọt hỏi, danh sách này là thật chứ? Lừa tôi cũng không có ý nghĩa gì đâu đấy. Lắm mồm, ký xong tên sợ bị bán mất à? Đỗ Phi rút một tập tài liệu làm động tác ném hắn, những điều mọi người nhìn thấy hôm nay đều là cơ mật thương nghiệp hạch tâm đấy. Vì sao lại đem cơ nghiệp hạch tâm này cho chúng tôi biết, tôi sợ xem xong bị giết người bị miệng mất. Thời Học Bân vẫn làm nhảm. Thấy Đỗ Phi muốn ném thật, vội cúi xuống ký tên. Giám đốc Triệu không qua được, một vài việc do tôi giải thích. Diệp Tiểu Đồng đứng dậy nói, quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi do Ái Đạt thiết lập, còn nắm 15% cổ phần của sáng vực, theo quy chế của quỹ, nên xét tới việc hoàn toàn rút lui. 15% cổ phần này không phải do mọi người tự bỏ tiền mua lại, mà do công ty dưới tập đoàn Ái Đạt hoặc có liên quan mua lại, những công ty trong danh sách đều liên quan tới tập đoàn Ái Đạt. Chuyển thì chuyển. Chúng tôi đâu cần biết những cái này. Thời Học Bân do dự hỏi. Anh bạn nhỏ cậu chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Diệp Tiểu Đồng nhướng mày lên, tôi còn chưa nói hết cơ mà, bảo mọi người xem những văn kiện này, là đồng ý chuyển hướng cổ phần cho công ty liên quan tới Ái Đạt. Sau khi khấu trừ thuế, sáng vực còn 260 triệu, chẳng lẽ định cho số tiền này vào ngân hàng ăn lãi à? Thế xem xong những tài liệu này tôi có biết được ông chủ của Ái Đạt chính là Trương Khác hay ai đó của Trương gia không? Thời Học Bân lại không nhịn nổi hỏi, vấn đề này dày vò tôi lâu lắm rồi. Ai, xin lỗi, những văn kiện này cấp bậc bảo mật chưa đủ, có thể trả lời câu hỏi của cậu hay không phải xem ai đó có muốn nói không? Diệp Tiểu Đồng thở dài. Trương Khác cười không nói. Xem những văn kiện này, ít nhất mọi người có thể hiểu được đại khái hệ thống xí nghiệp dân doanh lớn nhất Đông Hải, tôi và Mông Nhạc đã thương lượng rồi, sáng vực lần này sẽ hoàn toàn dung hợp vào Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ. Mọi người đều nắm cổ phần, nên có quyền lựa chọn. Đỗ Phi đứng dậy cùng Mông Nhạc chuyển tài liệu cho mọi người xem. Trương Khác ngáp dài, y không muốn tới, nhưng bị Đỗ Phi ép tới, dù sao Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm ngày mai về Mỹ, tối nay còn cùng nhau ăn cơm. Trước đó Tần Cương và rất nhiều người giống nhau, đều muốn biết quy mô tài sản và ông chủ đằng sau Ái Đạt là ai, văn kiện trong tay Đổng Dược Hoa, Thời Học Bân và Lệnh Tiểu Yến ngồi bên đều ghé đầu vào xem cùng. Thời Học Bân và xem vừa phát ra những âm thanh quái dị, đây đúng là ăn cướp, có kiểu kiếm tiền thế này à, không còn lẽ trời nữa sao? Tôi có thể đổi cổ phần sang cổ phần của Ái Đạt không? Nếu tôi tới Ái Đạt làm việc, có được thưởng cổ phần năm không? Mấy năm qua phóng viên báo chí, TV,
mạng không đâu không luồn vào được, đăng tin tập đoàn Ái Đạt không ít, cũng miêu tả sơ bộ dáng dấp của tập đoàn Ái Đạt, cho nên Tần Cương cũng có chút nhận thức. Trong kết cấu cổ phần của Ái Đạt có bao nhiêu cổ đông pháp nhân hải ngoại, chỉ e phải cần chính phủ TW thông qua thủ đoạn ngoại giao mới có thể làm rõ quan hệ cổ phần chéo cực kỳ phức tạp này. Nói chung dựa vào tài liệu trong tay Tần Cương chỉ có thể biết được quy mô tài sản và tình hình tài vụ cơ bản của Ái Đạt, muốn biết kết cấu cổ phần thực sự là không thể. Trong văn kiện, tài sản thuần net asset trong nước chỉ có 15 tỷ, trong đó giá trị thương hiệu 10 tỷ, đúng là đánh giá quá thấp giá trị thương hiệu Ái Đạt. Hiện Khoa Vương cũng tuyên bố có giá trị thương hiệu 2 tỷ, ảnh hưởng trong nước của Ái Đạt lớn như thế, giá trị thương hiệu nói 10 tỷ là khiêm tốn, trừ đi phần tài sản vô hình này, chẳng lẽ tài sản cố định và tài sản kỹ thuật của Ái Đạt chỉ có 5 tỷ? Mấy năm qua mọi người đều quen lấy hình thức chứng khoán khóa tính giá trị thị trường của doanh nghiệp, trong nước không có một công ty công nghệ nào có tài sản chất lượng cao như Ái Đạt nữa, lãi dòng năm 98 của Ái Đạt là 4 tỷ. Lấy tỷ số PE bằng 40 ra mà tính thì giá trị thị trường chừng 160 tỷ. Tần Cương trước kia chưa hiểu chuyện còn thảo luận vui vì sao Ái Đạt không tham gia TTCK trong nước, giờ mới hiểu, cái ao trong nước làm sao mà chứa nổi một xí nghiệp dân doanh tới 160 tỷ. Hơn nữa năm nay di động của Ái Đạt biểu hiện cực kỳ xuất sắc, doanh thu trên 20 tỷ, lợi nhuận 6 tỷ, Tần Cương xem tài liệu chẳng hề bất ngờ, Ái Đạt đủ tư cách liệt vào top 500 công ty hàng đầu thế giới rồi. Thảo nào tài chính địa phương của Hải Châu lại dư giả như thế. Tần Cương tính toán qua loa, Cẩm Hồ ở Hải Châu cống hiến cho tài chính địa phương 1.2 tới 1.5 tỷ, chẳng trách người ta nói Hải Châu béo tới chảy mỡ. Lần này dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, cổ phần chéo, cho nên Thời Học Bân mới kích động muốn đem toàn bộ cổ phần đổi thành cổ phần của tập đoàn Ái Đạt, vì chẳng khác gì được mua cổ phần nguyên thủy. Tần Cương xem kế hoạch thư cổ phần chéo. Phát hiện thương vụ Cẩm Hồ không nằm trong kế hoạch lần này, nghĩ thương vụ Cẩm Hồ có lẽ còn có cơ mật thương nghiệp tạm thời chưa thể công khai với bọn họ. Trừ cổ phần chéo với xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, Đỗ Phi còn giải thích, mọi người có thể lựa chọn cổ phần của Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm hoặc Tân Quang, đợi thời cơ chín muồi, những xí nghiệp này sẽ ưu tiên lên TTCK, cổ phần cá nhân có cơ hội đổi ra tiền mặt, tập đoàn Ái Đạt khó có khả năng lên TTCK trong thời gian gần. Nếu không muốn lấy cổ phần đổi ra tiền mặt thì lựa chọn cổ phiếu của tập đoàn Ái Đạt, tương lai phát triển sẽ tốt hơn, mọi người lựa chọn trước, tôi và Mông Nhạc chia phần còn lại. Đem so với lựa chọn cổ phần cá nhân, lúc này Tần Cương càng tò mò về Trương Khác, hay nói cách khác địa vị của Trương gia trong Cẩm Hồ là thế nào, tin rằng lúc này đám Thời Học Bân cũng cực kỳ tò mò. Chương 1115, Trương Khác có bao nhiêu tiền? 3. Chỉ có điều Trương Khác ở trong phòng nên mọi người ngại không thảo luận. Nhìn Diệp Tiểu Đông nhận điện thoại xong kéo Trương Khác và Đỗ Phi ra ngoài, Đổng Dược Hoa quay đầu sang nói với Tần Cương, cái tên Hồ Nhuận gì đó xếp hạng 100 phú hào Trung Quốc, tính toán người giàu nhất Trung Quốc có 12 tỷ, hình như tầm mắt hơi hạn hẹp, kiến thức hơi nông thì phải. Đông Hải có con cá lớn thế này mà để bỏ lỡ. Tần Cương cười, Trương gia chỉ cần có 10% cổ phần trong hệ thống Cẩm Hồ trong nước thôi thì tài phú đã quá 12 tỷ rồi. Thi Tân Phi thường ngày trầm mặc ít nói. Nhìn Mông Nhạc ngồi vắt chân chữ ngũ phía sau Tịch Nhược Lâm giúp cô tham mưu, liền gọi, này lão Mông, tiết lộ cho anh em tí đi, ngứa ngáy không chịu nổi. Xéo, tôi cũng ký hiệp nghị bảo mật rồi. Mông Nhạc chẳng để ý tới hắn, cằm gác lên vai thơm của Tịch Nhược Lâm, chỉ dẫn cô phân phối tài sản cá nhân sao cho thích hợp. Thấy Mông Nhạc không khai, Thời Học Bân trêu ghẹo, lão Mông, anh cũng từng nói mà, nam nữ phối hợp là phải chú trọng lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo. Nam nhân giàu lấy nữ nhân xinh đẹp mà nghèo, nữ nhân giàu thì lấy nam nhân nghèo, anh và Tịch sư tỷ kết hợp ít nhất mất đi hai suất cướp giàu cứu nghèo rồi, tôi nói này hai người. Hắn còn chưa nói hết bị Tịch Nhược Lâm đanh đá cầm bút phi trúng đầu, rú lên một tiếng, không mọi được câu nào từ Mông Nhạc, xoay qua bên cạnh gọi ngọt xớt, lệnh sư tỷ. Tôi biết cũng chỉ ngang với các cậu thôi, đừng gọi tôi là sư tỷ. Lệnh Tiểu Yến chặn họng hắn lập tức, tên Thời Học Bân này ba hoa vô cùng, nói với hắn vài câu. Không chừng bị hắn lừa. Cô và Trương Khác quen nhau lâu lắm rồi, khi ấy Ái Đạt chưa có quy mô như hiện nay, Trương Khác còn phải lừa Giang Đại Nhi làm người mẫu quảng cáo, vậy mà 4 năm qua đi rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Từ phía Chu Tiểu Quân, cô biết được địa vị của Diệp gia trên chính đàn, với mối quan hệ sâu rộng như Diệp gia, không phải bí thư tỉnh ủy hay bộ trưởng nào đó có thể bằng được, nếu như Thịnh Hâm cũng dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ rồi, như vậy lợi ích Diệp gia trong Cẩm Hồ không nhỏ.
Lệnh Tiểu Yến đoán từ đầu tới cuối chủ đạo sự phát triển của Ái Đạt là Trương Khắc, chủ đạo lập nên cả đế quốc kinh tế Cẩm Hồ, điều này có thể nhìn ra được từ nhân vật hạch tâm của Cẩm Hồ qua lại với Trương Khắc, nhưng Trương Khắc nắm bao nhiêu lợi ích ở Cẩm Hồ thì cô đoán không nổi. Thời Học Bân bị Lệnh Tiểu Yến bịt miệng, cười hăng hắc hỏi Mông Nhạc, sau khi bắt chéo cổ phần, chút xíu cổ phần của tôi có thể có chức gì nhỉ? Chắc là giám đốc, phó giám đốc, Mông Nhạc nói, thực ra cái này khó nói lắm. Các xí nghiệp của Cẩm Hồ đang phát triển tốc độ cao, cùng cấp bậc, cùng thành tích, nhưng vào trước một năm vào sau một năm thì chênh lệch rất lớn, ở bất kỳ xí nghiệp nào, nhân viên lâu năm luôn có lợi hơn. Cậu quan tâm tới cái này làm gì? Lão thời đang tính khi ve vãn mấy em gái học viện âm nhạc phải miêu tả tiền bạc và địa vị xã hội của mình ra sao ấy mà. Đồng Dược Hoa cười hô hố, nói. Mông Nhạc cũng cười, dục mọi người làm việc cho xong. Hắn và Đỗ Phi có thể chọn cổ phần ở Thương vụ Cẩm Hồ và các công ty hải ngoại khác, có thể tiếp xúc với con số tài vụ của Thương vụ Cẩm Hồ và ISS, mới có thể tính là biết được thương nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, Mông Nhạc biết đại khái phân phối lợi ích của Cẩm Hồ. Diệp Gia lấy Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn làm đại biểu trực tiếp sáng tạo cho Cẩm Hồ hai xí nghiệp thành viên là Điện khí Cẩm Hồ và Điện tín Cẩm Hồ, chừng nắm 15% cổ phần. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa năm 97 có hơn 2 tỷ đô la Hồng Kông, cung cấp tài chính đắc lực cho sự phát triển của Cẩm Hồ 2 năm qua, ước chừng nắm 15%. Tạ Vãn Tình có thể nói là nữ nhân đứng sau Cẩm Hồ, không có Tạ Vãn Tình, Cẩm Hồ không có khởi đầu thuận lợi như thế, chỉ có điều 2 năm qua cô chuyên tâm vào kinh doanh trường quốc tế Hải Dụ, cho nên cổ phần còn chưa tới 5%, nhưng số cổ phần không thể hiện đúng địa vị ngầm của Tạ Vãn Tình trong Cẩm Hồ. Đám Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Trương Chi Phi đều sáng lập nên sự nghiệp rồi mới dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ, chiếm khoảng 7% cổ phần. Tầng quản lý khổng lồ chiếm chừng 19%, trong đó Tô Tân Đông và Đinh Hoè chiếm nhiều nhất, chừng 5%, người Hoa Đông Nam Á bao gồm Cát Gia, Cát Minh Đức, Trần Gia, Trần Văn Thông, Mã Gia, Mã Văn Cử, nắm chừng 5%. Cứ bài trừ từng phần một, không khó tính ra tài phú cá nhân của Trương Khắc, nếu nói tài sản trong nước và ngoài nước của Cẩm Hồ đều là 100 tỷ. Thì tài sản cá nhân của Trương Khắc là khoảng 88 tỷ. Nếu tính tài sản thực sự thì lúc này tài sản của Cẩm Hồ khó tính nhất là tài sản vô hình của bố thương hiệu lớn Ái Đạt, Thịnh Hâm, Tân Quang, Hương Tuyết Hải là bao nhiêu mới thích hợp. Rồi tài sản kỹ thuật của vô số bản quyền phát minh phải lấy giá trị bao nhiêu mới thích hợp. Mông Nhạc không đủ nhận thức về thế lực tư bản dân doanh ẩn dưới mặt nước, cho nên không nói được tài sản cá nhân của Trương Khắc có thể tính là giàu nhất Trung Quốc chưa. Có điều cái xếp hạng 100 người giàu của Hồ Nhuận chỉ có thể coi là đề tài tán nhảm lúc rảnh rỗi, không thể coi là thật. Mông Nhạc tư giao với Trương Khắc cũng sâu, hắn biết Trương Khắc sớm chẳng còn hứng thú với việc bản thân có bao nhiêu tiền. Năm nay tổng lợi ích dự kiến của Cẩm Hồ ở cả trong ngoài nước là 12 tỷ, lợi ích chia cho mình Trương Khắc là hơn 5 tỷ rồi. Mông Nhạc nghĩ, nếu một người mỗi năm có thêm vài tỷ, đúng là chẳng cần tính mình có bao nhiêu tiền nữa. Mà quan hệ cổ phần, tài sản của Cẩm Hồ phức tạp như thế, nếu tính tài sản một người là chuyện hết sức đau đầu. Đám Tần Cương, Thời Học Bân vừa tính toán vừa tán phét, tới hơn 5 giờ mới làm xong việc, Diệp Tiểu Đông lôi Trương Khắc, Đỗ Phi đi mãi mà chẳng về. Chuyện bên này kết thúc, có nhân viên công tác tới thu dọn tài liệu. Ngồi trong phòng suốt nửa ngày, lưng mỏi hết cả, đám Tần Cương muốn đi tìm chỗ hút thuốc, đi qua ngã rẽ thấy cửa một phòng họp để mở, đám Trương Khắc ở bên trong, Tần Cương thò đầu vào. Thấy cả Thiệu Chí Cương, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, không biết bọn họ đang bàn việc gì. Lúc này Trương Khắc quay đầu sang, nhìn thấy bọn họ liền hỏi, mọi người xong việc rồi à? Ngồi lâu qua, ra ngoài cho thoáng khí. Tần Cương thấy Trương Khắc không ngăn cản, liền cùng Thời Học Bân cười ngại ngùng đi vào, trên chiếc bàn gỗ lim lớn có mấy tấm bản đồ che mất quá nửa, mọi người đều đứng quanh bàn chỉ bản vẽ thảo luận, chỉ có Diệp Tiểu Đồng có thai là ngồi. Tần Cương và Thời Học Bân nghe bọn họ thảo luận một lúc hiểu ra bọn họ đang thảo luận phương án kiến trúc siêu cao tuần. Khi thảo luận không thấy ai nói tới độ cao và số tầng, Tần Cương đứng hơi thấp không nhìn rõ ghi chú trên bản đồ, Thời Học Bân huých vai hắn, nói nhỏ, 52 tầng. Tần Cương giật nảy mình, tên này tỉ mỉ đếm số tầng trên bản vẽ, trừ đi kiến trúc tháp nhọn bên trên không có quá nhiều ý nghĩa thì tòa nhà cao nhất ở kiến nghiệp cũng chỉ cao tới 148 mét, đó là trung tâm thương mại quốc tế kiến nghiệp. Vụ này có cả bí thư khu ủy khu Cao Tân tham gia thảo luận phương án thiết kế, chẳng lẽ muốn xây kiến trúc siêu cao tầng trên 200 mét. Lúc này đám Mông Nhạc cũng thu dọn xong tài liệu, chen nhau ở cổng đứng xem,
Thiệu Chí Cương vẫy tay, nào nào, vào cả đây góp ý cho chúng tôi tham khảo. Đừng, Trương Khắc Can, ý kiến càng nhiều thiết kế càng phức tạp, chi phí xây dựng càng cao, tôi thấy cứ xây vuông vuông vức vức rất tốt. Vương Duy Quân lắc đầu, cùng Diêu Văn Thịnh đứng tránh qua, nhường chỗ cho đám Mông Nhạc vào xem bản vẽ. Chương 1116, cứ cao là đẹp. Đỗ Phi giải thích, tòa nhà này bộ phận chủ thể cao tới 200 mét, thêm vào vài chục mét đỉnh tháp. Hiện chỉ là bản thảo, hơi đơn giản, cả tên cũng chưa có. Ha ha, tiểu Đỗ cũng ủng hộ quan điểm của tôi nhé. Vương Duy Quân cười ha hả, tôi mong Cẩm Hồ có thể xây tòa nhà siêu cao tầng đứng đầu thành phố. Tôi và Bí Thư La đã thảo luận rồi, Cẩm Hồ có thể nới lỏng dự toán thêm một chút không, có thể mời các nhà thiết kế nổi tiếng hải ngoại cạnh tranh với nhau, cơ hội này không chỉ mở rộng ảnh hưởng của kiến nghiệp, cũng có thể mở rộng ảnh hưởng của Cẩm Hồ. Vương Duy Quân đã nói thế rồi, Trương Khắc chỉ biết nói, vậy thiết kế theo tiêu chuẩn 1.2 tỷ đi, khẩu trừ 60 triệu tiền thiết kế, hẳn là có thể mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tham gia cạnh tranh thiết kế rồi. Hả, mọi người ngớ ra. Vương Duy Quân há mồm một lúc mới nói, thế mà cậu còn kêu nghèo. Bí thư Vương chẳng phải muốn đề cao ảnh hưởng của thành phố, ảnh hưởng của Cẩm Hồ sao? Trương Khắc cười hăng hắc. Tần Cương chỉ thấy 60 triệu tiền thiết kế hơi nhiều, dù sao hắn cũng không phải là người trong nghề, chẳng biết tiền thiết kế phải bao nhiêu mới thích hợp. Thiệu Chí Cương lắc đầu than, với hạng mục này, chỉ 10 triệu đủ để phòng thiết kế trong nước đánh nhau vỡ đầu, còn phòng thiết kế cao cấp nhất quốc tế báo giá cao nhất chỉ chừng 25 triệu thôi. Một tòa nhà hơn 200 mét, ở châu Á chẳng gây nên được ảnh hưởng gì. Trương Khắc cười, có thể mời cả viện thiết kế trong nước tham gia, chăng ở nước ngoài chưa chắc đã tròn hơn chăng Trung Quốc. Trương Khắc chẳng hứng thú lắm với kiến trúc siêu cao tầng, và lại khi thẩm duyệt cũng dài, có thể vỡ đất khởi công trong vòng 2 năm được coi là thuận lợi rồi. Cho dù đám Vương Duy Quân, là quân có cấp thiết tới đâu đi chăng nữa thì thời gian thẩm duyệt phương án và đưa ra thiết kế cũng không thể ít hơn 1 năm, thực sự xây xong đi vào sử dụng. Gần phải 3 năm sau rồi, chẳng có tác dụng lắm với việc hỏa giải tình hình đất dùng làm văn phòng eo hẹp của Cẩm Hồ lúc này. Một phương diện khác là chu kỳ xây dựng kéo dài, 1.2 tỷ đầu tư phân tán ra 3 năm hoặc dài hơn, với lưu lượng tài chính lúc này của Cẩm Hồ cũng chẳng phải là áp lực lắm, nhất là thời gian đầu hơn 1 năm thẩm duyệt, tài chính chiếm dụng rất hữu hạn. Tính tới bố cục sản nghiệp lâu dài của Cẩm Hồ, có một tòa nhà tổng bộ thật oai cũng phù hợp với ý nguyện của cao tầng Cẩm Hồ. Trương Khắc cũng biết đám quan viên La Quân, Vương Duy Quân thực sự quan tâm không phải tòa nhà này cao bao nhiêu, mà ảnh hưởng lớn cỡ nào. Con mắt thẩm mỹ của người trong nước đối với kiến trúc hơi hạn hẹp, tựa hồ cho rằng kiến trúc cao nhất mới tính là kiến trúc đẹp nhất, cái cảnh những tòa nhà cao tầng san sát nhau mới thể hiện khí độ của thành phố. Chính trong bối cảnh nhận thức này, thành phố và khu cao tân đều gửi gắm hy vọng vào Cẩm Hồ có thể xây một tòa nhà cao tầng chọc trời thực sự. Trương Khắc không tán đồng con mắt thẩm mỹ này. Nhưng y chẳng đi thuyết phục thành phố thay đổi quan niệm của nó, dù sao đám La Quân cũng chỉ quan tâm tới sức ảnh hưởng, Cẩm Hồ bỏ ra 60 triệu thuê nhà thiết kế danh tiếng nhất cạnh tranh, đủ tạo thành ảnh hưởng hơn toàn nhà trên 200 mét, như thế về phương án thiết kế có nhiều lựa chọn hơn. Trương Khắc mở miệng nói muốn bỏ ra 60 triệu tiền thiết kế làm những người khác vô cùng kinh ngạc, nhưng Vương Duy Quân thì hớn hở ra mặt, vậy là ông ta hoàn thành vượt yêu cầu của La Quân rồi, cùng Diêu Quân đi trước không ở lại ăn tối. Trương Khắc tiến bọn họ ra tận cửa thang máy, nhìn bảng hiển thị đi xuống, cười bất lực nói với Thiệu Chí Cương, xây nhà cao tầng 250, 260 mét, ở kiến nghiệp là chưa từng có, nhưng ở trong nước hoặc ở châu Á, căn bản không là cái gì, chẳng thể nói tới sức ảnh hưởng, nhưng trong những tòa nhà đua nhau tranh giành vị trí cao nhất toàn cầu cao nhất khu vực, lịch sử kiến trúc không phải là không tìm thấy tác phẩm kinh điển. Té ra anh là một người cao thượng, một người thuần túy, một người có đạo đức. Một người thoát khỏi sở thích rẻ tiền hả? Diệp Tiểu Đồng trêu ghẹo Trương Khắc, có điều chỉ nghĩ xây nhà cao bao nhiêu thì đúng là chẳng hứng thú gì. Tâm Văn chắc là tới rồi, cô mau chuẩn bị tan ca đi, cô là phụ nữ có thai, tôi không đấu khẩu với phụ nữ có thai. Trương Khắc đẩy Diệp Tiểu Đồng về văn phòng, nhìn thấy Hà Huyền thực tập ở đây từ văn phòng đi ra, trông dáng vẻ của cô chắc là chuẩn bị đi về, Trương Khắc liền rủ cô đi ăn tối cùng. Hà Huyền biết Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm sắp về Mỹ. Muốn ăn cơm cùng mọi người, liền đi kéo Trần Phi Dung ra. Trương Khắc còn muốn tranh thủ thời gian nói thêm vài câu để hắn hiểu thấu ý tứ của mình. Tòa nhà Phổ Đông Kim Mậu được xưng là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và mới xây xong, chúng ta không nên tranh giành vô vị xây tòa nhà cao hơn làm gì. Lời nói và hành động của chúng ta phải nhất trí.
hơi khó hiểu, Thiệu Chí Cương hỏi, phía thành phố phải ứng phó, điều này tôi hiểu, khi thiết kế thực tế thì chúng ta tự chủ trương, cái này ít nhiều có vẻ ngoài nghe trong trống. Không biết làm sao mới có thể nhất trí, hay là tôi hiểu lầm ý cậu? Đỗ Phi ở bên cạnh cười vô lương tâm, Hà Huyền và Trần Phi Dung mím môi cười. Đám Tần Cương, thời học bân nhìn thấy trong cả quá trình quyết sách, Trương Khắc nắm vị trí chủ đạo, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến Trương Khắc xử lý công việc của Cẩm Hồ, trong lòng hiểu ra ít nhiều, vì thế càng kinh ngạc, vì thế nên lúc này càng không nói gì. Tôi không nói cái đó. Trương Khắc giải thích, là quân, Vương Duy Quân có tâm tư gì tôi lại chẳng hiểu sao. Bọn họ chỉ cần đạt được ý nguyện của mình, chúng ta muốn làm gì thì làm. Tôi đang nghĩ tòa nhà này xây dựng ra sao, đồng thời phải suy nghĩ khai thác, thiết kế sản phẩm của Ái Đạt thế nào, phát hiện ra hai bên có điểm chung, chỉ nhấn mạnh ưu thế kỹ thuật sản phẩm sẽ dễ dàng bị người đằng sau vượt qua, xây dựng chỉ biết xây thật cao quá vô vị, chỉ có thiết kế kinh điển là người khác phải học theo, phải mô phỏng, người đi đầu luôn được ghi nhớ. Thiệu Chí Cương chống cằm suy nghĩ, hắn đúng là chưa bao giờ suy xét vấn đề này ở tầm cao như thế, Cẩm Hồ muốn đem một số thứ mang tính lý niệm thẩm thấu vào văn hóa xí nghiệp của Cẩm Hồ. Không nên hạn chế quá nghiêm khắc về diện tích, chiều cao tòa nhà thậm chí là dự toán cũng có thể thương lượng được. Trương Khắc nói rõ hơn, đợi khi xây xong, làm sao chúng ta phải có được cảm thụ trực quan, đơn giản, thời thượng, cuộc sống tương tự sản chúng ta phát triển. Thiệu Chí Cương gật đầu, cười. Thì ra vừa rồi cậu chỉ nói bậy bạ với Vương Duy Quân, cái gì mà vuông vuông vức vức, thiết kế sao tiết kiệm. Làm theo ý này của cậu, tôi chẳng biết tiêu sao cho hết 1.2 tỷ. Là tòa nhà tổng bộ, với nhân viên Cẩm Hồ mà nói, thế nào cũng có rất nhiều ý nghĩa tinh thần. Trương Khắc cười lớn, thôi, tôi nói nhiều rồi, anh đừng khai tôi ra là được. Có cần đem phương án thiết kế kinh điển vuông vức cắm thêm cái tháp nhọn cao vút của cậu phát cho các tổng giám đốc thảo luận không? Nói không chừng có 14 trên 15 phiếu thông qua đấy, rất là kinh điển. Diệp Tiểu Đồng rất thích trêu Trương Khắc. Hà Huyền và Trần Phi Dung cười rất quỷ dị, Trương Khắc không hiểu nổi hai thiếu nữ và một phụ nữ có thai ở cùng nhau có bao nhiêu chuyện không đứng đắn để nói, để làm, bị trêu ghẹo cũng mặt dày coi như không có gì xảy ra. Chương 1117, ai hở mông? Động tác của Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết rất nhanh. Hải Thúc ngừng giao dịch 3 ngày liền mở cuộc họp cổ đông tạm thời thông qua quyết định thu mua sản nghiệp quán nét của Sáng Vực. Ngày 18 tháng 9, tiến vào giai đoạn giao cắt tài sản mang tính thực chất, trừ cao tầng quản lý như Lệnh Tiểu Yến, thời học bân rút đi, thì toàn bộ thành viên của câu lạc bộ côn trùng cũng rút lui, đội ngũ kỹ thuật và quản lý còn lại do Hải Thúc tiếp nhận. Hải Thúc thành lập công ty kinh doanh nghiệp vụ quán nét hoàn toàn mới, tiếp tục lấy tên Sáng Vực, tên đầy đủ là công ty hữu hạn công nghệ thông tin mới Sáng Vực. Vương Hải Thúc lần này cuối cùng cũng có được thực quyền trong nội bộ Hải Thúc, đảm nhận tổng giám đốc công ty mới, có 200 triệu tiền đầu tư phát triển. Cho dù thêm vào mấy chữ, công nghệ thông tin mới, thì cũng chẳng thể xoay chuyển được một sự thực là sản nghiệp quán nét có hàm lượng khoa học công nghệ rất hữu hạn, chỉ có điều TTCK dần dần hình thành làn sóng cuồng nhiệt, những người chơi cổ phiếu vừa và nhỏ không đủ lý trí nhận thức được điều này. Sau khi cổ phiếu của Hải Thúc mở cửa giao dịch trở lại, giá cổ phiếu liên tục tăng lên trong 3 phiên giao dịch mới quay lại với biên độ nhỏ, với Hoành Tín và Tinh Điển mà nói, chỉ trong chưa tới 10 ngày, tài sản trên giấy đã tăng lên gần 200 triệu. Có một chi tiết nho nhỏ làm đám Trương Khắc và Đỗ Phi cảm thấy khó chịu là Hải Thúc sau khi tiếp nhận sản nghiệp quán nét của Sáng Vực đã chiêu mộ Hồ Kim Tinh và Trần Dũng đang học năm thứ tư vào Tân Sáng Vực, còn mang danh giám đốc thực tập. Kiến nghiệp vào hạ tuần tháng 9, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đi dưới tán cây ngô đồng. Dưới ánh nắng chiều tàn mát xuyên qua kẽ lá, hòa vào trong dòng người huyên náo, nhìn từng khuôn mặt xa lạ từ phía trước đi tới, Trương Khắc mới dễ chìm vào thế giới suy tưởng. Trần Phi Dung thời gian này cứ có thời gian rảnh là tới trung tâm nghiên cứu kinh tế thực tập, làm Trương Khắc buổi chiều chỉ biết hoặc du rú trong chung cư xử lý sự vụ hoặc là ra quán cà phê ngõ học phủ, ngồi cửa sổ nhìn dòng người qua lại. Trương Khắc đi vào quán cà phê, thấy hai tên Hồ Kim Tinh và Trần Dũng cùng một đám người ngồi mất chỗ gần cửa sổ rồi. Chẳng tới mức khó chịu xoay người bỏ đi, nói tới đi thì phải là bọn chúng đi mới đúng. Hồ Kim Tinh đang huyên hoang khoác lác gì đó, nhìn thấy Trương Khắc đi vào, giọng nhỏ hơn rất nhiều, hắn biết ai là người mình không chọc vào nổi, Trương Khắc là một trong số đó, những người còn lại thì không hiểu, tiếp tục nói oang oang. Trương Khắc nghe một lúc, thì ra Hồ Kim Tinh nói với bọn chúng tin tức mật, để bọn chúng mua cổ phiếu của Hải Thúc trước khi treo biển ngừng giao dịch, để bọn chúng kiếm khoản lớn. Đây là hiện thực TTCK Trung Quốc vào năm 99,
giao dịch tin tức mật đã trở thành một hành vi công khai trắng trợn. Có rất nhiều người chuyên môn dựa vào tin tức ngầm hoặc thật hoặc giả này để chơi cổ phiếu. Ủy ban chứng giám cũng chẳng đả kích đáng kể. Cho dù Hồ Kim tin, Trần Dũng không phủ nhận tiết lộ tin tức ngầm cho người khác, thì căn bản cũng chẳng phải tội gì lớn. Trương Khắc nghe bọn chúng ba hoa cũng chỉ coi như gia vị lúc uống cà phê, mà Hồ Kim Tinh và Trần Dũng mặc dù ngán Trương Khắc, nhưng không phục, cố ý khoe khoang. Nghe bọn chúng nói, Trương Khắc biết hai tên này mua lượng lớn cổ phiếu của chế dược Giang Nguyên trước khi cho Hải Túc mượn xác, tính ra giá trị đã tăng lên hơn 7 lần, nhìn cái bộ mặt vênh váo đắc ý của bọn chúng, Trương Khắc thầm than, đúng là lũ phù phiếm, tùy tiện đem tin tức trọng yếu như thế tiết lộ cho đối thủ biết, sau này chết thế nào cũng không biết. Trương Khắc đoán ra được Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới và Hồ Tôn Khánh có giao dịch quyền tuyền, nhưng loại chuyện này khó nắm được thóp, dù chúng dùng rất nhiều thủ đoạn âm hiểm đằng sau, nhưng dưới tình huống hai bên chưa hoàn toàn trở mặt, Cẩm Hồ không thể chủ động đi phá hỏng thế cân bằng chính trị ở Cẩm Hồ. Trương Khắc nghĩ Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới thà nhét tiền trực tiếp vào mồm Hồ Tôn Khánh còn hơn là thông qua phương thức tiết lộ tin tức nội bộ chuyển lợi ích, dù sao thao tác ở Hải Túc rất quan trọng với bọn chúng. Đặc biệt là thời kỳ đầu phải khống chế tin tức nghiêm ngặt mới đảm bảo lợi ích lớn nhất cho bọn chúng, chẳng lẽ Hồ Tôn Khánh cũng là người hưởng lợi trực tiếp? Thời đó quan viên nắm cổ phần ở xí nghiệp là chuyện rất phổ biến, nếu Hồ Tôn Khánh nắm cổ phần ở Hải Túc, thì đó hẳn là lúc lập hạng mục khu sản nghiệp phần mềm, khi đó ông ta tỏ ra tích cực nhất. Còn Tiêu Minh Kiến, khi đó Tiêu Minh Kiến cũng là người ủng hộ mạnh mẽ. Muốn tra ra chứng cứ cũng khó, Hồ Tôn Khánh, Tiêu Minh Kiến không thể trực tiếp đặt cổ phần dưới tên mình. Trương Khắc nhíu chặt mày, người hơi nghiêng sang, nhìn thấy trước ngực Hồ Kim Tinh kẹp biển ghi giám đốc thực tập Tân Sáng Vực, thầm nghĩ Hồ Kim Tinh liệu có nhân cơ hội này vào Hải Túc hoặc Tinh Điển công tác không, sau đó bọn chúng dùng các thủ đoạn dần dần chuyển cổ phần thuộc sở hữu của Hồ Tôn Khánh sang tên Hồ Kim Tinh. Uống hết cà phê, rời đi, xe tới Tiến Y đến sân bay đã đợi sẵn, nhìn người đi đường ngạc nhiên nhìn mình vào chiếc Mercedes, Trương Khắc nghĩ hay là mình cũng đổi sang chiếc Maserati không mấy ai biết. Đợi hết Hong Kong cả Trung Thu và Quốc Khánh đều có một ngày nghỉ, thêm vào hai ngày nghỉ cuối tuần, mặc dù không thể so với tuần lễ Hoàng Kim trong nước cũng không tệ, đường Thanh đi đi về về rất rắc rối. Hơn nữa live show của Giang Đại Nhi cũng tổ chức vào Quốc Khánh ở Hong Kong, nên Trương Khắc sang Hong Kong tụ họp với đường Thanh, chỉ tiếc Trần Phi Dung phải về Hải Châu, không thể đi cùng cô tới Hong Kong được. Máy bay cất cánh ở Kiến Nghiệp vào lúc 6 giờ, tới Hong Kong làm thủ tục xuất cảnh xong thì đã gần 9 giờ rồi. Do Diệp Kiến Bân hôm sau bay sang Kim Sơn, Trương Khắc và Đường Thanh từ sân bay đi ra, trực tiếp tới ảnh Loan Viên, gặp mặt Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương luôn ở trong căn hộ cao cấp ở ảnh Loan Viên, Trương Khắc và Đường Thanh tới thẳng CLB4 của ảnh Loan Viên tìm bọn họ, ở đó không chỉ có hai bọn họ còn có Hứa Duy, Giang Đại Nhi và Lý Nguyệt Như cũng có mặt. Trương Khắc thấy trên bàn có điểm tâm, nhón một cái nhét vào miệng, vừa nhai vừa nhồm nhòm nói chẳng ai hiểu gì, nuốt cả miếng bánh xuống mới nói. Hôm nay đồ ăn tối Đông Hàng phục vụ như thức ăn của chó vậy, làm khó Phó Tuấn phải ăn cả phần của tôi đói sắp chết rồi. Lại nhìn Giang Đại Nhi tay cầm ly rượu vang, cười trêu, trên xe tôi còn bảo với Tiểu Thanh trước buổi biểu diễn nhất định không gặp được chị, quá nửa chị khóa cửa nhốt mình trong phòng khổ luyện, chị làm tôi thất vọng quá. Giang Đại Nhi đã uống chút rượu, mặt kiều diễm như hoa đào, lâu lắm rồi không gặp Trương Khắc, bị y nhìn như thế, ánh mắt theo bản năng muốn né tránh, cô vốn định luyện giọng trong phòng thu. Chỉ vì nghe thấy y tới mới đến đây uống rượu, mỉm cười dịu dàng không nói. Chào hỏi qua loa mọi người, lại đút mấy miếng bánh vài ly rượu vào bụng, thấy ấm ấp bụng rồi mới kéo Diệp Kiến Bân qua một bên nói chuyện, đem suy đoán Hồ Tôn Khánh khả năng nắm cổ phần ở khu sản nghiệp phần mềm nói ra. Hiện mọi người đều ở trong nước, không biết ai mặc quần, ai không mặc quần, đợi nước rút đi, những kẻ hở mông sẽ hiện nguyên hình. Diệp Kiến Bân nói rất hình tượng. Chỉ sợ những kẻ hở mông sẽ cố gắng ngăn nước rút đi. Trương Khắc hiểu ý hắn, thủy triều lên xuống, há phải sức người có thể ngăn cản, tôi thì hy vọng bọn chúng cố gắng chống đỡ lúc thủy triều rút, bọn chúng chống đỡ càng lâu, với chúng ta mà nói chuyện còn lại có khi càng dễ dàng. Chương 1118, Hồng Nha Họa Thủy. Thời gian qua biểu hiện của Hải Túc trên TTCK trong nước hết sức nổi bật, cổ phiếu tăng giá gấp bội, làm rất nhiều dân chơi cổ phiếu vừa và nhỏ tự oai oai. Trước kia mà mua một tờ cổ phiếu này thì giờ đã. Trương Khắc hiểu rõ hiện chưa tới lúc TTCK điên cuồng nhất, tạm gạt chuyện đó qua một bên, hỏi, đàm phán xong phương Trung, Mỹ có tin tức gì truyền ra chưa? Ai, cũng 13 năm rồi. Diệp Kiến Bân than, mới vừa rồi lão gia tử còn muốn đưa tôi vào ủy ban ngoại thương, đường đã giải xong.
chỉ là lúc này nghĩ thôi đã thấy sợ, giẫm một chân vào, nếu vì một chuyện thối tha thôi mà bị hành hạ 13 năm như thế, cuộc đời chẳng phải bi ai cực điểm sao? Làm gì quá mức thế, giờ chẳng phải nhìn thấy ánh bình minh rồi sao? Trương Khắc cười lớn, từ năm 1986 Trung Quốc chính thức đề xuất khôi phục địa vị Trung Quốc trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại giữa các nước, đàm phát suốt 13 năm trời rồi, GATT cũng đã bị WTO thay thế, hồi trước gọi là nhập quan, hiện giờ gọi là nhập thế. Kháng chiến cũng chỉ tốn 8 năm, mà nhập quan tốn mất 13 năm, tôi thấy, hiện giờ nói tới ánh bình minh còn sớm lắm. Đàm phán Trung Mỹ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, tùy tiện kiếm chút va chạm là ngừng đàm phán đợi đàm phán lại, bên Trung Quốc quyết tâm nhập thế càng lớn, khả năng bị phía Mỹ chèn ép càng cao. Diệp Kiến Bân lắc đầu. Việc gì cũng có hai mặt, thời cơ mẫn cảm, chính quyền Mỹ có khả năng nơi lỏng điều kiện thẩm tra kỹ thuật của Ti cho Trung Tinh Vi Tâm. Nếu mà đàm phán có lợi, lại có thể ký hiệp nghị mậu dịch song phương, tuyệt đối mà nói là tin tức tốt, nếu có thể. Chuyển nhượng cổ phần của âm nhạc trực tuyến có thể trì hoãn tới sau khi hiệp nghị chung, Mỹ đạt thành mới tiến hành, chúng ta có thể nắm nhiều quyền chủ động hơn. Diệp Kiến Bân đề nghị. Trương Khắc gật đầu. Cẩm Hồ trước đó cùng Ti ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên 25 micron và 18 micron đã ảnh hưởng tới đàm phán Trung Mỹ, thậm chí tổ đàm phán phía Trung Quốc thúc giục chính quyền Mỹ mau chóng thông qua thẩm duyệt kỹ thuật. Trung Mỹ có thể đạt thành hiệp nghị song phương hay không sẽ là bước quan trọng để Trung Quốc gia nhập WTO, cũng là bước đi có tính chất dấu mốc, có ảnh hưởng lớn mà sâu sắc. Trương Khắc còn nhớ sau khi tổ đàm phán tuyên bố đạt thành hiệp nghị song phương, ở các TTCK chủ yếu Âu Mỹ và Hong Kong, chứng khoán Trung Quốc tăng giá mạnh, làn sóng này nhanh chóng lan tới trong nước, mới khiến cổ phiếu công nghệ trong nước đón nhận đợt sóng điên cuồng mới, đợi sóng điên cuồng cuối cùng. Đương nhiên, đạt thành hiệp nghị song phương không phải là chuyện có tính ngẫu nhiên, và khả năng bị sự kiện ngẫu nhiên ảnh hưởng không lớn, ít nhất Cẩm Hồ không có sức xoay chuyển đại cục quan hệ kinh tế chung, Mỹ, Trương Khắc tin hai nước Trung Mỹ sẽ đạt thành hiệp nghị song phương vào cuối năm. Cơn bão tài chính châu Á ảnh hưởng tới kinh tế Hong Kong, đặc biệt là TTCK và địa ốc Hong Kong rất lớn, tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ảnh Loan Viên vì cải tạo tình hình tài vụ, đem một bộ phận căn hộ ra kinh doanh như khách sạn 5 sao. CLB nằm ở tầng 18 của ảnh Loan Viên, nơi này chỉ có khách ở tại ảnh Loan Viên mới có tư cách đi vào. Đám Trương Khắc ngồi trong góc đại sảnh CLB ngồi uống rượu tán gẫu, có thể nhìn nước biển dần chìm vào trong bóng đêm, đại sảnh rất yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào, Trương Khắc ngồi kề bên cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Đột nhiên thấy ánh sáng phía cửa vào tối lại, Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn, thấy có 7-8 người đi vào, đều là thanh niên trên 20, vóc người cao lớn, vạm vỡ. Lại có 3-4 người quen mặt, nhưng không nhớ ra bọn họ là ai. Đám người đó đứng ở cửa nhìn khắp đại sảnh một lượt, đại khái là nhìn thấy vẻ đẹp hớp hồn của Giang Đại Nhi và Đường Thanh, cho nên dù cả đại sảnh chẳng có mấy người, bọn chúng vẫn đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đám Trương Khắc. Vừa mới ngồi xuống đã tranh nhau hò hét gọi phục vụ mang rượu tới, giọng rất lớn, cười đùa chẳng coi ai ra gì, ồn ào làm Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhíu mày liên tục. Nghe nội dung bọn chúng ba hoa khoác lác, Trương Khắc liền nhớ ra vì sao thấy bọn chúng quen mắt như thế, thì ra bọn chúng là thành viên đội bóng đá Nam quốc gia đang luyện tập tại Thâm Quyến, chính là những ngôi sao bóng đá trong nước. Quốc Khánh sắp đến, Cục Thể dục Thể thao Hong Kong mời đội bóng đá Nam quốc gia tới Hong Kong đá một trận giao hữu. Trương Khắc mặc dù chẳng quan tâm tới bóng đá trong nước, nhưng truyền thông trong nước suốt ngày đang tin ngôi sao bóng đá, nên cũng thấy qua vài lần trên TV, báo chí. Mẹ nó chứ, mời chúng ta tới Hong Kong làm khỉ cho bọn chúng xem. Xem cho chúng ta ăn thứ bỏ mẹ gì, tưởng rằng chúng ta là ăn mày à, hoạt động ban đêm còn bắt chúng ta tự bỏ tiền. Có một tên thanh niên hơi lớn tuổi tóc húi cua duỗi người dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên tay ghế, trong tư thế của hắn, chẳng biết nên nói hắn đang nằm hay đang ngồi. Các anh em, mai đá đừng nể nang gì, đá chết cha chúng nó đi, ghi 18 bàn cho chúng nó biết ai mới là khỉ. Trương Khắc còn nhớ tên ngồi, nằm không ra nằm này họ Đan. Hình như là đội trưởng đội bóng địa phương của Thượng Hải, thường vào đội tuyển quốc gia, xem như một trong số ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất rồi, nhếch mép nói nhỏ với Diệp Kiến Bân, bằng vào đám người này mà Dương Vân còn kiến nghị với tôi sử dụng đội tuyển quốc gia quảng cáo cho Di Động Dòng D, nói Ái Đạt cũng có thể tài trợ thành lập một câu lạc bộ, tôi bảo hắn đi xem đá bóng mỗi tuần một trận, hắn xem được 4 trận thì về cúi đầu nhận sai với tôi. Cậu thật hung tàn, Diệp Kiến Bân bật cười, nhìn những kẻ kia cũng lắc đầu. Đám đó thì có đầu óc gì, thói xấu cả đống, toàn do nuông chiều mà ra.
Tên họ Đan kia tay đặt trên lưng ghế sofa còn vung vây lung tung, ngồi sau lưng hắn là Tôn Tĩnh Hương, chẳng biết có phải hắn cố ý không, chỉ thấy tay hắn sờ vào lưng cô. Tôn Tĩnh Hương bảo hắn bỏ tay ra, hắn còn bày ra vẻ mặt vô tội quay lại xin lỗi nhé, chẳng may động vào em, trông bọn em, có phải là từ nội địa tới không, làm quen một cái, sau này mọi người là bạn, thế nào? Anh tên Đan Chí Vĩ, hôm nay các em cứ gọi đồ, anh mời. Bắt chuyện với Tôn Tĩnh Hương, mắt thì lại đảo về phía Giang Đại Nhi và Đường Thành ngồi ở phía đối diện, Đường Thành kiều diễm như hoa như ngọc, khuôn mặt thanh thuần nhưng đôi dài quyến rũ, quả thực chẳng khác thuốc kích thích với nam nhân. Giang Đại Nhi đeo kính sẫm màu, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ làn da trắng mịn như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, mũi dọc dừa, cái cằm xinh xắn, dù không nhìn toàn dung mạo cũng có thể phán đoán là một tuyệt thế mỹ nữ. Hứa Duy mặt hơi cương nghị một chút, cũng là mỹ nhân đáng kể, Tôn Tĩnh Hương thành thục đầy đặn, khí chất nhàn nhã như hoa lan. Ánh mắt tên này loại bộ thẳng thừng hai nam nhân. Diệp Kiến Bân nhíu mày, đánh mắt về phía bảo vệ, bảo bọn họ cử một người tới, cảnh cáo tên đó an phận một chút. Một vệ sĩ đi tới, vỗ vai Đan Chí Vĩ nói, xin đừng quấy nhiễu các vị khách khác. Cái gì mà bảo quấy nhiễu, gặp đồng hương thân thiết một chút không được à? Đan Chí Vĩ chỉ nghĩ vệ sĩ mặc sơ mi dài tay chỉnh tề, cúc cài tới cổ kia là một nhân viên công tác của CLB, bực mình giáo huấn vệ sĩ tới chọc giận hắn, còn chỉ Tôn Tĩnh mông nói lớn, anh các bọn họ đi, xem tôi có quấy nhiễu bọn họ không. Chẳng may chạm vào một cái, tôi còn xin lỗi cô ấy rồi. Tôi có thể tố cáo anh quấy nhiễu tôi đấy. Mấy tên ngôi sao bóng đá đi cùng hắn đứng dậy giúp đỡ, con mắt nào của anh thấy bọn tôi quấy nhiễu người khác, hay sợ chúng tôi không có tiền trả, biết bọn tôi là ai không? Chương 1119, Hồng Nha Họa Thủy 2. Diệp Kiến Bân mặt đanh lại định đứng dậy giáo huấn mấy tên không có mắt này, Trương Khác vội giữ tay hắn lại, đánh mắt về phía Giang Đại Nhi, cần gì anh đích thân ra trận. Muốn đánh nhau cũng phải đợi sau khi Giang Đại Nhi đi đã. Live show của cô ngày kia tổ chức rồi, lúc này không thể để đám chó săn tin của Hong Kong có cơ hội tung tin không hay. Diệp Kiến Bân nhớ tới live show của Giang Đại Nhi là tâm huyết của Tôn Tĩnh Hương mấy năm qua, không thể tùy tiện phá hỏng, đành nhẫn nhịn, phất tay vào vệ sĩ lùi lại, không dây dưa với đám cầu thủ lưu manh này, ngồi lại cũng mất hứng nói, đổi chỗ nhé. Ừ, đổi chỗ khác đi. Trương Khác ngứa mắt với bản mặt của đám ngôi sao bóng đá trong nước, nếu thuận theo ý y thì phải tới và mỗi tên hai phát. Mới đỡ tức được. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh, Hứa Duy đứng dậy đi ra ngoài. Em là Giang Đại Nhi. Một tên cầu thủ ngồi gần cửa sổ nhận ra Giang Đại Nhi, bật dậy như lò xo, hưng phấn hô lên, cô ấy là Giang Đại Nhi, mọi người thấy không, người thật còn đẹp hơn cả trên TV nữa, con bé tiểu minh tinh mà anh chơi so với cô ấy chỉ là rác rưởi, đây mới là cực phẩm. Sao các em lại đi, anh là fan hâm mộ của em, có thể qua đây uống với anh một ly không? Giang Đại Nhi cúi đầu không để ý tới bọn chúng, theo đám Tôn Tĩnh Hương đi ra ngoài, bên này ồn ào quá mức, nhân viên CLB đi tới định can thiệp, tựa hồ nhận ra đám người này là ngôi sao bóng đá nội địa tới giao hữu, truyền thông Hong Kong tuyên truyền ầm ĩ, bọn họ hơi do dự, thấy sự thể không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đám Trương Khác hiển nhiên muốn bỏ đi cho yên chuyện, liền đứng yên quan sát diễn biến. Sao vội đi thế, cô bé bên cạnh kia có phải tiểu minh tinh mới vào nghề không? Trông rất hấp dẫn đấy. Chẳng lẽ mời các em uống rượu phải trả tiền phục vụ à, bao nhiêu tiền, 8 vạn hay 10 vạn, anh trả được hết. Tên đó muốn đuổi theo, Phó Tuấn bước tới đặt tay lên vai hắn, trầm giọng nói, đừng có tới Hong Kong bêu mặt. Nắm khớp vai hắn đẩy về ghế sofa. Đám ngôi sao bóng đá này ra ngoài uống rượu tán gái đã bao giờ chịu thua thiệt. Ỷ vào đông người cùng cơ thể vận động viên thể thao to khỏe, nhào tới muốn đánh Phó Tuấn. Trương Khác rời kiến nghiệp. Cơ bản trừ Phó Tuấn đều có thêm 2-3 vệ sĩ khác, Diệp Kiến Bân cũng có vệ sĩ đi theo, Giang Đại Nhi hiện ở Hong Kong danh tiếng rất cao, chẳng phải lo an toàn mà mang vệ sĩ là để phòng có người hâm mộ nhận ra cần vệ sĩ duy trì trật tự còn kịp thời rời đi. Đám Trương Khác ngồi trong góc nói chuyện, vệ sĩ tất nhiên không thể tới quá gần gây trở ngại bọn họ nói chuyện, lúc này thấy có kẻ gây sự, đều kéo cả tới. Bọn chúng có thằng chó nào dám ra tay trước, đánh gãy chân cho tôi. Xem ngày mai bọn chúng ghi 18 bàn hay bị ghi 18 bàn. Trương Khác mặt âm trầm, bóng đá nam thối nát, kiếp trước y chỉ có thể nhịn, nhịn hơn 10 năm, lúc này chất nhiên không nể nang gì bọn chúng. Phó Tuấn tóm lấy cổ tay tên tóm cổ áo mình, nghe Trương Khác nói thế dùng sức bóp mạnh, làm tên đó kêu oai oái. Đám cầu thủ này giờ mới biết thế nào mới là người đông thế mạnh,
Nghe Trương Khác giọng tàn nhẫn như thế, trong lòng hơi ngán, đánh nhau, người khác gãy chân gãy tay cùng lắm là nghỉ mấy tháng, còn bọn chúng tiền đồ hủy hết luôn, bị Trương Khác dọa như thế, cũng bị số đông vệ sĩ chuyên nghiệp làm sợ hãi, đám cầu thủ không dám ra tay. Thấy đám cầu thủ này không dám ra tay, oán hận Trương Khác vẫn không nguôi, bóng đá Trung Quốc bị đám khốn kiếp này làm thành ra như thế, vậy mà tên nào tên nấy ví căng phòng, cau mày lại bảo Phó Tuấn, anh cầm danh thiếp của giám đốc Diệp đi tìm phía khách sạn, hỏi xem đám người này có tư cách gì mở trong ảnh loan viên, hy vọng bọn họ nghĩ tới những người khách khác, trục xuất hết đám rác rưởi này đi. Nếu bọn họ từ chối, nói với phía khách sạn, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ tính chuyện mua ảnh loan viên. Ném lại câu này xong đám Trương Khác bỏ đi. Ra khỏi CLB, Diệp Kiến Bân không giận đám rác rưởi kia nữa, cười mắng Trương Khác, tên tiểu tử cậu thích ra vẻ oai phong, vì sao lấy danh thiếp của tôi ra đuổi người. Người ta muốn sàm sỡ chị Tôn mà. Trương Khác cười cợt nói, hơn nữa danh thiếp của tôi lấy ra không có tác dụng. Thực sự muốn đuổi bọn họ đi sao? Vào thang máy, Giang Đại Nhi bỏ kính xuống, nghi hoặc hỏi, đâu cần làm lớn chuyện như thế. Tiểu cô nương đúng là ngây thơ. Diệp Kiến Bân cười lớn, đám rác rưởi đó là do chính quyền Hong Kong mời sang đấy, làm sao tôi nói đuổi là đuổi được. Cho cô 5 phút, đoán xem tên tiểu tử Trương Khác này có mưu đồ gì. Trương Khác rất giỏi mưu ma trước quỷ. Đường Thanh ôm cánh tay Trương Khác, nói với Giang Đại Nhi, bọn chúng ngày mai đá với đội Hong Kong, đuổi không được chúng, nhưng có thể hành chúng cả đêm ngủ không yên, xem mai ai lấy rổ đựng bóng. Tôi đâu có xấu xa như mọi người nói. Trương Khác kêu oan tài trời, nhưng miệng cười hết sức quỷ dị, nếu ngày mai đội bóng đá quốc gia thua, kiếm vài phóng viên viết bài chất vấn bọn chúng có phải tham gia cá độ bóng đá không, nếu không kết quả làm sao tệ như thế. Thế mà cậu còn ra vẻ vô tội được. Diệp Kiến Bân tròn mắt, nhưng lại nói, đám rác rưởi này đúng là cần có người xử lý. Bọn họ không đi tìm chỗ khác uống rượu, mà tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông ở ảnh loan viên, có cả quầy ba nhỏ, bọn họ ở trong phòng uống rượu tán gẫu, nửa tiếng ao Phó Tuấn tới nói Tạ Viễn Long Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá muốn tới xin lỗi. Không gặp, anh Diệp đâu có giao tình gì với ông ta. Trương Khác phất tay, chị Tôn bị ủy khuất còn chưa nguôi giận kìa. Phó Tuấn thấy Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân vẫn ngồi đó trò chuyện vui vẻ, Trương Khác đã nói thế rồi, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, lấy lời Trương Khác từ chối Tạ Viễn Long tới xin lỗi, còn muốn tiếp tục ép phía khách sạn đuổi người. Thực tế mà nói chuyện đúng là do mấy tên ngôi sao bóng đá gây lên, hơn nữa hành vi thô bỉ như lưu manh của bọn chúng khiến phía khách sạn căm ghét, nếu đuổi được chúng, khách sạn tất nhiên không giữ, nhưng những kẻ này không thể đuổi đi được. Quản lý khách sạn cũng lo Thương vụ Cẩm Hồ mua ảnh loan viên thật. Tới lúc đó bọn họ thành người làm công cho Thương vụ Cẩm Hồ rồi. Phía khách sạn liền trực tiếp đẩy cho Cục Thể dục Thể thao đã mời đội bóng nam tới, muốn bọn họ phải quan viên tới điều đình, nếu không bọn họ chỉ có cách đuổi người bảo vệ lợi ích của những khách khác. Đã quá 10 giờ rồi, quan viên Cục Thể dục Thể thao làm gì còn ai trực ở đơn vị, nên liên lạc nhân viên công tác phụ trách chiêu đãi đội bóng trước, thấy cả Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá bị từ chối rồi, chẳng tới để người ta xua đuổi nữa. Liền phản ánh tình hình với Tào Chi Khanh Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao. Nhân viên công tác bình thường không biết Thương vụ Cẩm Hồ, chứ Tào Chi Khanh biết Tổng Giám đốc Thương vụ Cẩm Hồ là Diệp Kiến Bân cháu của Diệp Chăn Dân, hiện vẫn mang danh Phó Chủ nhiệm Phòng Liên lạc TW trú ở Hong Kong. Hơn nữa giới truyền thông Hong Kong vốn có ý kiến về trận giao hữu bóng đá do Cục Thể dục Thể thao tổ chức này, nếu để xảy ra xì căng đan đội bóng quốc gia vì hành vi không thích hợp bị đuổi khỏi khách sạn, Cục Thể dục Thể thao lại chẳng bị chửi cho thối mặt. Tào Chi Khanh không dám chậm trễ, ngay lập tức tới ảnh loan viên, lúc này đã là 12 giờ hơn. Tạ Viễn Long muốn tới nơi xin lỗi bị từ chối, phía khách sạn lại chính thức thông báo muốn bọn họ chuyển chỗ ở, tức tìm mặt, gọi ban huấn luyện tới chửi một trận, cảnh cáo ban huấn luyện, nếu nay mất mặt tới mức bị đuổi khỏi ảnh loan viên, thì đám huấn luyện này về sau đừng kiếm ăn trong làng bóng đá nữa. Chương 1120, live show của Giang Đại Nhi 1. Mấy thành viên BHL gọi đám cầu thủ vào phòng, chửi mắng uy hiếp trở về sẽ treo giày vĩnh viễn kẻ gây sự, yêu cầu bọn chúng đứng trong phòng kiểm điểm, một mặt đợi phía Hong Kong phái người tới phối hợp giải quyết vấn đề. Nếu hôm nay để liên lụy Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đã bị đuổi khỏi khách sạn, hậu quả không dám tưởng tượng, trong nước người nhắm vào ghế BHL đội tuyển quốc gia rất nhiều. Tào Chí Khanh tới nơi xin lỗi được vào, Tạ Viễn Long vẫn bị từ chối, ông ta trong lòng càng căm hận, nhưng Diệp gia quyền thế lớn. Tạ Viễn Long không thể làm gì, đem hết lửa giận chút lên đám ngôi sao bóng đá, đích thân ra trận giáo dục tư tưởng cho cầu thủ đội tuyển quốc gia.
Tào Chí Khanh đi xin lỗi quay về, tới phòng Tạ Viễn Long nói cho ông ta kết quả, đối phương không đòi khách sạn đuổi cả đội bóng đi nữa, nhưng nhất định không cho những kẻ gây sự kia ở lại. Hay là bảo bọn họ tới phòng cầu thủ khác ở tạm, mai còn thi đấu. Thành viên BHL kiến nghị. Bọn chúng còn mặt mũi nào thi đấu nữa, cho bọn chúng vào một phòng, viết kiểm điểm ngay trong đêm cho tôi, viết đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Tạ Viễn Long căn bản không coi trọng trận đấu này, trong mắt ông ta, dù có phải đội ba ra cũng dễ dàng thắng đội Hong Kong, ông ta không dễ dàng tha cho đám gây chuyện như thế, phải lợi dụng cơ hội lập quyền uy trong làng bóng đá. Tới hơn 2 giờ chuyện mới lắng xuống đôi chút, chỉ là không ai biết có di chứng gì để lại không, lúc NA còn ai ngủ nổi nữa. Sáng hôm sau khách sạn từ chối cung cấp bữa ăn miễn phí, một bữa sáng kiểu Tây thu thêm 180 đô la Hồng Kông, với đám ngôi sao bóng đá tiền là chuyện nhỏ, chỉ là sĩ khí bị hủy hoại ghê gớm. Diệp Kiến Bân sáng sớm phải bay sang Kim Sơn, khi rời ảnh Loan Viên, nhìn đám ngôi sao bóng đá lên xe đi thi đấu, thầm nghĩ với bộ dạng bọn chúng thế này đá thắng mới lạ. Tới Kim Sơn đã là 12 giờ, Diệp Kiến Bân vẫn nhớ trận bóng, vừa xuống máy bay là gọi điện hỏi. 3-0, Trương Khắc cười rất vui, đội Hong Kong thắng đội quốc gia 3-0, kết quả này anh đã hài lòng chưa? Tôi có gì mà hài lòng hay không? Diệp Kiến Bân cười lớn, tôi chỉ nghĩ, chọc ai chứ đừng chọc vào cậu, đám cậu thủ và hiệp hội bóng đá này về nước đợi giới truyền thông oanh tạc đi. Không quên thêm một câu, còn nữa, tôi nói cho cậu biết. Thích thể hiện uy phong trước mặt tiểu cô nương thì tùy, đừng có lấy tính hương ra làm cớ. Vừa nói xong thì nghe phía bên kia truyền tới tiếng cười của Giang Đại Nhi, Diệp Kiến Bân lắc đầu, Giang Đại Nhi và Trương Khắc quen nhau cũng được 4,5 năm rồi, giữa bọn họ có nghiệt duyên hay không, chỉ trời mới biết. Giang Đại Nhi là cô gái biết yêu muộn, vào đại học rồi mà với chuyện nam nữ còn rất ngây thơ, thường xuyên bị đám Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng trêu nữ sinh cao trung không thầm yêu ai thì quá bi thảm. Tối qua Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng bay sang Hong Kong, bốn cô gái lại chui vào một gian phòng giống như thời đại học, hưng phấn trò chuyện cuộc đời sinh viên, cuối cùng Tôn Tĩnh Hương tức điên tới đuổi Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Hứa Duy sang phòng khác ngủ, tránh Giang Đại Nhi hôm sau không giữ được trạng thái hưng phấn cần thiết. Ký ức như một dòng suối bị khơi ra, nó đã chảy rồi khó mà ngăn lại được, Giang Đại Nhi đột nhiên cảm thấy ký ức mùa đông năm 94 ấy là khó quên nhất, bốn người chen chúc trong chiếc xe chật. Cách lớp vải mỏng manh, mông cọ sát đùi Trương Khắc. Đã sắp 5 năm trôi qua, ký ức vẫn còn như mới, như ngày nào ngồi sát bên nhau, tư vị đó mỹ diệu không nói lên lời, tưởng tượng đôi tay ôm trước ngực là đôi tay của một người khác. Giang Đại Nhi biết từ sau mùa đông đó, mình giống như đóa hoa nở rộn, không còn là thiếu nữ chưa biết yêu nữa. Có lẽ mối tính chớm nở đó giống như sự mến thương, giống như thiện cảm không rõ ràng của một cô thiếu nữ, thời gian trôi đi. Mối tình chớm nở đó có lẽ sẽ phai nhạt dần, tựa như đám mây bay qua trước mắt, khi nhớ lại sẽ cảm thấy bản thân ngây thơ buồn cười, có lẽ nó âm thầm lặng lẽ ngấm vào xương tủy, tạo thành dấu ấn cả đời không thể phai mờ. Dòng ký ức tiếp tục chảy, mùa hè năm 95 đơn thuần mà vui vẻ, bị xô đẩy thành cô gái quảng cáo, được gặp Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Tôn Tĩnh Hương, Diệp Kiến Bân. 2 năm trước, trong hoàng hôn ở Hong Kong, nhìn thấy Trương Khắc và Hứa Tư ôm nhau trong mưa rời đi. Ấn tượng và cảm giác trở nên hỗn loạn, 2 năm qua chỉ biết theo đuổi ước mơ, không có thời gian suy nghĩ tới thứ vùi sâu tận đáy lòng, nhìn lại, tựa hồ bị rêu xanh phủ kín rồi. Mỗi lần ở bên cạnh người đó, trong lòng luôn khao khát mãi mãi ở bên nhau, nhưng... Giang Đại Nhi nhìn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thầm nghĩ y có lẽ đã thuộc về rất nhiều nữ nhân rồi. Vừa hưng phấn về cuộc biểu diễn sắp tới, lại nhớ về từng chút một chuyện xảy ra mấy năm qua. Tới 2 giờ sáng Giang Đại Nhi mới miễn cưỡng ngủ được, hôm sau tỉnh lại, tập trung toàn bộ tinh thần cho bước chuẩn bị cuối cùng trước buổi biểu diễn, không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác nữa. Khi bán vé, rất nhiều người đã mang ghế hoặc cả lều tới xếp hàng trước cả một ngày rồi, nghe nói vé chợ đen đã bán với giá gấp 7 lần, mặc dù đã biểu diễn rất nhiều lần, nhưng live show cá nhân thì là lần đầu tiên, đây gần như là bước đi tới đỉnh cao phải qua với mỗi một ca sĩ thành công. Trước buổi tối, Giang Đại Nhi theo Tôn Tĩnh Hương, Hứa Duy và rất nhiều nhân viên công tác tới nơi biểu diễn chuẩn bị, Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng cũng tới thẳng hậu đài, bọn họ tới Hong Kong là để chứng kiến sự thành công của cô bản thân, cho dù thấy giọng ca Giang Đại Nhi mê người đến đâu, cảm giác vẫn khác với fan hâm mộ bình thường. Còn có cả Giang Đào cha Giang Đại Nhi đặc biệt từ Huệ Sơn tới, mặc dù chẳng giúp được gì, nhưng đứng sau sân khấu nhìn người khác bận rộn chuẩn bị cũng hết sức vui, đến khi sắp biểu diễn mới ra phía trước chuẩn bị nghe con gái hát.
Lý Nguyệt Như mấy năm qua theo con gái bôn ba, càng ngày càng giống một quản lý rồi, còn rất chuyên nghiệp, còn làm công tác chuẩn bị tâm lý cho con trước khi biểu diễn. Giang Đại Nhi lấy di động trong túi mẹ ra xem thời gian, buổi biểu diễn tới gần từng phút một, người đó còn chưa xuất hiện ở hậu đài, chẳng lẽ y sẽ hiền lành trà trộn vào đám fan hâm mộ xem biểu diễn sao? Cho dù là thế cũng nên ra hậu đài chào một tiếng chứ. Có phải khẩn trương lắm không? Lệnh Tiểu Yến thấy Giang Đại Nhi liên tục xem đồng hồ, hỏi. Vẫn ổn, Giang Đại Nhi cười gượng. Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị mở ra, Đường Thanh và Thịnh Hạ thò đầu vào nhìn rồi lách vào. Lệnh Tiểu Yến chú ý thấy ánh mắt Giang Đại Nhi sáng lên mừng rỡ, nhưng khi thấy chỉ có Đường Thanh và Thịnh Hạ, liền ảm đạm đi một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đang chờ tên đó. Qua, chị Đại Nhi hôm nay thật lộng lẫy. Đường Thanh thấy Giang Đại Nhi đã thay y phục biểu diễn, hưng phấn reo lên, bọn em sắp đi rồi, đột nhiên nhận được điện thoại, Tiêu Tấn Thành tới khách sạn bàn việc, em đành đi trước, Trương Khắc có thể muộn một chút mới tới được, bạn ấy nhờ em đưa chị một tờ giấy. Ồ, Giang Đại Nhi chẳng biết Trương Khắc có thể viết gì để bạn gái đưa tới cho mình, mở giấy ra nhìn bật cười mắng một câu, cái tên này. Rồi không để ý tới y nữa, chuyên tâm chuẩn bị lên sân khấu. Lệnh Tiểu Yến nghiêng đầu qua nhìn tờ giấy đặt trên bàn trang điểm, thấy viết, đừng đợi tôi, mọi người bắt đầu trước đi. Cô cũng không nhịn được cười, y tưởng là ăn tối hay sao chứ? Chương 1121, live show của Giang Đại Nhi 2. Tiêu Tấn Thành tới bàn việc đúng là rất quan trọng. Hạ tuần tháng 7, Cẩm Hồ kết thúc phụ kiện với AIAA, căn cứ vào nội dung hiệp nghị hòa giải, Cẩm Hồ sẽ tăng cường kỹ thuật bảo mật nghiêm ngặt với ePlayer bán ở Mỹ, chói chặt phần cứng của ePlayer và trang web âm nhạc toàn cầu lại với nhau. Như thế lại hình thành mâu thuẫn mới. Trừ Toshiba và CQ nắm cổ phần ở âm nhạc toàn cầu, những nhà sản xuất khác ở Bắc Mỹ được Cẩm Hồ cấp quyền không chỉ hạn chế bởi tài chính, còn hạn chế bởi hiệp nghị phụ với Cẩm Hồ, không thể lập trang web âm nhạc khác ngoài âm nhạc toàn cầu. Những người lập trang web tải nhạc chính bản khác vì không được phần cứng của ePlayer hỗ trợ, căn bản không thể cạnh tranh với âm nhạc toàn cầu. Cẩm Hồ nắm cổ phần tuyệt đối ở âm nhạc toàn cầu, thế là thành hiểm nghi kinh doanh độc quyền. Cho dù đang trong tuần trăng mật hợp tác với CQ và Toshiba, bọn họ cũng sinh cảnh giác với Cẩm Hồ. Có những vụ kiện phải theo, có vụ kiện lại phải tránh trước, muốn cắm rễ ở thị trường Bắc Mỹ, phải chủ động thích ứng với hoàn cảnh pháp luật và thị trường của Bắc Mỹ. Sau khi hòa giải với AIAA, Trương Khắc quyết định chủ động bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối với âm nhạc trực tuyến. Cẩm Hồ có thể chuyển nhượng 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đi. Cổ phần sẽ không chuyển nhượng cho Toshiba và CQ, tránh cho hai công ty này tranh quyền khống chế, cũng không thể chuyển nhượng cho doanh nghiệp phần cứng khác, tránh tự tạo thêm đối cạnh tranh. Trước đó đã báo giá với Amazon, nhưng Amazon muốn mua toàn bộ cổ phần của Cẩm Hồ ở âm nhạc toàn cầu. Đương nhiên Cẩm Hồ tuyệt đối không chấp nhận điều kiện này, nên không cần đàm phán sâu hơn. Trương Khắc đang chuẩn bị đi xem Giang Đại Nhi biểu diễn thì nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành, Microsoft vừa chính thức đề xuất muốn mua 30% cổ phần của Cẩm Hồ ở âm nhạc trực tuyến. Nhưng Microsoft yêu cầu được cấp quyền ePlayer, mà quyền hạn phải ngang với CQ. Đây đúng là sự kiện đột phát trọng yếu, không thể nói qua điện thoại được, Trương Khắc liền bảo Tiêu Tấn Thành tới thẳng khách sạn. Còn thông báo cho Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe thảo luận nhanh chuyện này, không kịp đi xem live show của Giang Đại Nhi nữa, phái người đưa Đường Thanh và Thịnh Hạ đi trước. Microsoft đột nhiên đưa ra thiện chí, làm cao tầng Cẩm Hồ vừa mừng vừa sợ. Microsoft từ khi đưa ra hệ điều hành Windows 95 nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường PC, cuối cùng xác lập nên địa vị bá chủ ở lĩnh vực hệ điều hành và công cụ phần mềm văn phòng, lúc này giá trị Microsoft đã trên 120 tỷ đô la Mỹ. Bill Gates dựa vào cổ phần ở Microsoft đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới. Trong mắt người thường, địa vị và ảnh hưởng của Microsoft hơn xa ti. Microsoft nếu hợp tác với Cẩm Hồ, tin tức này tùy tiện đem về nước đăng lên, tuyệt đối là sự kiện kinh tế trọng yếu khiến giới truyền thông và người dân nổ tung. Vừa vui mừng nhưng cũng không thiếu lo lắng, Microsoft không phải một công ty chỉ thỏa mãn với lũng đoạn thị trường hệ điều hành PC. Mấy năm qua dựa vào sách lược tiêu thụ, Microsoft tiến hành thẩm thấp phương hướng công cụ phần mềm văn phòng, đánh tới đâu thắng tới đó, khiến cho trong giới phần mềm lưu hành một câu thế này, vĩnh viễn đừng làm chuyện Microsoft muốn làm. Lần này Microsoft trừ muốn bước chân vào thị trường âm nhạc trực tuyến, còn yêu cầu Cẩm Hồ chuyển nhượng kỹ thuật ePlayer, có nghĩa là bọn họ muốn tiến quân vào lĩnh vực điện tử tiêu dùng.
nếu đồng ý hợp tác với Microsoft có tính là dẫn sói vào nhà không? Trong cuộc họp điện thoại đột xuất, Tô Tân Đông không ngại nói thẳng lo lắng của mình. Hiện nay Bắc Mỹ đã là thị trường trọng yếu nhất tiêu thụ e-player. Ở lĩnh vực máy phát nhạc số, so với Bắc Mỹ thì Toshiba càng coi trọng kinh doanh thị trường trong nước. C. Q mặc dù đặt trong tâm kinh doanh ở Âu Mỹ, nhưng bọn họ không có kỹ thuật hạch tâm, ỷ lại nghiêm trọng vào phần cứng và nền tảng mạng của Cẩm Hồ, đồng thời quy mô tài chính của C. Q cũng định sẵn trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp thực sự của Cẩm Hồ ở thị trường Bắc Mỹ. Lúc này Microsoft xen một chân vào, bọn họ là uy hiếp thực sự của Cẩm Hồ. Từ chối Microsoft cũng không phải chuyện hay. Do hạn chế kỹ thuật nên có tiếng xè xè khi gọi điện, giọng Trần Tín Sinh nghe hơi khàn. Vì mau chóng phổ biến kỹ thuật e-player đột phá vòng vây của doanh nghiệp MD Nhật, Cẩm Hồ tiến hành cấp quyền rộng khắp trên toàn cầu. Bất kỳ chuyện gì có lợi cũng có hại, cấp quyền kỹ thuật rộng rãi làm thị trường e-player mở rộng nhanh chóng, đồng thời chỗ ưu việt của e-player so với MD cũng rất rõ ràng. Nhưng Cẩm Hồ không nắm quyền chủ đạo kỹ thuật được nữa, Microsoft chỉ cần mua được một công ty được cấp quyền là có thể vòng qua sự phong tỏa của Cẩm Hồ. Ngoài ra, với địa vị bá chủ trong ngành nghề của mình, Microsoft có thể cung cấp dịch vụ tải âm nhạc chính bản. Microsoft có thể dễ dàng mô phỏng mô hình của Cẩm Hồ, hơn nữa âm nhạc trực tuyến còn xa mới có thể tính là ăn sâu bén rẽ, có qua được đả kích của Microsoft hay không khó mà biết. Một mâu thuẫn lớn như thế bày ra trước mắt, cuộc họp điện thoại đơn giản không thể đưa ra kết quả cuối cùng, chỉ có thể trước tiên thăm dò quyết tâm của Microsoft báo ra một cái giá bọn họ khó chấp nhận xem sao. Nếu Microsoft chấp nhận bỏ 900 triệu đô la Mỹ mua 30% cổ phần âm nhạc trực tuyến, nếu có vấn đề gì để lại, chúng ta chùi đít sau. Trương Khắc quyết định, nếu Microsoft cảm thấy giá của chúng ta quá cao, không sao hết, mọi người có thể ngồi xuống thong thả bàn. Kết thúc cuộc họp, Trương Khắc xem đồng hồ, buổi biểu diễn của Giang Đại Nhi đã tiến hành được một lúc rồi, bảo Tiêu Tấn Thành, tôi nhận lời tới xem live show, hiện phải đến nghe đoạn cuối, mời anh đi cùng luôn. Giờ này chắc sắp kết thúc rồi. Tiêu Tấn Thành nói thế nhưng vẫn chui vào xe Trương Khắc tới nơi biểu diễn, vợ con hắn cũng đi xem, nên vừa vặn tới đó đón về. Trương Khắc cười hỏi, không biết Microsoft nghe chúng ta báo giá sẽ có cảm giác gì nhỉ? Bán 30% cổ phần âm nhạc trực tuyến với giá 900 triệu đô la Mỹ, Tiêu Tấn Thành cho dù muốn xẻo Microsoft một miếng thật lớn cũng không muốn đưa ra cái giá cao như vậy, lo báo cái giá này chọc giận Microsoft. Khiến bọn họ dùng sách lược thương nghiệp đối kháng, như thế sẽ có một đối thủ cạnh tranh uy hiếp nhất ở Bắc Mỹ. Ra giá trên trời, trả giá dưới đất mà, tôi thà để bọn họ có ấn tượng Cẩm Hồ là con sư tử tham lam còn hơn là con cừu ngoan ngoãn. Trương Khắc thì chẳng lo lắng, điểm mạnh của Microsoft là phần mềm chứ không phải lĩnh vực điện tử tiêu dùng, so với lo vè Microsoft chẳng bằng lo Apple dựa vào máy nghe nhạc số chấn hưng trở lại. Trong trí nhớ của Trương Khắc, Microsoft tiến vào lĩnh vực điện tử tiêu dùng sau năm 2001, di động, máy nghe nhạc số, máy chơi game đều có chút thành tích, sự tham gia của Microsoft lại còn có thể áp chế sự quật khởi của Apple trong tương lai. Trong nội tâm Trương Khắc hoan nghênh Microsoft, nhưng không thể lấy lý do này giải thích cho mọi người được. Tới nơi tổ chức biểu diễn thì đã gần kết thúc rồi, xe đi vào bãi đỗ đã nghe thấy tiếng reo hò của fan hâm mộ, không khí náo nhiệt như muốn thổi tung cả nóng nhà. Trương Khắc không liên lạc được với Đường Thanh, khả năng tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc tiếng hò reo rầm trời kia lấn át rồi, ở đó có vệ sĩ đu cùng chú ý an toàn cho họ, không có vấn đề gì phải lo. Hiện trường sôi động như thế, Trương Khắc cũng chẳng có cách nào tìm được Đường Thanh, đành gọi điện cho Hứa Duy để cô phái nhân viên ra dẫn bọn họ vào hậu đài, đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi tính. Tiêu Tấn Thành ưa náo nhiệt, từ hậu đài lẻn ra phía trước, ít nhất cũng nghe được vài bài nữa. Trương Khắc hôm qua ăn cơm còn thề sống thề chết muốn tới cổ vũ cho Giang Đại Nhi, không ngờ bị chuyện làm lỡ tới giờ mới đến được, đành đợi Giang Đại Nhi về đổi bộ trang phục cuối cùng nói vài câu, coi như không thất hứa. Chương 1122, ai bảo mày cởi áo con bà? Còn một bài nữa là kết thúc, Giang Đại Nhi lui về hậu đài thay trang phục, nhìn thấy Trương Khắc trong phòng hóa trang vẫy tay, nhưng thời gian thay trang phục giữa buổi biểu diễn rất ngắn, phải hóa trang, phải điều chỉnh tâm trạng trước khi hát. Làm gì có thời gian nói chuyện. Nhìn thấy nhân viên công tác bận rối rít, Trương Khắc không tới gây thêm rắc rối nữa, lui khỏi phòng hóa trang tới con đường từ hậu đài thông lên sân khấu, có đó có cửa, rèm ngăn cách, mở cửa ra có thể nhìn xem biểu diễn. Á, cậu ở đây à? Giang Đại Nhi thay trang phục xong đi ra sân khấu, bắt gặp Trương Khắc.
Trang phục cuối cùng của cô là chiếc áo tê, sất lệch một bên che quá mông, chỉ là hoa văn trên áo hơi quái dị, không biết khu thẩm mỹ của thiết kế trang phục kiểu gì. Từ từ đã, Trương Khác đột nhiên ý thức được phục trang của Giang Đại Nhi không ổn, kéo ngay cô lại, mau cởi áo ra, mặc áo sơ mi của tôi lên biểu diễn. Mau chóng cởi áo của mình ra, nhưng Giang Đại Nhi vẫn ngây ra đó, thời gian eo hẹp, bên ngoài đã gọi cô ra biểu diễn, trong lúc cấp bách, kéo rèm xuống che mình và Giang Đại Nhi đi, đích thân cởi áo của cô ra. Giang Đại Nhi luống cuống, đứng như trời trồng để Trương Khác cởi áo, mất mấy giây mới ý thức được đưa hai tay che ngực chỉ mặc mỗi áo lót. Sao còn chưa lên, Tôn Tĩnh Mông, Lý Nguyệt Như, Hứa Duy nghe bên ngoài hò hét gọi tên Giang Đại Nhi không ngớt, từ phòng hóa trang chạy tới không thấy Giang Đại Nhi, không thấy Trương Khác, chỉ thấy sau màn vải rung rinh kịch liệt. Lý Nguyệt Như đi tới kéo rèm lên, chỉ thấy con gái tay ôm trước ngực giãy giụa, bị Trương Khác ôm vào lòng, còn đang luống cuống chân tay muốn cởi áo lót con gái mình ra, y để thân trần, trên người con gái khoác một cái áo sơ mi, cổ áo mở rộng, chẳng khác khỏa thân bao nhiêu, áo lót lệch sang một bên, bầu vú mơn mởn lộ ra quá nửa, phần nào thấy cả núm vú hồng hồng. Lúc này fan hâm mộ bên ngoài đang đồng thanh hô, Giang Đại Nhi, Giang Đại Nhi. Lý Nguyệt Như thấy con gái bị ức hiếp như thế, lửa giật, phừng, một cái ngụt ngụt bốc lên, hai tay cào vào mặt Trương Khác, thằng xúc sinh, nữ nhân nào mày không chơi được, chỉ biết tới bắt nạt Đại Nhi nhà bà. Trương Khác đang giúp Giang Đại Nhi mặc y phục, nào ngờ mẹ cô đột nhiên xông vào cào mặt mình, tay y còn nắm tay Giang Đại Nhi cho vào tay áo sơ mi, không kịp che mặt mình, bị cào thấy mặt ran rát. Nhìn Lý Nguyệt Như bổ tới như con hổ cái, Trương Khác hoảng sợ bỏ chạy, nấp vào phòng hóa trang còn không quên hướng về phía Giang Đại Nhi hét, mau mặc y phục lên sân khấu. Rồi khóa nghiến cửa phòng lại, y thực sự sợ con hổ điên xông vào. Tôn Tĩnh Hương biết chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, động tác vừa rồi bọn họ nhìn thấy vừa có thể lý giải là Trương Khác đang phi lễ với Giang Đại Nhi, cũng có thể hiểu là Trương Khác muốn đem áo sơ mi của mình cho Giang Đại Nhi mặc, thầm nghĩ Trương Khác có tệ tới đâu cũng không giở trò với Giang Đại Nhi vào lúc này, vội cùng Hứa Duy tới giữ lấy Lý Nguyệt Như đang rơi vào trạng thái phát cuồng. Giang Đại Nhi tới giờ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, Trương Khác cởi áo cô chỉ phản kháng theo bản năng, đa phần thấy thời gian và địa điểm không thích hợp, chứ chẳng phản cảm gì, nhìn Trương Khác cuống cuồng chạy vào phòng hóa trang, không nhịn được cười, có lẽ cậu ấy cảm thấy mình mặc áo sơ mi lên biểu diễn hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng để ý tới chiếc tê, sất phứt dưới chân, vội vàng cài cúc áo chuẩn bị lên sân khấu. Chiếc áo sơ mi còn cách gối tới 15cm, vừa vặn che đi mép váy, lộ ra cặp đùi miên man tuyệt diễm, hết sức gợi cảm. Giang Đại Nhi chưa bao giờ mặc gợi cảm như thế lên sân khấu biểu diễn, có hơi xấu hổ, nghĩ Trương Khác muốn mình mặc như vậy, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, không bận tâm tới mẹ đang chửi mắng Trương Khác, bước lên sân khấu. Toàn bộ hội trường tức thì nổ tung trong tiếng vỗ tay. Thịnh Hạ ở phía dưới nhìn trang phục gợi cảm vô cùng của Giang Đại Nhi há hốc mồm, vì cái áo sơ mi kia quen quen, chẳng phải cái áo Trương Khác hay sao? Cô biết Trương Khác phong lưu, quan hệ của y với Hứa Tư, gần như là một bí mật công khai rồi, cuối năm ngoái Địch Đan Thanh liều mạng đỡ cho y một dao, tựa hồ cũng vượt quá lòng trung thành của cấp dưới với ông chủ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên khốn kiếp này lúc cầu thả với Giang Đại Nhi có nghĩ tới bạn gái chính thức của y dưới sân khấu xem biểu diễn không? Thịnh Hà lo lắng nhìn Đường Thanh mỉm cười, không còn tâm tình nào ngồi xem biểu diễn nữa, nói với Thịnh Hạ, chúng ta ra hậu đài xem đi, khả năng có chuyện xảy ra rồi. Hậu đài cũng đang nổ tung. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tới hậu đài trước chuẩn bị chúc mừng Giang Đại Nhi, bọn họ vừa mới tới phòng hóa trang thì thấy Trương Khác mình trần khốn đốn chạy vào, mặt còn bị cào mấy vết máu, bên ngoài phòng loáng thoáng truyền tới tiếng chửi của mẹ Giang Đại Nhi. Chuyện gì thế, Lệnh Tiểu Yến bị chuyện trước mặt làm chẳng hiểu ra sao. Giang Đào chẳng hứng thú gì với buổi biểu diễn, chỉ tới vì con gái, ngồi ngoài phòng nghỉ hút thuốc với Phó Tuấn, nghe thấy phòng hóa trang có động tĩnh, không hiểu xảy ra chuyện gì, vội chạy tới xem. Thấy Trương Khác như thế, vợ thì đứng chửi bới, mặt sầm xuống, mở cửa phòng hóa trang ra. Giang Đào, thằng xúc sinh này ức hiếp con gái chúng ta. Lý Nguyệt Như bị Hứa Duy ôm lấy vẫn điên cuồng vẫy vùng muốn xông vào, thằng xúc sinh này cởi đồ con gái chúng ta. Giang Đào mặt biến sắc, xông vào định đánh Trương Khác. Phó Tuấn thấy tình hình không ổn, vội chặn trước mặt Trương Khác, tóm lấy nắm đấm của Giang Đào, chắc là hiểu lầm. Mày nhìn thấy hiểu lầm à? Chính mắt bà nhìn thấy thằng xúc sinh đó cởi áo con bà hiểu lầm nó à? Nó là đồ cầm thú. Lý Nguyệt Như nhổ phì một bãi nước bọt lên mặt Phó Tuấn,
nếu chẳng phải Hứa Duy và lệnh Tiểu Yến hợp lực ôm lấy, bà ta có khi cào vào mặt Phó Tuấn rồi. Trương Khắc bực vô cùng, Lý Nguyệt Như lo cho con, y coi như bị cào oan uổng, chẳng lẽ báo thù được hay sao? Thấy vệ sĩ xông vào, phất tay, không cần, tránh ra đi. Y chỉ cảm thấy mặt đau rát, không biết bị cào mấy phát, phòng hóa trang không có gương, đi tới phòng vệ sinh nam. Bà cào nát mặt mày đấy, bà cào đấy, sao nào? Lý Nguyệt Như thấy Trương Khắc ra lệnh cho vệ sĩ, còn tưởng y muốn bắt cả nhà mình, lửa giận càng cháy dữ, chửi càng hung tợn. Không ai được phép rời khỏi đây. Tôn Tĩnh Hương mặt đanh lại đi vào, tới trước mặt nữ phục trang, tát một cái thật mạnh, ném chiếc tê, xớt vào mặt cô ta, quát hỏi, chuyện này là sao, vì sao bộ trang phục cuối cùng thành thế này? Hành động của Tôn Tĩnh Hương làm tất cả những người trong phòng hóa trang sững sờ, Giang Đào và Lý Nguyệt Như cũng đứng im luôn, chỉ nhìn chiếc tê, xớt từ trên người nữ phục trang rơi xuống đất. Chuyện này là sao? Mọi người đều mang câu hỏi như thế trong lòng, chiếc tê, xớt trông có vẻ không có vấn đề gì, chia ra hai màu đỏ trắng, trước ngực có hình con chim ưng có cái khiên bên trên. Hứa Duy cũng không nhìn ra chiếc áo này có vấn đề gì, thấy nữ phục trang bị Tôn Tĩnh mông tát có đứng im đó không dám nói gì, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tôn Tĩnh Hương giận như vậy, thầm nghĩ cho dù mặc bộ trang phục này không thích hợp, Trương Khắc quyết định cởi áo sơ mi cho Giang Đại Nhi mặc gây ra hiểu lầm lớn cũng đâu cần phải trách nữ phục trang như thế, đi tới giới thích hộ, ban đầu định sẵn bộ trang phục cuối cùng in hình cô ca, đột xuất đổi sang bộ này. Chương 1123, âm mưu đê tiện. Tôi thấy bộ trang phục này không tệ. Lý Nguyệt Như thấy Tôn Tĩnh mông định đem hết trách nhiệm Trương Khắc cởi áo con mình đổ vấy cho nữ phục trang, trong lòng cảm thấy hết sức bất bình thay cô gái kia. Hành động vừa rồi của Trương Khắc có lẽ là thay y phục con gái mình. Nếu Giang Đại Nhi không muốn, chẳng lẽ tên đó dám cưỡng ép con gái mình phản ứng thái quá chăng? Không đúng, rõ ràng mình thấy Đại Nhi chống cự. Chuyện phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều. Tôn Tĩnh Hương hít sâu một hơi, ức chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói với Lý Nguyệt Như, chuyển sang nhìn nữ phục sư, giọng lại trở nên nghiêm khắc, ai sai phái cô làm? Cô nhận bao nhiêu tiền? Nếu cô không thừa nhận, tôi lập tức thông báo cho cảnh sát điều tra. Nghe Tôn Tĩnh Hương nói vậy, mọi người ý thức được y phục này thực sự có vấn đề. Cái này hình như giống quốc huy của Indo. Lâm Băng hỏi nhỏ lệnh Tiểu Yến, trên con chim ưng có một cái khiên. Thông báo cho cảnh sát điều tra đi. Trương Khắc che mặt đứng ở cửa lạnh lùng nói, lúc này đối diện với cha mẹ Giang Đại Nhi không dễ chịu chút nào, nói một câu để lại chuyện cho Tôn Tĩnh Hương giải quyết, bảo Phó Tuấn và vệ sĩ cùng mình về xe. Mọi người lúc này mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Khắc nhìn ra bộ trang phục cuối cùng của Giang Đại Nhi có vấn đề, nhưng thời gian cấp bách, fan hâm mộ bên ngoài hò hét gọi Giang Đại Nhi ra biểu diễn, không kịp về phòng thay y phục nữa, mới thay y phục cho cô. Bị Lý Nguyệt Như nhìn thấy hiểu lầm. Tháng 5 năm ngoái Indo phát sinh bạo loạn bài Hoa, Indo trở thành quốc gia bị toàn bộ người Hoa trên thế giới căm thù nhất, nhưng dù là thế, mấy ai nhận ra được cờ Indo hai màu trắng đỏ cùng chiếc khiên trên người con chim ưng. Buổi biểu diễn sắp tới hồi kết, mọi người đều bận rộn, ai ý thức được có kẻ cố ý giở trò ở trang phục. Dù thấy hình ở trên y phục hơi quái dị, dù có liên hệ với quốc kỳ của Indo, trong lúc vội vàng chẳng ai ý thức được có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Giờ bình tĩnh lại mới hiểu ra đây là âm mưu phá hủy hoàn toàn cuộc đời biểu diễn của Giang Đại Nhi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ ở đây không nhận ra vấn đề trên trang phục, nhưng qua giới truyền thông đưa tin, vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt Giang Đại Nhi tới lần cuối cùng lên sân khấu mới thay mặc bộ đồ này, sẽ bị giới truyền thông ưa chuyện chế cho ý nghĩa tượng trưng vô hạn, tới khi đó Giang Đại Nhi và Thế Kỷ Hoa Âm có trăm miệng cũng không cãi được. Lý Nguyệt Như cứng người, lắp ba lắp bắp chỉ chiếc áo tê. Xuất hỏi chồng, trên đó, là quốc kỳ, và quốc huy. Indo à, sau sự kiện bạo động bài Hoa năm ngoái, công ty quyết đoán triệt tiêu bán đĩa của các nghệ sĩ trong công ty ở Indo, nên bà đoán ra được hậu quả nghiêm trọng âm mưu này gây ra. Giang Đào lúc này mới nhớ tới phải xin lỗi Trương Khắc, chạy ra ngoài phòng hóa trang thì cánh cửa thang máy đã khép lại, số hiển thị đang đi xuống. Cửa thang máy bên cạnh mở ra, Đường Thanh và Thịnh Hạ thấy cha Giang Đại Nhi đứng đó thì hỏi. Chú Giang, Trương Khắc đến chưa ạ? Buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng những fan hâm mộ lưu luyến không chịu rời đi, Giang Đại Nhi dù bận tâm chuyện hậu đài cũng không vội đi ngay, trên sân khấu cảm tạ một lúc mới lui về. Giang Đại Nhi không hiểu xảy ra chuyện gì, không biết Trương Khắc bị mẹ cào mặt có nghiêm trọng hay không, về hậu đài thấy có cảnh sát đang lấy lời khai thì giật mình, định hỏi chuyện gì xảy ra,
song thấy Đường Thanh nhìn mình mới nhớ mình vẫn còn đang mặc áo của Trương Khác, vội trốn vào phòng thay y phục. Lệnh Tiểu Yến mang y phục vào giúp cô, Giang Đại Nhi hỏi nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lệnh Tiểu Yến không ngờ Trương Khác trước khi cởi áo Giang Đại Nhi mà không giải thích câu nào, có lẽ là thời gian quá gấp gáp không kịp giải thích, nhưng cái bộ dạng hiện giờ của Giang Đại Nhi làm cô không nhịn được đưa tay ra véo cái má non mịn của Giang Đại Nhi, áp giọng xuống trêu, tên khốn kiếp đó cởi áo bạn trên đường đi mà bạn không giận tí nào à? Giang Đại Nhi mặt đỏ dừ, thầm nghĩ mình phải rất giận mới đúng, biết đấu khẩu không lại Lâm Băng, Hứa Duy càng không đấu nổi Lệnh Tiểu Yến, đẩy Lệnh Tiểu Yến một cái, bưng tại trộm chuông nói. Khi đó cũng giận lắm chứ, cậu ấy nói phải thay y phục, rồi chả hiểu ra sao nhất định muốn cởi áo mình, lên sân khấu rồi có giận tới đâu cũng phải cưỡng ép mình quên đi, hiện giờ rời sân khấu vẫn còn chưa hết hưng phấn. Bạn nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lệnh Tiểu Yến bĩu môi khinh bỉ nhìn Giang Đại Nhi, mới đem ngọn nguồn kể cho cô. Á, Giang Đại Nhi không ngờ có âm mưu ngoan độc như thế đang đợi cô nhảy vào, nghĩ lại mà lạnh toát sống lưng, nếu chẳng phải Trương Khác phát hiện kịp thời. Cô không biết chuyện diễn biến tới mức nào. Giang Đại Nhi nhận ra quốc kỳ và quốc huy của Indo, nhưng thời gian thay y phục gấp gáp như thế, cô còn phải chuẩn bị bài hát sắp hát, phải trang điểm, phải nghe chuyên gia tạo hình giảng giải tiếp theo phải có động tác gì trên sân khấu, làm sao nghĩ tới có người dở trò ở trang phục. Cô thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn lại mình lần cuối trong gương, cho dù nhận ra phục trang có vấn đề, căn bản không thể suy nghĩ sâu hơn. Lệnh Tiểu Yến kể tới tình hình bên ngoài, hỏi, lúc đó bạn và Trương Khác thay y phục kiểu gì mà khiến mẹ bạn lồng lộn như con hổ muốn ăn thịt người? À, Giang Đại Nhi đương nhiên không kể chi tiết lúc Trương Khác cởi áo mình thế nào cho Lệnh Tiểu Yến nghe, đôi mắt tuyệt đẹp đảo một vòng, nói, lúc đó chị vội thay y phục, tay chân luống cuống, ai biết mẹ mình nhìn vào thành ra cái gì? Lý Nguyệt Như và Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương nhìn thấy, nhưng khi Đường Thanh đi vào, bọn họ chỉ nói là tình thế cấp bách hiểu lầm Trương Khác, không nói là hiểu lầm như thế nào. Giang Đại Nhi thay y phục xong cầm áo sơ mi đi ra đưa cho Đường Thanh, em cảm ơn Trương Khác hộ chị nhé, không có cậu ấy chẳng biết sẽ ra làm sao nữa. Rồi trách mẹ, mẹ cũng thật là, lúc đó con vội lên sân khấu, cuống cả lên rồi, làm gì có thời gian giải thích với mẹ. Lý Nguyệt Như ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, cũng hiểu vừa rồi mình quá kích động, chửi bới còn cào mặt Trương Khác, nhổ nước bọt lên mặt Phó Tuấn, áy náy vô cùng, không biết phải làm thế nào, thường này bà ta đanh đá dữ dằn. Lúc này chỉ muốn bật khóc. Tôn Tĩnh Hương nghe Giang Đại Nhi nói cứ như là lúc ấy cô luống cuống quá nên mới để Trương Khác cởi áo ra vậy, có ma nó mới tin, biết Giang Đại Nhi nói thế đánh tan nghi ngờ của Đường Thanh thôi, nhưng quỷ nha đầu này thiện lương thì rất thiện lương, chứ đầu óc không kém bất kỳ một ai. Tôn Tĩnh Hương thấy khóe mắt Lệnh Tiểu Yến chứa nụ cười, vội đánh mắt ra hiệu, nếu để cho hậu viện của Trương Khác nổi lửa, hôm nay mới thực sự là không được yên. Đường Thanh nhận lấy áo sơ mi của Trương Khác, đặt lên đầu gối cẩn thận vuốt phẳng rồi ôm vào trong lòng, thấy Lý Nguyệt Như mặt đầy hổ thẹn, mỉm cười nói, dì Giang, cũng tại Trương Khác không giải thích rõ ràng, may mắn là chuyện đáng sợ nhất không xảy ra, không để cho âm mưu nhắm vào chị Đại Nhi thành công. Có phải mọi người chuẩn bị tiệc mừng công không? Cháu đi đưa áo cho Trương Khác. Thấy Đường Thanh rời khỏi phòng hóa trang, Tôn Tĩnh Hương thở phào nhẹ nhõm, thấy ai nấy ủ rũ, vỗ tay nói, người ta dở trò này, trong lòng mọi người không dễ chịu chút nào. Có điều bất kể nói thế nào, chúng ta phá vỡ âm mưu của kẻ địch, buổi biểu diễn thành công như dự tính, bữa tiệc mừng công này phải tổ chức linh đình. Chương 1124, động cơ không thuần khiết. Di động vang lên, Tôn Tĩnh Hương thấy số điện thoại của Diệp Kiến Bân, vẫy tay gọi Hứa Duy tới bảo cô phụ trách chuẩn bị tiệc mừng công, còn mình sang phòng khác gọi điện thoại cho Diệp Kiến Bân, đem chuyện làm người ta phẫn nộ tới cực điểm kể cho Diệp Kiến Bân nghe. Chắc chắn là anh Vương Quốc Tế giở trò đằng sau. Tôn Tĩnh Hương suy đoán, lượng tiêu thụ đĩa của Đại Nhi liên tục đứng đầu hai lần, bọn chúng mới bày âm mưu này hủy diệt Đại Nhi. Hiện anh đang ở sân bay, 2 tiếng rưỡi nữa sẽ tới Hong Kong, tới nơi rồi hãng nói. Em bớt giận đã, đừng làm giận quá mà hại người, vui vẻ tham gia tiệc mừng công cùng mọi người đi. Diệp Kiến Bân an ủi Tôn Tĩnh Hương, lại cười nói, chẳng phải em nói Trương Khác bị cào mặt sao. Chỉ bằng vào điểm này, cậu ấy không khoanh tay đứng nhìn đâu. Em chẳng vì chuyện khốn kiếp đó mà giận cho hại mình. Tôn Tĩnh Hương cười, ai, tên tiểu tử Trương Khác đó cũng thật là, mọi người mồm mép là thế, dù gấp gáp thay y phục đến đâu cũng phải giải thích cho Đại Nhi trước chứ. Hiện để xảy ra chuyện này, mặt cậu ta bị cào như thế, làm mọi người rất ái ngại,
em không biết có nên mời cậu ta tham gia tiệc mừng công hay không đây. Nhất định phải mời cậu ấy tham gia, mặt cậu ấy có bị phá hỏng cũng đáng đời, cậu ta trêu ghẹo tiểu cô nương làm khéo quá hóa vụng, còn trách ai được chứ. Diệp Kiến Bân cười có vẻ rất khoái chí, có lý do hay như thế không dùng lại trực tiếp cởi áo tiểu cô nương nhà người ta, giờ giải thích nhiều càng tệ, chắc cậu ta cũng không ngờ gì Lý chẳng thèm nghe giải thích đã xông vào cào cấu rồi, em nói xem có đáng không. Ồ, Tôn Tĩnh Hương vỡ lẽ, chẳng trách bị Lý Nguyệt Như cào mặt chỉ biết bỏ chạy bán sống bán chết, té ra là y có tật giật mình, phì cười, đám nam nhân thối bọn anh chẳng có kẻ nào tử tế. Diệp Kiến Bân kêu oan, liên quan gì tới anh chứ? Không phải bọn anh là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều có trái tim bị ổi à? Anh lên máy bay đây, không cãi nhau với em. Diệp Kiến Bân chịu thua cúp điện thoại. Tôn Tĩnh Hương đứng trong phòng cho tới khi nụ cười trên mặt mình hoàn toàn biến mất mới đi ra, dục mọi người nhanh chân nhanh tay lên, thấy Giang Đại Nhi và cha mẹ cô không ở phòng nghỉ, hỏi lệnh Tiểu Yến, Đại Nhi đâu? Mặt Trương Khác khả năng bị thương rất nặng, lúc này đang ở phòng y tế xoa thuốc, Đại Nhi và cha mẹ tới xin lỗi rồi. Cảnh này rất xấu hổ, lệnh Tiểu Yến không cùng hai cô bạn đi theo. Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không nói với bọn họ Trương Khác đáng đời lắm, chỉ hỏi Hứa Duy chuyện chuẩn bị phong bao ra sao rồi, mặc dù xảy ra chuyện không vui, tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác vẫn làm việc chăm chỉ, không thể để cho bọn họ thất vọng. Cửa phòng nghỉ mở ra, thấy cha mẹ Giang Đại Nhi đi vào, Tôn Tĩnh Hương ngớ người, chẳng phải lệnh Tiểu Yến nói bọn họ đi xin lỗi Trương Khác sao? Đại Nhi đi mời Trương Khác. Lý Nguyệt Như giải thích qua. Ồ, Tôn Tĩnh Hương nghĩ cũng phải, dù sao chỉ là hiểu lầm thôi, để Giang Đại Nhi đi mời Trương Khác tham gia tiệc mừng công là được rồi, không cần quả bận lòng chuyện không vui này. Tiếp đó lại nhìn thấy Đường Thanh và Thịnh Hạ đi vào, lại ngờ ra lần nữa, Đại Nhi một mình đi gặp Trương Khác sao? Trương Khác xử lý vết thương rồi sẽ tham gia, ít nhất không để mặt mình quá khó coi. Đường Thanh mỉm cười nói. Trương Khác lúc bôi thuốc không may để ít thuốc dính vào mắt. Mắt xót vô cùng, nước mắt chảy ràn rùa, phải nhắm lại, nghe thấy có tiếng động, tưởng là Phó Tuấn, nói, lấy cho tôi ít giấy, thứ thuốc này có hại mắt không? Chưa nói hết câu đã cảm thấy có một ngón tay mịn màng chạm vào vết thương trên má. Trương Khác mở mắt ra, thấy Giang Đại Nhi đứng trước mặt, nhe răng cười, thật là đáng tiếc, chẳng được nghe một bài nào cả, trong tiệc mừng công, Đại Nhi phải bồi thường cho tôi hai bài đấy. Đau không? Giang Đại Nhi đau lòng vuốt ve khuôn mặt bị cào xước sát. Tôi tới xin lỗi thay mẹ tôi. Xin lỗi gì chứ, hơn nữa tôi cũng chẳng thiệt. Trương Khác cợt nhả, hy vọng chuyện này nhẹ nhàng qua đi như thế, không cần để trong lòng. Không ngờ Giang Đại Nhi đưa hai tay ra ôm mặt y, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì cánh môi hồng nhuận mềm mại của cô đã áp xuống. Trương Khác chưa bị ai hôn trộm như thế, cứ ngơ ngơ như thằng ngốc, đợi tỉnh lại thì Giang Đại Nhi đang đứng sang một bên nói, cậu không cần mẹ tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi. À phải chuyện cái quốc kỳ Indo. Nói một câu là rõ rồi, sau khi ấy cậu không giải thích. Choang, Trương Khác còn chưa hoàn hồn, bị câu này của Giang Đại Nhi làm ngã lăn quay ra đất, thuốc men rơi vãi lung tung. Lúc đấy làm sao mà giải thích được chứ? Nói với cô ấy chiếc áo in quốc kỳ Indo là âm mưu hủy diệt cô ấy, vậy tiếp theo cô ấy còn làm sao hát được nữa? Trương Khác vẫn còn bồi hồi vì nụ hôn của Giang Đại Nhi, miệng dứt khoát không thừa nhận động cơ của mình không thuần khiết. Bất kể Trương Khác giải thích thế nào thì Diệp Kiến Bân cũng không tin, té ra cậu trực tiếp cởi áo cô ấy thì không có ảnh hưởng gì à. Muốn vạch trần chân tướng phải đợi tới buổi biểu diễn kết thúc, vừa định lừa cô ấy nói mặc áo sơ mi của tôi lên biểu diễn hiệu quả càng tốt hơn thì mẹ cô ấy đã nhào bổ tới. Trương Khác chỉ mặt, anh xem này, mặc dù tôi không dựa vào nó kiếm cơm, nhưng bị hủy mất cũng rất đáng tiếc. Trương Khác ở lại phòng y tế xử lý vết thương cho tới tận khi xét cào sưng đỏ trên mặt tan đi. Trông có vẻ không quá bắt mắt nữa mới thong thả tới tụ họp cùng Diệp Kiến Bân từ Kim Sơn bay sang, không vội tham gia tiệc mừng công. Lúc này ở khách sạn bán đảo tổ chức tiệc mừng công có ý đồ thương nghiệp trong đó, mời phóng viên tới phỏng vấn chụp ảnh, tuyên bố buổi biểu diễn thu được thành công chưa từng có, còn mời một số fan hâm mộ may mắn tham gia bữa tiệc. Chính vì xuất hiện âm mưu như tối nay cho nên tiệc mừng công các phải mời giới truyền thông tới tuyên truyền. Trương Khác và Diệp Kiến Bân tất nhiên không tới đó. Tiệc mừng công thực sự tổ chức ở ảnh Loan Viên, vì nó Tôn Tĩnh Hương đã bao một gian phòng xa hoa trong CLB riêng của ảnh Loan Viên trước một ngày. Đội bóng quốc gia hôm qua bị thua 3-0 đã muối mặt rời Hong Kong vào đêm qua rồi, từ chiều hôm qua đã xuất hiện bài báo chửi mắng dữ dội,
Trương Khác thấy để người trong nước thất vọng sớm với đội tuyển quốc gia sớm một ngày có lẽ còn nhìn thấy chút hy vọng. Ước chừng bữa tiệc thương nghiệp ở khách sạn bán đảo sắp kết thúc, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân ngồi trong xe tán phét, đợi cùng mọi người về ảnh loan viên. Di động của Diệp Kiến Bân vang lên, hắn nhận điện rồi quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, nói, bọn họ ra rồi. Trương Khác nhìn sang, một đám đông từ khách sạn đi ra, Giang Đại Nhi dung nhan lỗng lẫy trong bộ váy đầm màu hoa hồng, vẫn bị rất nhiều phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp liên hồi, cho dù vất vả suốt cả ngày, buổi diễn lại cực tốn thể lực nhưng đối diện với ống kính vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Trương Khác nhận ra nụ cười của cô hơi gượng gạo, thầm nghĩ làm minh tinh thật là khổ, ngón tay bất giác sờ lên môi, nhớ lại xúc cảm tuyệt vời khi đó. Giang Đại Nhi và cha mẹ cùng ba cô bạn lên mấy chiếc xe thương vụ đợi bên đường, nhân viên công tác thì ai vào xe người nấy trở về, Tôn Tĩnh Hương, Đường Thanh, Thịnh Hạ thì chui vào xe Diệp Kiến Bân. Có Đường Thanh ở đây, Tôn Tĩnh Hương không trêu Trương Khác, nhìn vết thương trên mặt y nói, không nghiêm trọng lắm, làm tôi lo chết đi được. Hiện giờ cậu là cành vàng lá ngọc, cái mặt cậu đáng giá hơn mặt Giang Đại Nhi, ai mà bồi thường nổi chứ. Chương 1125, thiếu chút nữa xảy ra scandal 1. Cảnh sát có tin tức gì không? Trương Khác chuyển đề tài, nói chuyện với nữ nhân về đề tài khuôn mặt này, cảm giác cứ quái quái. Cảnh sát cũng rất khó tra rõ, cho dù cô gái phục trang có nhận hội lộ thương nghiệp làm thế, cũng chẳng thể đụng vào một cọng lông của kẻ đứng đằng sau. Tôn Tĩnh Hương nhụt chí nói. Tôi cũng không hy vọng chuyện này bị làm xôn xao lên, sẽ bị cuốn vào trong tin đồn vô tận, rất bất lợi. Có nắm chắc xác nhận được anh Vương giở trò đằng sau không? Diệp Kiến Bân hỏi. Có khả năng là Vĩnh Nghiệp. Tôn Tĩnh Hương trầm ngâm, thời gian trước Vĩnh Nghiệp mời Giang Đại Nhi đóng phim, bị bọn em từ chối. Điện ảnh Vĩnh Nghiệp à? Trương Khác nhếch mép cười, đại đa số học sinh sơ cao trung nội địa không xa lạ gì điện ảnh Vĩnh Nghiệp. Băng đĩa từ Hong Kong truyền vào nội địa có gần một nửa là sản phẩm là của Vĩnh Nghiệp, đó là nhà đầu tư chủ yếu cho mấy phim cấp 3, bất kể là Vĩnh Nghiệp hay Anh Vương thì cũng cùng một ruột, oan uổng kẻ nào cũng chẳng sao, bọn chúng đã vào nghiệp này là có giác ngộ chuẩn bị nhận oan uổng. Giới biểu diễn và thế lực ngầm Hong Kong có quan hệ mật thiết với nhau, Vĩnh Nghiệp và Anh Vương luôn thích dùng thế lực ngầm đả kích uy hiếp đối thủ cạnh tranh, hôm nay thủ đoạn bọn chúng dùng với chúng mà nói có thể coi như là ôn hòa, rồi. Sở dĩ bọn chúng dùng thủ đoạn, ôn hòa, không phải bọn chúng còn muốn giữ miếng, vì công ty Thế Kỷ Hoa Âm của Tôn Tĩnh Hương mặc dù chỉ là công ty nhỏ, nhưng cha cô ở Hong Kong và Đông Nam Á là nhân vật rất có tiếng tăm và sức ảnh hưởng, làm bọn chúng không dám làm quá, nếu không cách thức bọn chúng thích dùng là bắt cóc, gây thương tích, đe dọa khủng bố tinh thần. Di động của Tôn Tĩnh Hương vang lên, cô nhận điện thoại rồi nói, ba tôi đợi chúng ta ở ảnh loan viên. Tôn Tĩnh Hương đổi sang chiếc xe khác. Trước mặt cha cô tránh xuất hiện thành đôi thành cặp với Diệp Kiến Bân. Trương Khác đem một số tin đồn về chuyện liên quan giữa thế lực ngầm và giới biểu diễn Hong Kong kể cho Đường Thanh nghe, cho dù ở phạm vi toàn cầu, phim bẩn của Hong Kong có cấp độ rất cao, đằng sau nó không thể thiếu thế lực xã hội đen thao túng. Giới biểu diễn Hong Kong đen tối vậy sao? Đường Thanh há hốc mồm. Bất kể là Hong Kong hay bất kỳ đâu, đều có góc tối mà ánh sáng không chiếu tới được. Trương Khác gật đầu. Ai được may mắn như bạn chứ? Thịnh Hạ cười ôm vai Đường Thanh, ai dám chọc vào bạn, Trương Khác lại chẳng cho hắn biến thành cho bụi. Nhà cô ở Hải Châu trước kia cũng có thể tính là thế lực ngầm, lần đầu cô quen Đỗ Phi và Trương Khác còn là khi hai bọn họ bị coi là dê béo, xẻo thịt trong quán ba nhà cô, dẫn tới đánh nhau, lúc đó Trương Khác và Đỗ Phi thái độ lưu manh nha nội hết sức, dựa vào quan thế quan uy bắt nạt người khác. Trương Khác gãi đầu, nói với Diệp Kiến Bân, TW hiện đang yêu cầu cố gắng không trực tiếp xen vào chuyện của Hong Kong, mấy tên chủ của anh Vương, Vĩnh Nghiệp bản chất là nhân vật gì chưa nói, nhưng bề ngoài người ta là quý ông thời Thái Bình, hơi khó chơi. Diệp Kiến Bân nhún vai, biểu thị tạm thời không có cách gì. Muốn cảnh cáo đối phương chú ý không khó, anh Vương và Vĩnh Nghiệp có quan hệ mật thiết với thế lực ngầm là bí mật công khai rồi, cảnh sát Hong Kong có cơ cấu chuyên môn điều tra thế lực ngầm, mời ông chủ đằng sau anh Vương, Vĩnh Nghiệp tới uống trà vài chuyến. Là có thể khiến bọn chúng ngoan ngoãn hơn. Chuyện xảy ra hôm nay tạm thời việc có thể làm rất hữu hạn, thủ đoạn bọn chúng dùng tuy hèn, nhưng chưa vượt giới hạn, cùng lắm chỉ có thể dùng tội nhẹ là hối lộ thương nghiệp để trừng trị mấy tên tiểu lâu la. Sức ảnh hưởng của Diệp Chăn Dân không thể lạm dụng, muốn ỷ thế hiếp người thì phải có cái cớ danh chính ngôn thuận, hơn nữa Tôn Tĩnh Hương cũng không muốn để Giang Đại Nhi cuốn vào vòng xoáy scandal của giới giải trí, chuyện xảy ra hôm nay càng phải xử lý êm đẹp. Dù muốn chiến
cũng không thể để Giang Đại Nhi bị cuốn vào. Tôn Tĩnh Mông sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm không muốn có dính líu chút gì tới Cát Gia, thậm chí còn không dựa vào sức ảnh hưởng của cha ở Hong Kong, buổi biểu diễn hôm nay cô cũng không mời cha mẹ tham gia. Xe tới Ảnh Loan Viên, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc đã đợi một lúc, nhìn vẻ hầm hầm tức giận của Cát Minh Ngọc, ắt là biết chuyện xảy ra tối nay rồi, nhìn đám trương khác, Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Hứa Duy lần lượt từ những chiếc xe khác nhau đi ra, tức giận nói, dám dùng cả thủ đoạn đê tiện này với Cát Gia, đúng là tức chết đi, không cho bọn chúng biết tay, bọn chúng lại tưởng Cát Gia dễ bắt nạt. Mặc dù mâu thuẫn giữa Cát Minh Ngọc và anh trai Cát Minh Tín rất sâu, đã triệt để đổ vỡ, nhưng thường ngày bà vẫn coi mình là người Cát Gia, dù sao Cát Gia từng hưởng thụ huy hoàng chưa từng có ở Hong Kong, Cát Minh Ngọc là thiên kim đại tiểu thư thực thụ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được người ta xung quanh xun xoe nịnh bợ, hôm nay xảy ra chuyện này, cảm giác như hổ bị sờ mông, khi cha bà tại thế, người Hong Kong đều gọi là tứ thúc. Tới thập niên 90 mặc dù rất nhiều phú hào mới Hong Kong quật khởi, trong giới phú hào Hong Kong, địa vị Cát Gia hơi đi xuống, nhưng dự uy vẫn còn. Sau khi Cát lão gia tử qua đời, Cát Gia chia rẽ, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân kế thừa phần lớn sản nghiệp Cát Gia bị thiệt hại lớn trong cơn bão tài chính châu Á, Cát Gia xem như hoàn toàn suy bại rồi, không ai có thể xoay chuyển được. Tôn Thượng Nghĩa là con rể Cát Gia, Cát Minh Đức là chi phụ của Cát Gia, mặc dù không tránh khỏi bị ảnh hưởng xấu của việc Cát Gia suy bại, nhưng còn là nhân vật đại biểu phú hào đời mới. Như vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc trước khi cơn bão tài chính bùng phát toàn diện bán cổ phần đổi ra gần 2 tỷ tiền mặt thành giai thoại truyền kỳ, song ảnh hưởng ở Hong Kong vẫn không so được với thời đỉnh thịnh của Cát Gia, không thể kế thừa vinh quang của Cát Gia. Nguyên nhân căn bản nhất là thương vụ Cẩm Hồ mặc dù đặt tổng bộ ở Hong Kong, nhưng đầu tư trực tiếp vào Hong Kong rất hữu hạn, khiến sức ảnh hưởng hữu hạn, ngoài ra giới thương nhân người Hoa Đông Nam Á cũng chuyển trọng tâm ra ngoài Hong Kong. Nhìn Cát Minh Ngọc nổi đóa, thành ra Tôn Tĩnh Hương còn phải đi tới an ủi mẹ. Trương Khác và Diệp Kiến Bân vội vạch rõ giới hạn, vờ như chuyện này hoàn toàn không liên quan tới mình, chào hỏi Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức rồi vào Ảnh Loan Viên. Đám Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh muốn về phòng thay trang phục giả tiệc trước, Trương Khác và Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới CLB tên tầng thượng, mặc dù đêm khuya, nhưng nhiều chuyện quấn vào với nhau, làm ai nấy tâm trạng kích động, khó tĩnh tâm nghỉ ngơi được. Tối hôm kia hành hạ đội tuyển bóng đá quốc gia và quan viên Cục Thể dục Thể thao Hong Kong, ít nhất nhân viên công tác Ảnh Loan Viên biết đám Trương Khác, Diệp Kiến Bân thân phận tôn quý, tiếp đãi tận tâm hết mức. Đám Trương Khác đi vào phòng bao xa hoa, không ai nói một lời tới chuyện buổi biểu diễn tối nay, nói tới chuyện Microsoft muốn mua cổ phần của âm nhạc toàn cầu trước. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa không tham dự cuộc họp điện thoại trước đó, mọi người ai nấy có chức trách riêng, nếu chuyện gì của Cẩm Hồ cũng tham dự vào thì ba cái đầu cũng chẳng đủ. Tiêu Tấn Thành phụ trách bộ phận vận hành hải ngoại, mặc dù về tài vụ, doanh lợi tính về thương vụ Cẩm Hồ, mục đích làm như thế là cải thiện kết cấu tài vụ của thương vụ Cẩm Hồ, nhưng về nghiệp vụ thuộc về tập đoàn Ái Đạt. Kết cấu quản lý này thoạt nhìn có hơi hỗn loạn, nhưng cơ chế này khiến cấu quyết sách gồm 29 người của Cẩm Hồ phát huy tín năng phối hợp rất tốt. Nếu không riêng việc điều phối giữa các thành viên này đủ làm Trương Khác gãi rách đầu, tuyệt đối không thể nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Chương 1126, thiếu chút nữa xảy ra xì căng đan 2. Hả, cậu dám lên tiếng đòi hỏi tham lam như vậy à? Diệp Kiến Bân hai mắt tròn xoe, 900 triệu đô la Mỹ. Thương vụ Cẩm Hồ mặc dù năm nay có quy mô doanh lợi nghiệp vụ hải ngoại tăng trưởng mạnh, nhưng chỉ miễn cưỡng cân bằng chi phí quản lý và tài vụ lúc này. Hiện thương vụ Cẩm Hồ mang món nợ 2.2 tỷ, chỉ riêng lãi suất mỗi năm đã hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Diệp Kiến Bân miệng nói Trương Khác tham lam, nhưng trong lòng sao lại chẳng hy vọng Microsoft đồng ý với điều kiện của Cẩm Hồ. Có 900 triệu đô la Mỹ này, sau khi tới kỳ hạn ISS lại bán đi cổ phiếu của công đằng online kiếm 300, 400 triệu nữa, như thế ít nhất trong 2 năm Cẩm Hồ không phải lo lắng vì vấn đề tài chính. Nghiêm gia bày bao nhiêu trò ở Hải Túc chẳng phải khát tài chính gây ra. Diệp Kiến Bân ảo tưởng một lúc rồi lắc đầu, không thể, không mơ như thế nữa, lấy được 300 triệu đô la Mỹ từ Microsoft là chúng ta nên biết đủ rồi. Ra giá trên trời trả giá dưới đất mà, Trương Khác cười tủm tỉm. Đang bàn việc gì đó, Tôn Tĩnh Hương đổi trang phục thường ngày đi tới, ngồi kề bên cha, nũng nịu ôm tay ông như cô bé con. Đang bàn xem phải moi tiền Microsoft ra sao. Tôn Thương Nghĩa hiền từ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô con gái lớn.
Moi tiền của Microsoft, Tôn Tĩnh Hương ngạc nhiên hỏi, cô chỉ quá bất ngờ mà hỏi thôi, chứ một số vấn đề nếu muốn làm rõ thì ít nhất Paris nghe chăm chú nửa tiếng mới được, cô chẳng rảnh mà đi truy hỏi cơ mật của Cẩm Hồ. Tôi đã nhận Đại Nhi làm con nuôi rồi, ngày mai sẽ tổ chức rượu ăn mừng tuyên bố công khai, sau này ai dám dùng thủ đoạn đê tiện nhắm vào Đại Nhi, thì là trực tiếp hất nước bẩn lên đầu Cát Gia. Cát Minh Ngọc đi vào phòng bào, lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai, đứng giữa phòng tuyên bố quyết định của bà. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Giang Đại Nhi, cô mặc một bộ váy tím ngắn rẻ rặt đứng sau Cát Minh Ngọc, mắt cố ý né tránh ánh mắt y, lại nhìn nét mặt Đường Thanh và Thịnh Hạ, chắc là vừa rồi lúc thay y phục bọn họ đã nói xong chuyện này, đứng dậy nắm tay Đường Thanh, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói, chúc mừng bác Tôn có thêm một cô con gái ngoan. Giang Đại Nhi lúc này tối đa chỉ có thể là nghệ sĩ ăn khách, cây sinh tiền của thế kỷ hoa âm, mà trong làng giải trí Hong Kong mang đậm chất giang hồ, khó tránh khỏi kẻ khác dùng thủ đoạn đê tiện nhắm vào cô, nhưng được vợ chồng Tôn thượng nghĩa, Cát Minh Ngọc nhận làm con nuôi, thân phận của cô sẽ khác hẳn. Trương Khắc rất vui mừng về sự an bài này, nhưng không thể biểu thị thái quá, chỉ chúc mừng như cao hứng thay cho vợ chồng Tôn thượng nghĩa chứ không phải vì Giang Đại Nhi. Chuyện tối ngày hôm nay cha mẹ Đại Nhi có chỗ không phải, mong cậu thông cảm cho bọn họ một lòng tha cho con, tôi bảo bọn họ mời rượu bồi tội với cậu. Cát Minh Ngọc lấy tư cách mẹ nuôi, ôm lấy sự việc. Nhìn thấy cha mẹ Giang Đại Nhi cầm ly rượu vang muốn tới mời rượu, Trương Khắc vội vàng đứng dậy, giữ lấy ly rượu trong tay Giang Đào, nói, nếu không dì Lý cào lên mặt cháu vài cái nữa, cháu mới để chú dì mời rượu. Y cười cợt làm trò, khiến Giang Đào, Lý Nguyệt Như chẳng thể kiên trì mời rượu bồi tội nữa, nhưng không chịu ngồi xuống. Hai bọn họ quen Trương Khắc từ mùa xuân năm 96, nhưng tiếp xúc không nhiều, với bọn họ mà nói nhìn vào Trương Khắc, nhìn vào tập đoàn Ái Đạt như nhìn hoa cách bờ sông, chẳng thấy được gì rõ rệt. Cho dù là Lệnh Tiểu Yến mấy năm qua tiếp xúc rất nhiều với Trương Khắc, cùng có bạn trai đi theo Diêu Văn Thịnh, mà đến khi Sáng Vực chính thức sát nhập vào Cẩm Hồ, cô mới lờ mờ thấy được bóng dáng một đế quốc tài chính. Lý Nguyệt Như tuy đi theo sát con gái từ sau khi Giang Đại Nhi quyết định nghỉ học, nhưng khi đó sự nghiệp biểu diễn của Tôn Tĩnh Hương bao hết, mà chuyện quảng cáo giữa Thế Kỷ Hoa Âm và tập đoàn Ái Đạt, bà ta tham dự không sâu. Giang Đào thì trước giờ ở lại Huệ Sơn kinh doanh xưởng đúc, cho dù nhờ Trương Khắc mà có quan hệ với Tống Hiểu Thường ủy Huệ Sơn, nhưng không dung nhập vào hạch tâm của giới thượng lưu Huệ Sơn, tất nhiên không biết việc của Cẩm Hồ. Trong mắt vợ chồng bọn họ, chỉ loáng thoáng nhận ra thế lực sau lưng Trương Khắc rất lớn, còn bọn họ tiếp xúc mật thiết với Tôn gia, thấy sự xa hoa trong sinh hoạt thường ngày của Tôn gia, biết bọn họ là nhà hào phú, cho rằng quý nhân thực sự trong cuộc đời Giang Đại Nhi là Tôn Tĩnh Hương. Nói tới thực dụng hám lợi, Lý Nguyệt Như hơn chồng rất nhiều, nhưng là bậc cha mẹ, có hám lợi tới mấy cũng không thể nhìn con gái bị người ta lột y phục mà không nổi giận được. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, biết nguồn cơn sự việc, đó căn bản là hồi lầm, hai vợ chồng Lý Nguyệt Như mới sợ hãi về quyền thế của Trương gia. Mặc dù Tôn Tĩnh Hương, Duy Duy, Đường Thanh nhiều lần nói với bọn họ đừng để chuyện này vào trong lòng, thậm chí Giang Đại Nhi cũng bảo bọn họ yên tâm, nhưng bọn họ không sao hết lo lắng, cảm thấy mình phải đích thân xin lỗi trước mặt Trương Khắc thì chuyện này mới có thể kết thúc. Ngay cả Cát Minh Ngọc thấy với thân phận, địa vị của Trương Khắc, nhất định phải cho y cái thang đi xuống, ở bên cạnh khuyên Trương Khắc chấp nhận ly rượu này. Trương Khắc làm sao chịu đồng ý, nếu uống ly rượu này, chẳng phải nụ hôn thứ hai với Giang Đại Nhi sau này coi như hết trông đợi luôn. Tôn Thượng Nghĩa biết âm mưu xảy ra tối nay, nhưng lại không biết chi tiết chuyện Trương Khắc bị cào mặt, nghe pha trò, chẳng hiểu chuyện là thế nào, nhưng thấy chuyện này nên xử lý qua ô loa, nếu qua Nghiêm Khắc sẽ làm phá hỏng không khí. Chỗ này mọi người đều quan hệ tự nhân, Trương Khắc là bạn Tĩnh Mông, Tĩnh Hương, chúng ta là trưởng bối của bọn chúng, chuyện kính rượu thì thôi, đừng quá câu nệ. Nếu nói tới kính rượu phải do Đại Nhi tới kinh rượu tôi và Minh Ngọc mới đúng chứ. Tôn Thượng Nghĩa nói như thế, là bằng với đồng ý nhận Giang Đại Nhi làm con nuôi rồi. Giang Đào, Lý Nguyệt Như vội rót rượu cho Giang Đại Nhi bảo cô kính rượu vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa. Kính rượu xong, Giang Đại Nhi quay sang Trương Khắc nói. Tôi đại biểu cho cha mẹ tôi kính rượu bồi tội với cậu, ly rượu này nhất định cậu phải uống. Nhìn đôi mắt tuyệt trần của Giang Đại Nhi ẩn chứa tình ý, Trương Khắc nghĩ thế nào cũng phải để cha mẹ cô yên tâm, cầm ly rượu lên khẽ chạm với cô, chỉ ngơ tiếng va chạm êm tai, uống nửa ly rượu. Giang Đại Nhi cũng uống nửa ly rượu của mình, làn da ngọc ngà ánh lên dáng hồng mê hoặc, ngồi xuống bên mẹ, né tránh ánh mắt Trương Khắc, chỉ sợ nhìn thêm một cái thôi thì chẳng còn che giấu được gì nữa. Thế là mọi người đều vui, ngồi xuống nói cười,
Hứa Duy vội vàng từ bên ngoài đi vào, trong tay cố cuộn mấy tờ giấy dày, nói với Trương Khác, cho cậu xem trình độ đám cho săn tin của Hong Kong. Trương Khác nhìn Hứa Duy mở mấy tờ giấy ra, không ngờ là mấy bức ảnh màu, tấm đầu tiên là ảnh Giang Đại Nhi mặc áo sơ mi biểu diễn trên sân khấu, tấm thứ hai là ảnh y đi vào hậu đài, mặc dù chỉ lộ một phần nhỏ mặt, nhưng Trương Khác biết là chụp mình. Y, Phó Tuấn, các vệ sĩ khác đều không ý thức được mình bị người ta chụp ảnh, hai tấm ảnh đều dùng bút đỏ chi rõ hai người mặc áo sơ mi như nhau. Hứa Duy lại mở một tờ giấy đọc, live show của ca hậu đời mới, nam nhân đằng sau xuất hiện, tiêu đề này đủ kinh hãi chưa? Khụ, khụ, Trương Khác ho khan mấy tiếng, che giấu xấu hổ trong lòng, dù mọi người ở đây đều hiểu chuyện này là sao, y vẫn có cảm giác có tật giật mình, không dám nhìn Đường Thanh, cười gượng gạo, chúng chụp lúc nào đấy, em chẳng hề nhận ra. Chương 1127, nam nhân đằng sau lưng. Tôn Tĩnh Hương cầm lấy bức ảnh nhìn một lượt, bảo với Hứa Duy, đây là hình chụp nhanh, khả năng Trương Khác lái xe tới bãi, trực tiếp đi vào hậu trường làm đám chó săn chú ý, nên chụp được mặt bên. Là chó săn báo nào? Đưa ảnh cho chúng ta trước có phải định bán không? Chúng ra giá 100 vạn. Hứa Duy đáp, bọn chúng chụp cả xe của Trương Khác rồi, nhưng hẳn không chụp được chính diện. Đúng là cần tiền không cần mạng. Trương Khác vỗ trán, khinh bỉ nói, thông báo cho phía cảnh sát nói tờ báo này có hiểm nghi liên quan với sự kiện quốc kỳ Indo cùng với tống tiền, để cảnh sát thu lại coi ảnh là chứng cứ. Nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm, may mắn là sau buổi biểu diễn y trốn biệt trong phòng y tế xử lý vết thương, không lập tức theo đám Giang Đại Nhi tới khách sạn bán đảo mừng công, nếu không sơ hở ở chiếc áo chỉ sợ bị phát hiện ngay tại chỗ. Phóng viên săn tin giải trí Hong Kong đeo bám cực kỳ dai dẳng, dù có đem chuyện chiếc áo quốc kỳ ra giải thích, cũng chẳng giải thích được tin đồn, cuối cùng khiến thân phận của y bại lộ hoàn toàn trước công chúng. Chỉ có chó săn của một tờ báo chụp được ảnh, hơn nữa là một phần mặt bên, chuyện giải quyết rất dễ, thông qua cảnh sát đem chuyện chiếc áo quốc kỳ nói với chúng, nếu chúng còn dám viết bài bừa bãi cho bọn chúng táng ra bại sản. Trương Khác ngồi trước bàn đọc thư, Đường Thanh mặc váy ngủ nằm trên đệm xem ảnh và bản thảo bài viết do phóng viên Tuần San giải trí đưa tới, người còn không chịu an phận ngọ nghậy lung tung, hai chiếc chân xinh xắn co lên vung vẩy, váy ngủ kéo lên, lộ ra cặp đùi thon thả, cặp mông vỉnh lên đáng yêu, rồi đột nhiên quay người lại, đôi mắt đầy linh khí nhìn Trương Khác đang trả lời thư, nói, mình thấy bài báo này viết có lý lắm. Gần kết thúc live show, phóng viên Tuần San giải trí canh ở cửa vào hậu trường, chính là để ôm cây đợi thỏ, bới móc chuyện bên lề, Trương Khác đi xe đắt tiền xuất hiện, lại có nhiều vệ sĩ tháp tục, trực tiếp đi tới hậu trường, chẳng khác nào có đèn pha chiếu lên người. May mắn là Trương Khác xuống xe là đi thẳng vào hậu trường luôn, chỉ bị chụp mặt bên, cho dù không có chuyện áo quốc kỳ phải đổi áo cho Giang Đại Nhi, Tuần San giải trí cũng có thể đăng tin, phú hào trẻ thần bí xuất hiện ở hậu trường của live show. Rồi Giang Đại Nhi mặc áo sơ mi xuất hiện, làm phóng viên kia mừng phát điên, nếu hắn trực tiếp cho đăng bài báo này, tuyệt đối là tin tức lớn của làng giải trí, bi kịch là hắn tham lam muốn lấy tấm ảnh này đem tống tiền để kiếm chắc được nhiều hơn. Bên này vừa thông báo cho cảnh sát, tên phóng viên định tống tiền 100 vạn HKD kia liền mềm xuống, yêu cầu hòa giải riêng, đem cả phim và bản thảo bài viết giao ra, chuyện coi như tạm qua đi. Tiệc mừng ở CLB ảnh Loan Viên tới tận 3 giờ sáng mới kết thúc, Đường Thanh thuận tay đem ảnh chụp lẫn bài viết về phong xem say xưa. Hả, Trương Khác mặt rất vô tội hỏi, sao lại có lý? Không cần sợ thế đâu, mình đâu có nói bạn và chị Đại Nhi thế nào. Đường Thanh cười khúc khích, hai người dù có muốn vụng trộm, cũng phải có cơ hội mà vụng trộm chứ. Bạn nghĩ mà xem bao nhiêu phóng viên theo dõi hai người. Cô nàng giơ tấm ảnh lên, đắc ý lăn mình trên giường, ý mình nói chị Đại Nhi mặc sơ mi của bạn thực sự rất gợi cảm, trước kia chỉ thấy chị ấy xinh đẹp, không ngờ chị ấy có một mặt gợi cảm thế này, bạn phải xem băng ghi hình live show để thấy khi đó hiện trường oanh động thế nào. Trương Khác thầm thở phào, đứng dậy vặn mình quá quen rồi, không có cảm giác thần bí như fan hâm mộ bình thường. Nghe giọng ca của cô ấy thiếu khoảng cách đánh giá chính xác, như Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tối nay tranh hát với Đại Nhi, mình chẳng thấy họ hát kém hơn. Chị Đại Nhi thực ra rất đáng thương, nhất cử nhất động bị đám cho săn theo dõi, phải trở thành tình nhân của công chúng, lại phải giữ hình tượng ngọc nữ thanh thần. Đường Thanh lại lăn một vòng, nằm úp mình lên đống chăn, mông chồng lên đầu cắm xuống, chiếc váy ngủ màu lam qua mấy vòng lăn lộn sộc sệch hết cả, mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng, bồng bềnh như một đám mây. Bên dưới lờ mờ lộ ra làn da trắng ngà như ngọc, cặp đùi ngọc tròn trịa, dưới ánh đèn tỏa sức dụ hoặc mãnh liệt. Trong ánh sáng phòng dịu dịu, thân
thân thể mềm mại của tiểu thiếu phụ làm người ta phải phát cuồng, cong ra cong, tròn ra tròn. Trương Khắc nhìn chiếc quần lót ôm lấy cặp mông vun cao của Đường Thanh cầm lòng không được, nhào bổ tới, ôm lấy cô. Đường Thanh giật nảy mình, bờ mông cảm thụ được hạ thân của Trương Khắc, vùng vẫy né tránh, cả hai lăn lộn trên giường mấy vòng Đường Thanh mới chịu thua, còn cố lảng sang chuyện khác, bác Tôn mở tiệc nhận chị Đại Nhi làm con nuôi, bạn có tham gia không? Bị chụp một lần còn chưa đủ à? Trương Khắc đưa tay vuốt ve gò mà trơn nhẵn non mịn của cô nàng, lại lấy ngón tay nghịch màng mi dài cong cong. Bạn và Thịnh Hạ tới chơi là được rồi, loại bữa tiệc này tổ chức là để cho người ngoài xem, còn đặc biệt mời đám chó săn tham gia. Trương Khắc không chỉ không tham gia bữa tiệc, còn đặc biệt bảo Phó Tuấn đổi xe mà y sử dụng ở Hong Kong, để xảy ra scandal cho đám chó săn tin đó theo đuổi chẳng phải cảm giác hay ho, xem ra lấy danh nghĩa Vệ Lan mua hải đảo tư nhân ở châu Âu là quyết định chính xác. Không phải còn muốn thông báo đầu tư vào công ty của chị Tôn nữa phải không? Đường Thanh thầm đắc ý hỏi tiếp. Lấy danh nghĩa của thương vụ Cẩm Hồ đầu tư, anh Diệp cũng chẳng cần ra mặt, mình tới góp vui làm cái gì. Trương Khắc khẽ nhún vai, Tôn Thượng Nghĩa là Tổng Giám đốc Liên Hợp của thương vụ Cẩm Hồ, phụ trách sự vụ huy động vốn của Cẩm Hồ ở Đông Nam Á, Thế Kỷ Hoa Âm thực chất là công ty riêng của Tôn gia, tay trái với tay phải, thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp đầu tư, chỉ đem bối cảnh của Thế Kỷ Hoa Âm công khai hóa mà thôi. Thấy đôi mắt đen láy của Đường Thanh đảo lung tung hỏi. Có phải cảm thấy vì chút chuyện nhỏ này mà đầu tư vào công ty của chị Tôn là chuyện bé xé ra to không? Không có, Đường Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Trương Khắc, thỏ thẻ nũng nịu, mình không hiểu, bạn phải dạy mình. Không chỉ đơn giản là đầu tư, còn muốn bước vào làng giải trí Hong Kong, kẻ sai phái dở trò hôm nay, chẳng lẽ không biết đứng sau Thế Kỷ Hoa Âm là Tôn gia, là Cẩm Hồ. Ánh mắt của Đường Thanh làm Trương Khắc người mềm nhún, vuốt ve má cô nói. Bọn chúng vẫn cả gan dở trò, chẳng qua là vì tổng bộ của thương vụ Cẩm Hồ mặc dù đặt tại Hong Kong, nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới Hong Kong quá ít, những mối liên quan sau lưng lại không thể bày ra cho bọn chúng xem. Trương Khắc không tin đám chủ phía sau của anh Vương, Vĩnh Nghiệp biết được người đứng sau lưng Thế Kỷ Hoa Âm là cháu trai Diệp Chăn Dân còn dám dở thủ đoạn đê hèn. Nhưng sức ảnh hưởng của ông sẽ dần giảm đi sau khi ông không làm đảm nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng liên lạc TW. Ừ, Đường Thanh hiểu ra. Gật đầu nói, đối với người dân bình thường mà nói thì làng giải trí là có ảnh hưởng lớn nhất, không chỉ Hong Kong mà nơi khác cũng thế. Đúng vậy, đầu tư có lợi cho việc mở rộng ảnh hưởng của thương vụ Cẩm Hồ tại Hong Kong, tác dụng thực tế nhất của nó là sức thẩm thấu của thương hiệu. Cái khác chưa nói, nếu có thể cướp hết nghệ sĩ của anh Vương, để bọn họ đều sử dụng di động của chúng ta, lượng tiêu thụ của di động ái đạt ít nhất tăng thêm mấy chục phần trăm. Trương Khắc ba hoa theo thói quen, phim ảnh, ca khúc đều có thể gài quảng cáo vào. Kiểu quảng cáo kín đào này ảnh hưởng còn lớn hơn cả quảng cáo trực tiếp. Cút đi, chỉ biết đến tiền. Đường Thanh giàu mò quay người đi, mất cả hứng. Thế bạn muốn nghe chuyện gì? Trương Khắc ngút nhẹ vành tai mịn màng của cô, tay mò vào trong váy, vuốt ve cặp mông trơn mịn. Nghe chuyện nam nhân đằng sau còn hơn nghe chuyện đó. Đường Thanh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Khắc. Trương Khắc cười cười ngốc nghếch vỗ má Đường Thanh, thôi cởi áo đi ngủ đi. Hi hi. Đường Thanh lăn mình vào trong chăn, cuộn chặt không cho Trương Khắc chui vào, trên người cô chỉ mặc mỗi cái váy, nếu cởi ra nữa chỉ còn cái quần lót nhỏ xíu thôi, cởi tới mức độ đó, Trương Khắc chẳng chịu yên phận đi ngủ. Chương 1128, bóng dáng to lớn 1. Thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió, chuyện chiếc áo quốc kỳ Indo càng không thể không lan truyền trong làng giải trí Hong Kong, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc nhận Giang Đại Nhi làm con nuôi, tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng. Kẻ nào dám dùng thủ đoạn đê hèn với con gái hộ, sẽ nhận sự đối kháng tới cùng. Ngoài ra, dù chuyện áo quốc kỳ không mò được tới kẻ đằng sau anh Vương, Vĩnh Nghiệp, nhưng Cục Công an Hong Kong vẫn kiếm cớ khác mời bọn chúng tới uống trà cảnh cáo một chút. Trên bữa tiệc rượu bán công khai, Tôn Thượng Nghĩa còn đại biểu thương vụ Cẩm Hồ tuyên bố kế hoạch đầu tư vào Thế Kỷ Hoa Âm, như thế Thế Kỷ Hoa Âm không còn là công ty quản lý nghệ sĩ tư nhân nữa, mặc dù đầu tư tăng thêm rất hữu hạn. Nhưng đại biểu cho thương vụ Cẩm Hồ thông qua Thế Kỷ Hoa Âm chính thức bước vào sản nghiệp giải trí, còn tuyên bố hợp tác với các xí nghiệp truyền thông, dẫn tiến vốn của sản nghiệp giải trí truyền thông nội địa vào Thế Kỷ Hoa Âm. Ảnh hưởng của cơn bão tài chính châu Á, khiến thị trường phim ảnh của Hong Kong và Đông Nam Á co lại, điện ảnh Hong Kong không còn trong thời kỳ hoàng kim nữa. Mặc dù vấn nạn vi phạm bản quyền ở trong nước nghiêm trọng, nhưng nhân vật có kiến thức trong nghề đều biết, sản nghiệp giải trí Hong Kong muốn phục sinh chỉ có cách dựa vào thị trường nội địa. Anh Vương, Vĩnh Nghiệp là hai cự đầu làng giải trí Hong Kong,
lúc này cũng đang khốn khổ vì bị ảnh hưởng của thị trường co hẹp, kinh tế đi xuống. Việc làm của Thương vụ Cẩm Hồ có nghĩa là đường vào thị trường nội địa của bọn chúng bị bóp nghẹt, bọn chúng còn tiếp tục khốn khổ. Phương pháp bóp cổ kẻ khác tốt nhất là đoạt nguồn tài nguyên của chúng, Anh Vương và Vĩnh Nghiệp đấu lại được Cẩm Hồ mới là lạ. Chưa nói tới sức ảnh hưởng chính trị, riêng ba thương hiệu lớn Ái Đạt, Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm của Cẩm Hồ mỗi năm tiền dùng quảng cáo trên 1 tỷ, từ mặt này mà nói, sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với giới truyền thông trong nước ít ai bì kịp, huống hồ cổng website tiếng Hoa lớn nhất thế giới do Cẩm Hồ trực tiếp khống chế. Chỉ cần Thế Kỷ Hoa Âm chiếm lấy con đường tiến vào thị trường nội địa, nghệ sĩ, công ty biểu diễn, điện ảnh Hong Kong muốn tiến vào nội địa, phải nhìn sắc mặt Thế Kỷ Hoa Âm, lúc đó đó thích dẫm bẹp Anh Vương, Vĩnh Nghiệp hay không phải xem tâm tình ra sao. Thượng tuần tháng 10, Thương vụ Cẩm Hồ tuyên bố tin tức đầu tư vào Thế Kỷ Hoa Âm chỉ gây là chút gợn sóng ở Hong Kong, đừng nói tới bên ngoài. Nhưng chuyện Thương vụ Cẩm Hồ lớn tiếng đề xuất với Microsoft bán 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu với giá 900 triệu, gây xôn xao lớn, một số nhà kinh tế đứng ra nói thẳng đây chính là ảnh phản chiếu trực quan kinh tế Internet đang bong bóng hóa. Tây Thúy Viên cùng Sư Tử Viên là hai tiểu khu biệt thự cao cấp bên Lâm Giang Kiến Nghiệp, từ cửa sổ biệt thự nơi này nhìn về phía Bắc, có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh mê người phản chiếu dưới dòng nước Lâm Giang trong bóng đêm Kiến Nghiệp. Lý Tại Thù ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt nước mơ hồ, nghe tiếng nước sông vỗ lên bờ đá, bên bệ cửa sổ đặt báo cáo đánh giá chuyện Microsoft mua 30% cổ phần của âm nhạc trực tuyến của Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung. Lý Hinh Dư ngồi trên ghế sofa, đầu nghẹo sang nhìn bản báo cáo đó, môi mím chặt.